căn bản tìm không thấy Leviathan biến mất ở nơi nào. Nghe được không kết quả tin tức truyền đến, tiên sinh thật sự là sắc mặt âm trầm. Giận không chỗ phát tiết. 3000 cái khổng lồ vậy mà liền dạng này biến mất không thấy gì nữa. Truyền đi ai sẽ tin đâu. Cứ như vậy biến mất, liên lạc không được rồi. Ta phục. Tiên sinh thật sự là tức điên. Nhưng mà bọn hắn nghĩ không ra chính là không chỉ biến mất, hơn nữa còn toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Một cái đều không có lưu lại. Các ngươi đã xác định Leviathan bị khốn trụ sao? Tiên sinh trầm giọng nói. Mọi người nhao nhao cúi đầu. Đối với cái này, không có một cái tốt giải thích cùng trả lời. Căn bản không biết Leviathan chạy đi nơi đâu. Báo, mới vừa từ đại hạ bên kia chặn được tin tức Leviathan đích thật là bị đại hạ hấp dẫn đến một nơi nào đó vây khốn. Cụ thể không rõ, đại hạ đối với cái này nghiêm mật tử thủ. Chẳng qua đại hạ phương diện dự tính, chỉ ít có thể vây khốn một tháng thời gian. Bọn hắn hiện tại ngay tại Liên Hợp nghiên cứu như thế nào giải quyết Leviathan. Chấm. Nghe được thực truy tin tức, mọi người sắc mặt càng phát ra âm trầm xuống. Cả đám đều tức giận đến muốn chết. Thật bị đại hạ cho tính toán đến. Cái gì lực lượng tuyệt đối trước mặt âm mưu vô dụng. Hiện tại có hữu dụng hay không? Mà lại bọn hắn xem nhẹ một điểm. Leviathan cuối cùng không phải người, là chế tạo ra. Càng nhiều xem như máy móc. Làm sao bây giờ, chỉ có đại hạ cùng những cái kia số 76 cấm địa thần biết địa phương A. Ta bây giờ hoài nghi nơi này liền cùng số 76 cấm địa có quan hệ. Nói không chừng là bọn hắn trong biển căn cứ. Chấm. Mọi người rối rít nói. Tiên sinh lại là một đầu bột nhão. Lucifer mấy người nói, chúng ta hẳn là lập tức phái ra người đi thăm dò, từ đại hạ biết nơi này ở nơi nào. Hiện tại chúng ta tại đại hạ thám tử cùng nội ứng trên cơ bản toàn bộ đều hết rồi. Chúng ta làm sao cha? Đại hạ đối địa điểm này tuyệt đối giữ nghiêm. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết đến. Tiên sinh quát. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng phải là Leviathan chúng ta không cách nào khi tìm thấy rồi. Mọi người trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng. Chuyện này lập tức thông báo hắc ám bác sĩ. Leviathan là hắn nghiên cứu, xem hắn có thể hay không liên hệ với. Tiên sinh vẫn là tỉnh táo lại. Tiên sinh, chủ thần ti quyết sách đến rồi. Lúc này, thuộc hạ truyền đến tin tức. Cái gì, nhanh để ta xem một chút. Tiên sinh nóng nảy tiếp nhận tin tức. Đây là chủ thần ti lần thứ nhất tuyên bố quyết sách. Hắn bức thiết muốn biết thời khắc mấu chốt này, chủ thần ti sẽ cho ra cái gì quyết sách. Những người khác cũng muốn biết. Dù sao từ kế hoạch đến bây giờ, chủ thần ti căn bản không có quản qua. Toàn lực giao cho tiên sinh bọn hắn đến xử lý. Hiện tại tình huống không thích hợp, bọn hắn rốt cục cho quyết sách. Mà lại Diệp Quân Lâm một mực tâm tâm niệm niệm chủ thần ti kỳ thực căn bản không cùng chư thần phòng thí nghiệm các lớn căn cứ cùng một chỗ. Bọn hắn có khác địa phương khác. Thậm chí có thể nói chưa hề rời qua. Chỉ là chư thần phòng thí nghiệm đại bộ đội đi vào đại hạ. Tiên sinh nhìn xem chủ thần ti quyết sách, ánh mắt thâm thúy, chau mày, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Những người khác thấy nghi hoặc. Tiên sinh là cái gì quyết sách? Thằng hề đại đế rốt cục nhịn không được hỏi. Những người khác cũng đều xông tới. Chủ thần ti quyết sách để chư thần phòng thí nghiệm tái nhập thế giới. Đổi tên thần quốc, hướng toàn thế giới tuyên chiến. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bất luận cái gì người, không đầu hàng người giết không tha. Thuộc về thần quốc người, sẽ làm coi trọng. Chấm. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời này mới ra. Chư thần phòng thí nghiệm đều muốn vỡ tổ. Chư thần phòng thí nghiệm muốn tuyên cáo toàn thế giới, tự lập làm thần quốc. Hướng toàn thế giới mỗi cái địa phương đều khởi xướng tuyên chiến. Tự lập làm thần quốc rồi. Không nghĩ tới. Chư thần phòng thí nghiệm tất cả mọi người không nghĩ tới. Bao quát tiên sinh đều không nghĩ tới. Chủ thần ti cho quyết sách vậy mà là như vậy. Còn muốn hướng toàn thế giới tuyên chiến. Còn muốn đem Leviathan tin tức tuyên bố ra. Thật sự là quá cuồng vọng. Trầm mặc. Tất cả mọi người lâm vào lâu dài trầm mặc. Chấm. Một lúc sau, tiên sinh cười nói, đúng a, bây giờ thực lực chúng ta siêu nhiên. Không còn e ngại đại hạ chiến ưng chi lưu. Vì sao còn muốn trốn trốn tránh tránh, nên trực tiếp tuyên cáo toàn thế giới chúng ta trở về. Chúng ta là toàn thế giới mạnh nhất thế lực, chẳng lẽ còn lấy phòng thí nghiệm xưng hô. Nên tự lập làm thần quốc, chúng thần quốc gia,
toàn thế giới đều muốn nghe theo chúng ta bọn này thần mệnh lệnh. Thuận theo thần quốc chính là thần nô bộc, không thuận theo chính là ác ma, toàn bộ giết. Chấm. Một phen, nói đến tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Liền kém ngao ngao hô. Bọn hắn chính là thần. Muốn áp đảo toàn bộ thế giới phía trên. Những người khác hẳn là phủ phục tại dưới chân bọn hắn. Đối bọn hắn quỷ bái. Đám nhân loại kia còn làm ra một cái thần bảng. Ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Đại hạ loại này nên bị bọn hắn chiếm lĩnh, tất cả mọi người bị bọn hắn nô dịch. Bọn hắn hiện tại lực lượng siêu nhiên. Không e ngại hết thảy. Vẻn vẹn chính là Leviathan liền để thế nhân không thể làm gì. Cũng là, chuyện cho tới bây giờ, mưu kế của chúng ta đều vô dụng, còn không bằng trực tiếp lấy thuần túy thực lực đến chấn áp hết thảy. Số 76 cấm địa thần như thế nào? Chính diện tới đi. Có bản lĩnh đại hạ trong truyền thuyết hai loại tồn tại xuất hiện, không phải giết sạch đại hạ tất cả. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tiên sinh bọn hắn hưng phấn. Nhanh nhanh nhanh, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người tiến về chủ thần ti chỉ định địa chỉ. Chúng ta muốn tự lập làm thần quốc. Rất nhanh. Chư thần phòng thí nghiệm tập thể hành động. Lần này bọn hắn cũng không còn che giấu. Nghênh ngang hướng phương Tây Châu một nơi nào đó tiến lên. Ai ngoi đầu lên liền diệt ai. Chấm. Đúng vào lúc này. Chẳng ai ngờ rằng sự tình phát sinh. Đột nhiên yên lặng đã lâu ám võng tuyên bố tin tức trọng đại. Bừa bãi tàn phá thế giới cự hình sinh vật tên là Leviathan, nhưng thật ra là biến mất hơn 3 năm chư thần phòng thí nghiệm chế tạo. Bọn hắn muốn dùng Leviathan diệt đi đại hạ, để đạt tới xưng bá thế giới mục đích. Tiếp theo, chư thần phòng thí nghiệm đem lập tức tuyên cáo toàn thế giới bọn hắn giáng lâm, càng là muốn tự lập làm thần quốc, hướng toàn thế giới khởi xướng tuyên chiến. Chấm. Tin tức vừa ra tới về sau, toàn thế giới vỡ tổ. Chư thần phòng thí nghiệm cũng vỡ tổ. Bọn hắn còn chưa bắt đầu, ám võng làm sao biết rồi. Mộng. Tiên sinh trực tiếp mắt trợn tròn. Lucifer cùng thằng hề đại đế bọn hắn đều muốn điên. Cái chủ thần này ti quyết sách bọn hắn cũng là vừa mới biết, còn không có chính thức tuyên cáo đâu. Cái này ám võng làm sao sẽ biết rồi. Ám võng đến cùng là dạng gì tồn tại. Sớm tại trước đó, chư thần phòng thí nghiệm liền chú ý qua ám võng. Tra nửa ngày cái gì đều không có tra được. Mà lại ám võng cũng sẽ không trở ngại đến chư thần phòng thí nghiệm kế hoạch. Bởi vậy bọn hắn đối ám võng cũng không còn đi thăm dò loại hình. Nhưng là bây giờ thật là hù đến. Vậy mà biết bọn hắn hết thảy. Liền cái này đều biết. Như vậy cái khác đâu. Đoán chừng cũng sẽ biết a. Bọn hắn mau đem tin tức nói cho đến chủ thần ti. Chủ thần ti cũng bị giật nảy mình. Chuẩn bị bắt đầu đối ám võng tiến hành điều tra. Cái này đã muốn uy hiếp được bọn hắn. Nhất định phải diệt trừ. Chấm. Ám võng tin tức cấp tốc truyền khắp thế giới mỗi một cái góc. Thật là vỡ tổ. Quá khủng bố. Lần này, gần như tất cả mọi người biết Leviathan nơi phát ra. Đại hạ là có chút người biết, có ít người không biết. Dù là tiêu liệt quân bọn hắn cũng chỉ là suy đoán, không biết thật là như thế nào. À, Leviathan là chư thần phòng thí nghiệm sao? Sớm biết ta còn chi viện cái gì đại hạ a, ta không cắm đại hạ một đao cũng không tệ. Vậy mà là chư thần phòng thí nghiệm, nói sớm a, ta còn đi chi viện đại hạ. Chấm. Biết đây hết thảy sau. Đến chi viện đại hạ những cái kia thế lực đối địch quốc gia nhóm bắt đầu đều hối hận. Bọn hắn sở dĩ đến chi viện, nhưng thật ra là vì tự vệ. Tất lại không biết Leviathan lưng sau là ai. Không biết mới là sợ hãi. Sợ về sau sẽ lan đến gần mình, còn không bằng cùng đại hạ cùng một chỗ đem cái này nguy hiểm không biết thanh trừ. Nếu như lúc ấy biết Leviathan là chư thần phòng thí nghiệm, vậy bọn hắn kiên quyết sẽ không đến giúp đại hạ. Chẳng những thế lực đối địch như thế. Dù là một chút trung lập thế lực đều là ý nghĩ như vậy. Đối bọn hắn đến nói, đại hạ đổ xuống vẫn là chuyện tốt. Tại biết là chư thần phòng thí nghiệm tình huống dưới. Chẳng qua đại hạ giao hảo thế lực, thái độ vẫn là đồng dạng. Muốn cùng đại hạ cùng tiến thối. Trong lúc nhất thời, tại đại hạ tạo thành liên minh nội bộ liền tan rã. Tất cả viện quân rút về. Tất cả chuyên gia rút về. Thậm chí có chút thế lực đối địch muốn đem tất cả đại hạ bí mật toàn bộ nói ra. Chấm. Đại hạ cũng có chút mắt trợn tròn. Không nghĩ tới là kết quả như vậy.
liên minh nháy mắt tan rã một nửa. Chẳng qua chỗ tốt cũng có. Chư thần phòng thí nghiệm muốn công khai đến, muốn đối toàn thế giới tuyên chiến. Như vậy mọi người vẫn là có thể liên hợp đến cùng nhau. Về phần những cái kia thế lực đối địch tại biết Leviathan là chư thần phòng thí nghiệm về sau, từng cái dọa đến không rõ. Phán đoán chư thần phòng thí nghiệm thực lực hôm nay có thể muốn so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ rất nhiều. Dù sao dạng này Leviathan liền đã để toàn thế giới vô kế khả thi bó tay hết cách. Nếu là chư thần phòng thí nghiệm lực lượng chân chính bày ra, ai có thể cản? Huống chi hiện tại chư thần phòng thí nghiệm là hướng toàn thế giới tuyên chiến A. Bọn hắn đã dám cuồng vọng như vậy, dám phát ra dạng này tuyên cáo. Vậy liền cho thấy lá bài tẩy của bọn hắn nội tình so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Bọn hắn là phi thường tự tin. Trong lúc nhất thời, có không ít cỏ đầu tường, đã đang yên lặng kế hoạch hướng chư thần phòng thí nghiệm đầu nhập sự tình. Tiếp tục như vậy, loại quốc gia này cùng thế lực là càng ngày càng nhiều. Hiện tại đầu hàng còn có thể cùng theo ăn thịt ăn canh. Chư thần phòng thí nghiệm chân chính sử dụng vũ lực về sau, khi đó lại đầu hàng tới, khả năng liền xương cốt đều không có. Cái khác các quốc gia cũng đang thương thảo chuyện này. Hoặc là tại làm chuẩn bị. Sau đó chư thần phòng thí nghiệm có thể muốn trực tiếp tiến công. Tại ám võng tuyên bố sau. Chư thần phòng thí nghiệm dứt khoát trực tiếp tuyên cáo. Toàn thế giới lần nữa rung động. Diệp Quân Lâm sau khi ra ngoài, nghe được cái này sự tình, một trận kinh ngạc, đều tự lập làm quốc rồi. Ai cho dũng khí? Chẳng qua lập tức sắc mặt của hắn nặng nề. Đã chư thần phòng thí nghiệm thì ra lập làm quốc, gióng trống khua chiêng hướng toàn thế giới tuyên chiến. Như vậy nói rõ bọn hắn đối thực lực bản thân là khá có lòng tin. Ta muốn đánh ngươi. Ta còn sớm nói cho ngươi. Để ngươi đều chuẩn bị kỹ càng. Ta lại mạnh mẽ đánh ngươi. Cái này nhìn như cuồng vọng lỗ mãng. Trên thực tế tại đối với thực lực mình sự tự tin mạnh mẽ. Dù sao Leviathan liền làm cho mọi người không có cách nào. Chớ nói chi là chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm lực lượng. Đáng sợ nhất chính là phía sau còn có một cái chủ thần ti. Lần này phải chính diện va chạm. Chẳng qua đối Diệp Quân Lâm đến nói cũng có thể là chuyện tốt. Chư thần phòng thí nghiệm không còn che giấu. Tin tưởng rất nhanh chủ thần ti cũng có thể đụng tới. Chẳng qua Diệp Quân Lâm đang suy nghĩ một vấn đề chư thần phòng thí nghiệm cùng chiến ưng quốc không hợp tác sao. Dù sao trước đó đôi bên quan hệ như vậy chặt chẽ, chính là một thể. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là. Lẫn nhau đều muốn ăn rơi đối phương. Cứ việc lúc này, Leviathan đã bị khốn trụ, chư thần phòng thí nghiệm cũng không có tiến công. Thế nhưng là đại hạ đường ven biển bên trên phòng ngự không có rút đi, ngược lại gia cố lại gia cố. Cho dù là thánh kinh tổ chức, mã nhã công nghiệp những cái này đều không đi. Nhất là hiện tại biết đã là chư thần phòng thí nghiệm. Liền sợ bọn hắn đột nhiên nổi lên. Nhất định phải thời thời khắc khắc trông coi. Hải vực bên trên gió êm sóng lặng, cái gì cũng không có. Nhưng trên thực tế mấy ngàn cái con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi này. Nên có dị động biến hóa truyền đến. Bọn hắn liền lập tức phát hiện. Có địch tình, có địch tình. Phát hiện hải vực bên trên dị động. Trong lúc nhất thời, tiếng cảnh báo đại tác. Đường ven biển bên trên lại bối rối lên. Thậm chí, minh tà thần nhóm cường giả vọt tới phía trước nhất tới. Làm sao, muốn đối phó ta? Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Bọn hắn mới nhìn rõ ràng. Là Diệp Quân Lâm. À, ngài xuất quan rồi. Đám người kinh ngạc không thôi. Chẳng qua mọi người cũng không có tiếng trương. Mang theo Diệp Quân Lâm đi vào bờ biển tuyến phòng ngự, cùng Tiêu Liệt Quân bọn hắn gặp mặt. Gặp lại Diệp Quân Lâm, bọn hắn đôi mắt bên trong tràn đầy hổ thẹn. Dù sao bọn hắn làm ra rất nhiều ngu xuẩn hối hận sự tình. Thậm chí hổ thẹn đến không cách nào đối mặt Diệp Quân Lâm. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lục Hùng càng là nước mắt tuôn đầy mặt, nhất tự Tịnh Kiên Vương ta có lỗi với ngươi a. Thật xin lỗi, ta không có giữ vững. An toàn đảo chỉ xây một nửa, ta liền để dừng lại. Không chỉ như thế, tất cả vật liệu máy móc toàn bộ giá thấp bán đi. Ta có lỗi với ngươi trọng thác, hại đại hạ tiếp nhận như thế tổn thất lớn, đều là lỗi của ta. Chấm. Lục Hùng là thật tại tự trách. Đừng nhìn hiện tại không có việc gì, thế nhưng là cái này một đợt tiếp nhận tổn thất quá lớn. Nếu là sớm một chút nghe Diệp Quân Lâm, nơi nào sẽ có như thế tổn thất lớn? Nếu như ngay từ đầu dựng lên hộ quốc tường thành,
Leviathan căn bản công không tiến vào. Đó mới là một điểm tổn thất đều không có. Hiện tại nếu không phải vây khốn, sợ là toàn bộ đại hạ đều muốn gặp nạn. An toàn đảo hạng mục cũng không thành công. Không phải để rất nhiều người có thể khỏi bị tại khó khăn. Chấm. Thật thật xin lỗi Diệp Quân Lâm đối với hắn phó thác. Nhưng Lục Hùng như vậy tự trách, khó chịu nhất chính là Tiêu Liệt Quân, Hồng Thanh Thương bọn hắn. Hắn nói càng nhiều, mọi người thì càng khó thụ, càng phát tự trách. Thật mỗi người cúi đầu. Loại kia xấu hổ cảm giác tràn ngập, để bọn hắn hận không thể quỳ xuống. Bởi vì Lục Hùng nói những chuyện này bên trong. Kỳ thật Lục Hùng một mực đang kiên trì. Trên thực tế là bọn hắn để Lục Hùng từ bỏ, động một chút lại lấy ra sẽ hoặc là bỏ phiếu biểu quyết tới dọa lấy Lục Hùng. Một loạt sự tình là bọn hắn tại đầu nguồn đang bức bách. Dù là Lục Hùng lại như thế nào kiên trì. Hắn một lực lượng cá nhân cũng là không đủ. Căn bản không có cách nào trái phải rất nhiều chuyện. An toàn đảo là bọn hắn chủ trương dừng lại. Vật liệu là bọn hắn chủ trương bán đi. Tuyến phòng ngự là bọn hắn triệt tiêu. Chấm. Hết thảy đều là bọn hắn a. Bây giờ thấy Lục Hùng một người nhận lãnh hết thảy. Bọn hắn kỳ thật ngược lại khó chịu cực. Loại kia nội tâm dày vò dẫy dụa cảm giác chỉ có chính mình biết. Ai, cũng trách ta đi. Ta nếu không phải bế quan, khẳng định sẽ nhìn xem ngươi. Kiên quyết sẽ không để cho ngươi dừng lại. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ nói. Bế quan trước, hắn thật nghiêm túc dặn dò qua. Vô luận gặp được tình huống như thế nào, đều đừng ngừng lại. Là ta vô dụng, đều là lỗi của ta. Lục Hùng đều muốn khóc lên. Lúc này, Tiêu Liệt Quân mấy người rốt cục nhìn không được. Tiêu Liệt Quân nói ra, nhất tự Tịnh Kiên Vương, kỳ thật chuyện này trách chúng ta. Cùng lão Lục không quan hệ nhiều lắm, là chúng ta chủ trương dừng lại, còn muốn bán đi tất cả vật liệu đến giảm nhỏ tổn thất. Là lỗi của chúng ta, tuyến phòng ngự cũng là chúng ta triệt tiêu, là chúng ta đem đại hạ quốc cửa mở rộng. Trách chúng ta không tin ngươi, ngươi như vậy cũng sớm đã nói cho chúng ta biết. Hồng Thanh Thương cùng Khương Giã cũng nhao nhao lên tiếng. Bây giờ đại hạ bị như thế tổn thất lớn, chúng ta là thoát không ra liên quan. Hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đây là lỗi của chúng ta. Mấy người trực tiếp thừa nhận xuống tới. Tiêu Liệt Quân mấy người mặt hướng Diệp Quân Lâm cùng nhau hô, nhất tự Tịnh Kiên Vương cái này sự tình chúng ta sai. Chúng ta chân thành xin lỗi ngươi. Diệp Quân Lâm vội vàng đỡ dậy mấy người, mấy vị lão huynh nói gì vậy? Cái này sự tình không trách được các ngươi. Chẳng qua đâu, các ngươi quá cố thủ mình nhìn thấy. Không hướng lâu dài nghĩ, cái này ít nhiều có chút vấn đề. Nghe được Diệp Quân Lâm nói như vậy. Mọi người nhao nhao gật gật đầu, xác thực không sai. Chúng ta vẫn là quá bảo thủ, quá cẩn thận, sợ nắm chắc không ngừng, đem hết thảy chôn vùi tại trên người chúng ta. Để chúng ta không đủ lớn gan đi nhìn về phía trước, hướng phía trước làm. Ngược lại sẽ xuất hiện vấn đề trọng đại, ví dụ như hiện tại. Điểm này chúng ta đúng là, lão Tào đã sớm phát giác được dị thường, người ta thánh kinh tổ chức huynh đệ đều nói cho có vấn đề, các ngươi vậy mà xem nhẹ qua. Muốn cảm tạ lão Tào, hắn đã hành động sớm, giảm ít đi rất nhiều tổn thất. Lục Hùng hô. Nghe đến đó, mọi người toàn bộ cúi đầu, càng phát xấu hổ tự trách. Diệp Quân Lâm cười cười, còn có một điểm, các ngươi vẫn là không quá tin tưởng ta. Cảm thấy dạng này tình báo ta làm không đến, cảm thấy thực lực của ta không mạnh, loại tin tình báo này ta không có khả năng đào móc đến. Nhưng là để cho ngươi biết nhóm, thực lực của ta tại, tình báo chiêu này ta vẫn là tổ tông cấp bậc. Tiêu Liệt Quân cau mày, xác thực trách chúng ta, không tin ngươi, cảm thấy loại tin tình báo này lấy thực lực của ngươi làm không đến. Nhưng chúng ta quên, đã từng ngươi là ưu tú nhất lãnh tụ, cũng là lợi hại nhất đặc công, tình báo những cái này không nhất định siêu cấp cường giả có thể đào móc đến. Là lỗi của chúng ta, ta hận không thể quất chính mình mấy cái tát. Hết thảy đều tại chúng ta, là lỗi của chúng ta. Chấm. Tốt, hiện tại cũng không phải lẫn nhau tự trách tìm vấn đề thời điểm. Muốn cân nhắc tiếp xuống vấn đề. Diệp Quân Lâm vội vàng ngăn cản lại. Tiêu Liệt Quân đều đã muốn quất chính mình. Đây chính là Viêm Long vệ thủ lĩnh a. Sao có thể đi? Lúc đầu chúng ta đã cùng các vị minh hữu thương lượng xong cùng một chỗ như thế nào đối phó Leviathan. Kết quả chư thần phòng thí nghiệm tuyên cáo vừa ra tới. Chúng ta thế lực đối địch cùng rất nhiều trung lập phương nhau nhau tuyên bố rời khỏi. Đem lúc đầu an bài chuyên gia cũng cùng một chỗ rút đi. Chẳng qua chúng ta vẫn là hội tụ rất nhiều chuyên gia đến cùng nhau nghiên cứu.
Dù sao chúng ta đối Leviathan quét hình qua, chúng ta có rất nhiều số liệu tại, đoán chừng có thể nghiên cứu ra biện pháp giải quyết. Chúng ta đã đem Leviathan toàn bộ vây khốn. Nhanh nhất bọn chúng cũng tại một tháng sau tránh thoát, còn chưa nhất định có thể tìm tới ra tới đường. Chúng ta thời gian rất sung túc. Chấm. Mấy người nói ra kế hoạch tiếp theo. Từng cái lộ ra lòng tin 10 phần. Diệp Quân Lâm im lặng. Còn hung hăng Leviathan đâu? Chẳng lẽ hắn không biết sao? Leviathan đều tử quang, cái này luôn luôn chậm người một bước a. Liền cái này. Diệp Quân Lâm hỏi. Không phải đâu, chư thần phòng thí nghiệm thực lực mấy phần chúng ta không biết. Chẳng qua Leviathan mới là trước mắt địch nhân lớn nhất. Mọi người nhao nhao gật đầu. Diệp Quân Lâm nói thẳng, Leviathan sự tình không cần phải để ý đến. Một trang này vạch trần quá khứ, ai cũng đừng đề cập. Chỉ là lời này mới ra. Tất cả mọi người mộng. Mọi người nhao nhao nghi hoặc hiếu kỳ nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Leviathan chuyện lớn như vậy làm sao liền công bố đi qua rồi? Này làm sao có thể công bố đi qua? Không phải, nhất tự tỉnh kiên vương người cũng không biết, chúng ta chỉ là tạm thời vây khốn Leviathan. Dự tính cũng liền thời gian mấy tháng. Mà lại Leviathan là chư thần phòng thí nghiệm, bọn hắn tìm ra được sẽ nhanh hơn. Chúng ta nhất định phải tại Leviathan xuất hiện lần nữa thời điểm tìm tới biện pháp giải quyết. Chấm. Đám người coi là Diệp Quân Lâm không biết tình huống cụ thể, lập tức hướng hắn giải thích. Diệp Quân Lâm liếc một cái sau nói, ta biết, các ngươi đem bọn nó vây ở một cái đáy biển phế vật trong căn cứ. Không cần lo lắng bọn chúng đã là đi qua thức, một trang này vạch trần quá khứ. Làm Diệp Quân Lâm sau khi nói xong, tất cả mọi người chấn kinh. Trên mặt tất cả đều là thần sắc khó mà tin nổi. Diệp Quân Lâm là làm thế nào biết Atlantis kế hoạch? Nghe hắn nói như thế nhẹ nhàng linh hoạt, tựa như là tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Nhưng làm sao có thể? Diệp Quân Lâm vừa mới đến. Căn bản không biết kế hoạch này a. Bọn hắn đều dọa sợ. Nhất tự tỉnh kiên vương ngươi liền cái này đều biết. Tiêu Liệt Quân mấy người đôi mắt bên trong tất cả đều là tan không ra chấn kinh. Atlantis kế hoạch a, ta có cái gì không biết? Diệp Quân Lâm cười cười. Trước đó không lâu. Hắn nhưng là tại vứt bỏ Đông Hải Long Cung bên trong đều đi một vòng. Thực địa khảo sát. Nhưng so sánh bọn hắn trong hồ sơ hiểu rõ rõ ràng hơn. Cũng biết vì sao kế hoạch này đình chỉ. So ở đây bất luận kẻ nào đều biết phải rõ ràng. Dù sao Diệp Quân Lâm là nhiều như vậy người bên trong một cái duy nhất đi qua hiện trường. Nghe đến đó, mọi người càng phát ra khác biệt. Chẳng qua lập tức ngẫm lại trang thoải mái. Diệp Quân Lâm đối tình báo trưởng khống là tổ tông cấp bậc. Loại này tuyệt mật hồ sơ những người khác không biết bình thường, nhưng từ khi Leviathan sự tình phát sinh sau. Bọn hắn đã cảm thấy Diệp Quân Lâm không gì làm không được. Đối với Atlantis kế hoạch biết cũng là bình thường. Thế nhưng là, chẳng qua có người vẫn là có dị nghị. Muốn nói điểm khác biệt ý nghĩ. Diệp Quân Lâm nhìn hằm hằm đám người này, ta đều nói, một trang này vạch trần quá khứ. Leviathan không cần suy xét, bọn chúng ra không được, các ngươi suy xét cái giám a. Lục Hùng lập tức đứng ra duy trì, đều nghe nhất tự tỉnh kiên vương. Các ngươi lại không tin hắn sao? Lập tức chư thần phòng thí nghiệm khả năng liền phải toàn diện tiến công. Ta cảm thấy nhất tự tỉnh kiên vương hẳn là chọn làm thống soái đại hạ tất cả lực lượng tiến hành phòng ngự cùng chống lại. Chúng ta hết thảy đều nghe nhất tự tỉnh kiên vương. Lục Hùng đề nghị rất nhanh đạt được hưởng ứng. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Loại thời điểm này chúng ta nên nghe nhất tự tỉnh kiên vương. Hắn sớm dự phán cùng tình báo đều là vượt qua chúng ta. Thống soái lãnh tụ năng lực không thể nghi ngờ. Hắn tới làm thống soái chúng ta đều phục. Chấm. Tiêu Liệt Quân, Hồng Thanh Thương, Khương Dã bọn người đứng dậy. Tốt, chúng ta cũng đồng ý. Đem hết thảy giao cho nhất tự tỉnh kiên vương. Ngươi đến thu xếp. Đúng. Trực tiếp lấy Viêm Long Vệ danh nghĩa bổ nhiệm nhất tự tỉnh kiên vương vì lần này thống soái. Có thể điều động đại hạ tất cả lực lượng. Chúng ta cũng sẽ không can dự. Chấm. Diệp Quân Lâm đương nhiên đón lấy cái này nhiệm vụ. Điểm thứ nhất Leviathan tất cả mọi người không cần nhắc lại, bọn chúng sẽ không lại ra tới. Không nên hỏi ta làm sao biết, ta chính là biết. Diệp Quân Lâm liên tục tuyên bố. Minh bạch. Tiếp xuống thống soái ngài thu xếp đi, chúng ta toàn lực hiệp trợ ngươi. Mọi người nhao nhao nhìn xem Diệp Quân Lâm. Tốt, tiếp xuống chuyện làm thứ nhất.
Diệp Quân Lâm sau khi nói xong, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cái này có thể được không? Tất cả mọi người run run rẩy rẩy, lộ ra không thể tin thần sắc. Chủ yếu là Diệp Quân Lâm đưa ra kế hoạch, để mọi người chấn kinh. Diệp Quân Lâm vừa mới nói phương án bước đầu tiên, vậy mà là muốn đem phòng tuyến mở rộng. Trực tiếp vượt qua Đại Hạ Hải vực không nói, còn muốn dọc theo đi rất dài tuyến phòng ngự. Trực tiếp đến gần đông đảo cùng Tinh Quốc Hải vực bao phủ lại. Cái này trên biển tuyến phòng ngự quá rộng lớn. Liên quan đến phạm vi quá rộng. Huống chi còn muốn đem đông đảo cùng Tinh Quốc cho bao phủ lại. Người ta chưa chắc sẽ không đáp ứng. Bởi vậy, mọi người mới có thể khiếp sợ như vậy. Lục Hùng bọn người lập tức nói, duy trì thống soái. Nếu như phòng ngự của chúng ta tuyến không bao phủ lại tới gần quốc gia cùng thế lực, đến lúc đó nếu như bọn hắn đầu hàng cho chư thần phòng thí nghiệm. Đến lúc đó chư thần phòng thí nghiệm hoàn toàn có thể cầm tới gần địa phương làm bàn đạp công kích chúng ta. Thậm chí tới gần thế lực phía sau đâm chúng ta một đao. Đến lúc đó chúng ta nguy hiểm trùng điệp. Bởi vậy bất kể như thế nào, trước mở rộng tuyến phòng ngự, bao phủ lại. Đến lúc đó cho dù là bọn họ đầu hàng, chúng ta cũng có thể khống chế lại cục diện, kịp thời làm ra phản ứng. Mặt khác, kéo dài phòng ngự của chúng ta tuyến có rất nhiều chỗ tốt. Có thể sớm dự báo tình huống, làm hậu phương tranh thủ thời gian. Đây nhất định là, trước đó sách lược của chúng ta đều là co vào phòng thủ, dạng này để cho địch nhân có rất nhiều phương thức. Tất cả mọi người khen ngợi gật đầu. Tiếp xuống, ta đến phân phối nhiệm vụ. Diệp Quân Lâm nhìn về phía Lý Tử Nhiễm bọn hắn, Côn Luân Học Viện toàn thể thành viên. Cứ việc Côn Luân Học Viện rất nhiều người đối Diệp Quân Lâm thực lực vẫn là không phục, nhưng hiện ở thời điểm này, Diệp Quân Lâm là thống soái, cũng không thể không nghe. Hắn hành quân đánh trận đích thật là vô địch cấp bậc. Hắn có thể đem mỗi người tác dụng phát huy đến lớn nhất, thu xếp tại tốt nhất vị trí. Đây là những người khác làm không được. Tại, đám người cùng nhau hô. Ta muốn đem các người thu xếp tại mới tuyến phòng ngự hàng trước nhất vị trí, 5 người một tổ, trên cơ bản có thể bao quát vùng biển này tất cả vị trí. Các người cần phải làm là giám thị, phòng ngừa địch nhân tập kích. Nếu như gặp phải địch tình, có thể tương ứng linh hoạt ngăn cản, áp dụng quấy rầy hình thức. Diệp Quân Lâm lại nhìn về phía Thanh Long mấy người kia là ta đã từng thủ hạ. Phương diện này bọn hắn kinh nghiệm 10 phần, liền từ bọn hắn đến mang đội, cụ thể các ngươi đến phân phối. Thanh Long mấy người gật đầu, tốt, minh bạch. Lên đường đi. Côn Luân Học Viện toàn thể đều xuất phát. Đồng thời còn mang lên kia một thanh thần khí cung nỏ. Về phần bao phủ đông đảo cùng Tinh Quốc tuyến phòng ngự, liền làm phiền ngươi. Ngươi vốn chính là Tinh Quốc, làm lên chuyện này đến dễ dàng hơn. Diệp Quân Lâm đem cái này nhiệm vụ toàn quyền giao cho Lý Thành Mẫn. Lấy Tam Tinh tập đoàn thực lực làm được điểm này cũng không khó. Diệp Quân Lâm lại nhìn về phía Tiêu Liệt Quân mấy người, tiếp xuống toàn bộ tuyến phòng ngự các ngươi đến bổ sung. Không nhất định phải chống cự lại, quấy rối là được. Về phần Đại Hạ phòng ngự nắm chặt thời gian làm, muốn đối phó địch nhân hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí những cái này các ngươi đến phụ trách. Về phần đối phương võ giả siêu năng giả, bình thường hệ thống phòng ngự căn bản chưa có xếp hạng công dụng. Ta nhớ được Thánh Kinh tổ chức cùng Mã Nhã công nghiệp có tương ứng nhằm vào phương thức, giao cho các ngươi không có vấn đề a. Diệp Quân Lâm nói, Diệp Vô Đạo cùng Diệp Lăng Thiên vừa muốn cự tuyệt. Minh Tà Thần thanh âm vang lên, không có vấn đề, chủ nhân nhà ta Hắc Ám Thượng Đế dặn dò qua, Mã Nhã công nghiệp cùng Thánh Kinh tổ chức hết thảy nghe theo Đại Hạ thu xếp. Cái này, Diệp Vô Đạo bọn hắn rất là nghi hoặc. Sư phụ Hắc Ám Thượng Đế đến cùng Đại Hạ quan hệ thế nào? Vì cái gì tận hết sức lực trợ giúp? Đem tất cả át chủ bài đều lấy ra. Quá khó mà tin nổi. Chẳng qua mệnh lệnh của sư phụ, bọn hắn cũng không dám chống lại. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Tiếp xuống ta sẽ đem Thánh Kinh tổ chức tất cả thế lực lực lượng toàn bộ tổ chức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Minh Tà Thần bọn hắn lần này mặc dù đến chi viện, nhưng trên cơ bản đều là hạch tâm chủ lực. Thánh Kinh tổ chức thế lực rộng khắp ưu thế tuyệt không thể hiện ra tới. Cho nên lần này hắn có thời gian đem hết thảy đều triệu tập lại. Hướng Đại Hạ bên này tụ tập đến. Cảm tạ, thật sự là rất cảm tạ. Tiêu Liệt Quân bọn hắn kỳ thật cũng rất nghi hoặc. Vì cái gì bọn hắn lại trợ giúp? Vẫn là không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ là nghe Thiên Sách Thần Soái nói qua bọn hắn là người một nhà, bọn hắn bất kỳ cử động nào,
đều không cần lo lắng, cũng không cần hoài nghi. Bọn hắn một mực đang nghĩ Hắc Ám Thượng Đế đến cùng là người thế nào. Như thế giúp đại hạ. Không nghĩ ra. Tốt, đem tất cả thế lực đều tụ tập lại, dạng này nắm chắc càng lớn một điểm. Tiếp xuống, đem các ngươi tất cả lực lượng đều cho ta. Tùy thời nghe ta điều khiển. Diệp Quân Lâm trực tiếp muốn Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc quyền hạn. Tiêu Liệt Quân mấy người do dự, cái này chúng ta cũng làm không được quyết định. Phải cùng bọn hắn hỏi thăm. Chỉ là đầu rồng thần tướng bọn người đáp ứng lập tức xuống tới, tốt, không có vấn đề. Diệp thị cổ tộc các thế lực lớn cũng tỏ thái độ, nguyện ý nghe theo Diệp Quân Lâm thống nhất chỉ huy. Cái này khiến Diệp Vô Đạo bọn hắn càng phát ra kinh ngạc. Lúc nào Diệp thị cổ tộc loại này đau đầu, sẽ đối Diệp Quân Lâm nói gì nghe nấy. Dù là Diệp Quân Lâm là thống soái, bọn hắn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng cụ thể lại không nói ra được. Chấm. Tạm thời bố trí Diệp Quân Lâm đã hoàn thành. Sau đó, hắn liền chờ đợi chư thần phòng thí nghiệm đến. Lúc này Thiên Sách thần soái cũng trở về. Mặt mũi tràn đầy tự trách. Bởi vì hắn đại hạ tổn thất rất lớn. Nguyên lai tại chư thần phòng thí nghiệm tuyên cáo tự lập làm quốc về sau, đại đồ đệ liền bị mang đi. Không phải Thiên Sách thần soái sẽ không trở về. Sau đó, Diệp Quân Lâm đem Thiên Sách thần soái nhóm cường giả tụ tập lại một chỗ. Hắn lấy ra một bình bình dược tề. Đây là dùng số 76 cấm địa tài nguyên cùng máu tươi của bọn hắn chế thành. Đặc biệt thưa thớt, nhưng một bình bình hiệu quả có thể xưng nghịch thiên. Những cái này có thể để các ngươi trên thực lực một bậc thang, nhưng mà, đối các ngươi tương lai đường xá sẽ tạo thành ảnh hưởng. Cũng chính là tác dụng phụ khả năng cực lớn. Nhìn chính các ngươi lựa chọn. Diệp Quân Lâm là muốn cho bọn hắn mạnh hơn điểm, nhưng cũng không cưỡng bách. Xem bọn hắn phải chăng tự nguyện. Chư thần phòng thí nghiệm khí thế hung hăng, ta nhất định phải mạnh lên. Thiên Sách thần soái lựa chọn dược tề. Dù sao hắn một viên cuối cùng vô thượng thần dược, là để dành cho Quân Quân. Bởi vậy, cái này dược tề hắn nhất định phải lựa chọn. Ta cũng tới. Chấm. Mọi người một cái tiếp một cái lựa chọn. Tất cả mọi người ăn vào về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đi thẳng tới mới một cái cấp độ. Miễn cưỡng có thể vào Diệp Quân Lâm mắt. Chí ít đối đầu chư thần phòng thí nghiệm cường giả có thể có chút dùng. Ví dụ như Lucifer, thằng hề đại đế những cái này, Diệp Quân Lâm là thấy tận mắt bọn hắn. Đối bọn hắn thực lực làm ra qua dự đoán. Hiện tại thăng cấp sau Thiên Sách thần soái bọn hắn, miễn cưỡng mới có thể cùng Lucifer bọn hắn đối đầu. Dựa theo thực lực đến nói, Lucifer bọn hắn tại chư thần phòng thí nghiệm hẳn là tính trung thượng. Hiện tại có người có thể cùng bọn hắn đối đầu, Diệp Quân Lâm xem như có một chút điểm nắm chắc. Còn để Diệp Quân Lâm vui mừng một điểm là Bảo Long nhất tộc thiên tài trong kế hoạch. Song Tử Tinh, nữ võ thần những thiên tài này tiến bộ thần tốc, đã có thể làm được việc lớn. Dù sao bọn hắn đều là ngay từ đầu liền bị khai quật ra thiên tài, thiên phú muốn tại Côn Luân học viện những người kia phía trên. Chấm. Một bên khác. Chư thần phòng thí nghiệm đại bộ đội đã đi tới phương Tây Châu lớn nhất trong sa mạc. Nơi đây người ở hy hữu đến, hoàn cảnh ác liệt, liên động vật đều không gặp được. Thế nhưng là bọn hắn đi vào về sau, một tòa khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần quốc gia đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô luận là kiến trúc, vẫn là cái khác các loại phối trí, tất cả đều là thế nhân chưa thấy qua. Hoặc là nói tất cả đều là tương lai trong tưởng tượng thế giới. Tại chư thần phòng thí nghiệm nơi này đều thực hiện. Rõ ràng một cái hoang mạc, trong khoảnh khắc biến thành một tòa tương lai quốc gia. Rung động. Quá mức rung động. Chư thần phòng thí nghiệm chính là muốn ở chỗ này tự lập làm quốc, xưng là thần quốc. Thần quốc thành lập, rung động thế nhân. Chư thần phòng thí nghiệm quá mạnh. Người người đều muốn nói một câu xúc động đến. Chỉ là cái này quốc gia, mọi người liền có thể biết chư thần phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật là xa xa ở thế giới trình độ phía trên. Thỏa mãn các quốc gia đối với tương lai thế giới tư tưởng. Thật là quá rung động khủng bố. Nhất là những cái kia thượng lưu nhân sĩ nhóm, thần quốc quốc gia không phải bọn hắn một mực hướng tới thiên đường nhạc viên sao. Thậm chí có mấy vị siêu cấp phú hào nghĩ đầu nhập món tiền khổng lồ, chế tạo dạng này tương lai thành thị. Đến lúc đó bọn hắn vào ở loại này tương lai thế giới, thế tất so toàn thế giới cao hơn một cái tiêu chuẩn, đây mới là bọn hắn người trên người cách sống. Những người khác tuyệt đối không có thể có được. Bọn hắn còn tại tư tưởng bên trong. Không nghĩ tới người ta trực tiếp xây ra tới. Trong lúc nhất thời,
nơi này chính là những phú hào này trong mắt thiên đường. Bọn hắn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp vào ở đi. Chấm. Trong lúc nhất thời toàn thế giới tất cả chú ý điểm, đều tại cái này tương lai quốc gia trên thân. Mấu chốt là cái này chỉ là bọn hắn kiến trúc. Kinh khủng là vũ khí hoặc là cái khác khoa học kỹ thuật phương diện, có phải là dẫn trước toàn thế giới một mảng lớn. Đạt tới trước nay chưa từng có lĩnh vực. Trách không được chư thần phòng thí nghiệm như thế có lực lượng, hướng toàn thế giới tuyên chiến. Trước đó mọi người còn tại suy đoán chư thần phòng thí nghiệm lực lượng bắt nguồn từ đâu. Làm đoán trước tương lai quốc gia kiến thiết, mọi người đoán cũng đều có thể đoán được. Chư thần phòng thí nghiệm đều không cần đi chính diện trấn nhiếp, liền để toàn thế giới biết nó khủng bố. Vô số người không tại rụt rè, không đang run run. Chiếu như vậy, làm sao đánh? Trực tiếp đầu hàng tính trực tiếp. Chấm. Trong lúc nhất thời các nơi đều lòng người bàng hoàng. Rất nhanh, chư thần phòng thí nghiệm tất cả mọi người thiết bị tại thần quốc quốc gia vào ở. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Thần quốc khu vực trung tâm, từng tòa kiến trúc cao vút trong mây, là thật thượng thiên. Đệ nhất thế giới kiến trúc ở đây sẽ có vẻ phi thường nhỏ bé. Tại một dãy nhà chỗ cao nhất tương lai trong phòng thí nghiệm. Xuyên thấu qua trước mắt pha lê nhìn thấy mây mù lượn lờ cảnh tượng. Bao quanh chính là bọn hắn công nghệ cao phi hành khí. Tựa như trực tiếp có thể tiến lên ra ngoài vũ trụ đồng dạng. Cao. Quá cao. Đây là thần thị giác. Nhìn xuống chúng sinh. Tiên sinh bọn hắn toàn bộ vào ở. Muốn tiến hành kế hoạch tiếp theo. Có cái gì tình báo không? Tiên sinh hỏi. Tình báo đến rồi. Cùng đại hạ trước đó kết minh các đại quốc gia thế lực đã có 2/3 rời khỏi. Cái khác không ít còn tại đang đứng xem. Nghe được đầu thứ nhất tình báo, hắn cười lạnh một tiếng, yên tâm đi, tiếp xuống sẽ càng nhiều. Chẳng qua đại hạ bên kia phản ứng cấp tốc, đã bổ nhiệm Diệp Quân Lâm làm thống soái, để hắn đến bố trí tất cả phòng ngự. Trước mắt lớn nhất thay đổi chính là Diệp Quân Lâm đem phòng tuyến trên phạm vi lớn hướng phía trước kéo dài, thậm chí đến gần Tinh Quốc, đông đảo toàn bộ bao phủ. Vừa nghe đến Diệp Quân Lâm cái tên này, ở đây Lucifer bọn hắn lần nữa xúc động lên. Dựa theo thực lực, trước mắt Diệp Quân Lâm chính là một quả hồng mềm. Thế nhưng là người muốn nói mưu lược phương diện này, rất nhiều người đều đối Diệp Quân Lâm tán thưởng qua. Trước kia cùng Richard giao thủ, đến tiếp sau cùng bọn hắn giao thủ. Riêng là phương diện này liền sẽ không rơi xuống hạ phong. Đại hạ để hắn làm thống soái, đích thật là cái cực kỳ tốt lựa chọn. Diệp Quân Lâm hoàn toàn chính xác thật sự có tài. Cái này phòng tuyến kéo dài một chiêu này thật là khéo. Đã phòng ngừa nước láng giềng đầu hàng tại chúng ta, cũng phòng ngừa chúng ta bắt bọn hắn làm bàn đạp. Nhưng lập tức tiên sinh chuyển đề tài nói, thế nhưng là vô dụng a. Phòng tuyến kéo dài lại dài cũng vô dụng thôi, ngăn không được chính là ngăn không được. Cùng thực lực của chúng ta chênh lệch quá lớn. Cho nên không đủ gây sợ. Cái khác tình báo đâu. Điểm này hẳn là có chút đáng sợ. Thánh kinh tổ chức đột nhiên triệu tập tản mát tại toàn thế giới thế lực, đều hướng đại hạ tại tụ tập. Bọn hắn động tác cấp tốc, đã tại bắt đầu. Nghe được tình báo này, mọi người sắc mặt vẫn là biến đổi. Số 76 cấm địa thần ý đồ bọn hắn hiện tại còn chưa hiểu. Đến cùng đại hạ có quan hệ gì? Vì cái gì tận hết sức lực đang trợ giúp đại hạ? Vẫn là nghiêng nó tất cả. Trước đó đối phó Leviathan thời điểm, nhiều như vậy thần khí đều đem ra. Số 76 cấm địa đến cùng có bao nhiêu thần, bao nhiêu trang bị, chư thần phòng thí nghiệm là không biết. Coi là đến chi viện những cái kia không sai biệt lắm là toàn bộ chủ lực. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể kiêng kỵ như vậy. Chúng ta phải chăng ra tay ngăn cản? Người kia hỏi. Không cần, chúng ta không sợ, nhưng chính là không rõ số 76 cấm địa thần, đến cùng đại hạ quan hệ thế nào. Còn có hắc ám thượng đế những người này đi đâu rồi? Bọn hắn làm sao không có ra tay? Nâng lên những cái này về sau, mọi người sắc mặt nhao nhao âm trầm xuống. Cũng không có vừa rồi vui sướng. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều cảm thấy đây là bắn đại bác cũng không tới. Đại hạ cùng chư thần phòng thí nghiệm. Lucifer, thằng hề đại đế bọn hắn kìm nén một hơi lửa giận, yên tâm đi, lần này dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực đem bọn hắn bức bách ra tới. Vô luận là ai, đều muốn phủ phục tại trước mặt chúng ta. Cho dù là bọn họ mạnh hơn, chúng ta phía sau có hắc ám bác sĩ, có chủ thần ti. Đám người hoàn toàn không sợ hãi. Lúc này, chủ thần ti lại một đường quyết sách đến.
lấy thần quốc danh nghĩa tuyên cáo toàn thế giới hạn tất cả quốc gia cùng thế lực tại trong vòng 7 ngày toàn bộ đầu hàng hoặc là gia nhập. Trước gia nhập sẽ xưng là thần quốc con dân, hưởng thụ ngang nhau điều kiện. Đằng sau đầu hàng gia nhập sẽ thành phổ thông con dân, lại đằng sau gia nhập chính là nô bộc. Danh ngạch có hạn, muốn dựa theo thời gian đến sắp xếp. Vượt qua 7 ngày về sau, tất cả đều là địch nhân, đến lúc đó đã không còn đầu hàng nói chuyện, hoặc là nô dịch, hoặc là giết không tha. Chấm. Rất nhanh, thần quốc đem cái này quyết sách tuyên cáo toàn thế giới. Toàn thế giới xôn xao kinh hãi. 7 ngày kỳ hạn. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Mấu chốt là đầu hàng càng sớm, hưởng thụ điều kiện càng tốt. Muộn một chút đầu hàng liền phải thành nô bộc. Đây là nhất khảo nghiệm người. 7 ngày về sau liền đầu hàng cơ hội đều không có. Mà lại chư thần phòng thí nghiệm trước không biểu hiện ra thực lực, chính là để ngươi đoán, làm cho tất cả mọi người khủng hoảng. Chiều này tâm lý học chơi đến rất lợi hại. Mà lại trước đó Leviathan cường đại cỡ nào, trong lòng mỗi người đều là có ít. Nói đến Leviathan, chư thần phòng thí nghiệm bên này còn tại tìm. Dùng hết các loại thủ đoạn, phái ra rất nhiều máy móc cùng nhân lực tại Leviathan mất liên lạc địa phương điên cuồng tìm kiếm. Đều kém một chút đem tin tức báo cho chủ thần ti, để chủ thần ti suy nghĩ biện pháp. Chẳng qua cái này cuối cùng đối chủ thần ti đến nói xem như lông gà vỏ tỏi sự tình, bọn hắn không dám nói cho. Chẳng qua hắc ám bác sĩ nơi nào là biết đến. Hắn là một mực đang tìm kiếm. Chư thần phòng thí nghiệm đối Leviathan hy vọng cũng là ký thác vào hắc ám bác sĩ trên người. Đây là hắn tự tay tạo nên, hắn hẳn là có biện pháp có thể tìm tới. Tiên sinh, hắc ám bác sĩ bọn hắn đến rồi. Lúc này, phía trước phía bên ngoài cửa sổ trên bình đài đột nhiên dừng lại một khung khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần phi hành khí. Từ phía trên đi xuống mấy người. Vọt thẳng quả thực nghiệm thất đến. Tiên sinh nghe được về sau, lập tức mang theo đám người tiến lên nghênh đón. Dựa theo địa vị đến nói, hắc ám bác sĩ thế nhưng là chủ thần ti. So hắn cao hơn. Hoan nghênh hắc ám bác sĩ. Đám người hô. Làm đại môn mở ra. Hắc ám bác sĩ đi đến. Một thân vừa vặn âu phục, mặc trên người hắn ưu nhã xa xỉ đắt. Một đôi hẹp dài trên tay mang theo chiếc nhẫn. Trên cổ tay mang theo đồng hồ nổi tiếng, không một không còn hiện ra khí chất. Một tấm tuấn Mỹ phương Tây khuôn mặt làm người khác chú ý, mang theo tơ vàng khung kính mắt. Trên thân tản mát ra quý báu thân sĩ khí chất, để người có loại hư ảo cảm giác, giống như không chân thực. Cả người chính là hoàng thất phương tử cảm giác. Hắn cùng tiên sinh đứng chung một chỗ. Một cái là âu phục ác ôn, một cái thì là âu phục thân sĩ. Nhưng ai có thể muốn lấy được như thế thân sĩ như vương tử một loại người. Lại là danh xứng với thực đồ tể. Tay phải hắn một mực thói quen cầm một con dao giải phẫu. Một cái màu đen dao giải phẫu. Bất kỳ vật gì đều có thể mở ra dao giải phẫu. Mỗi ngày không biết tại giải phẫu sinh vật, chính là tại đi giải phẫu trên đường. Nói cách khác, hắn mỗi ngày đều tại giết chóc, còn giết rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Chưa hề có dừng lại thời điểm. Mọi người căn bản không biết hắn sống bao nhiêu năm. Nếu là biết sẽ càng rung động. Phải biết tiên sinh lần thứ nhất thấy hắc ám bác sĩ, hắn chính là cái bộ dáng này. Tại 30 năm trước gặp hắn vẫn là bộ dáng này. Hắc ám bác sĩ phảng phất bị dừng lại tại bộ dáng này. Vẫn luôn chưa biến qua. Bởi vậy liền tiên sinh cũng không biết hắc ám bác sĩ sống bao lâu thời gian. Tư liệu của hắn bí mật đoán chừng chỉ có chủ thần ti trưởng khống. Nhưng là nhất làm cho mọi người nghi hoặc không hiểu là hắc ám bác sĩ chính là người bình thường. Thật là người bình thường. Hắn vì cái gì có thể dừng lại dung mạo của mình mà bất lão? Vì cái gì có thể đánh tạo ra từng cái vượt quá tưởng tượng hạng mục? Không nghĩ ra. Nhưng càng là người bình thường, hắc ám bác sĩ liền càng để mọi người cảm thấy kiêng kỵ. Nhà ai người bình thường có thể xâm nhập số 76 cấm địa bắt mấy cái thần trở về? Nhà ai người bình thường có thể đem huyết tộc đời thứ hai huyết tổ sống sờ sờ cho giết giải phẫu? Tại chư thần phòng thí nghiệm liên quan tới hắc ám bác sĩ truyền thuyết rất rất nhiều. Hắn truyền kỳ trình độ cho dù là chủ thần ti cũng so không được. Là chư thần phòng thí nghiệm đại đa số người bội phục nhất tồn tại. Cũng là tiên sinh bội phục nhất. Kinh khủng nhất một việc là hắc ám bác sĩ kỳ thật tại chiến ưng quốc mẫu ra bệnh viện nhậm chức. Căn bản không có ai biết thân phận chân thật của hắn. Hắc ám bác sĩ người có thể đến,
chẳng lẽ là Leviathan có tin tức rồi? Tiên sinh hỏi. Những người khác cũng đều bu lại. Ừm. Hắc ám bác sĩ nhẹ gật đầu. Thế nào, Leviathan ở đâu? Đám người kìm nén không được trong lòng kích động, nhao nhao nhìn xem hắn. Hắc ám bác sĩ lắc đầu, ta cũng không biết bọn chúng ở đâu. Có điều, bọn chúng đều chết. Cái gì, chết rồi. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời này mới ra. Toàn trường kinh hãi. Mỗi người trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Leviathan chết rồi. Làm sao có thể? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào a. Không có khả năng a. Đại hạ bọn hắn nếu là thật có thể giết tất cả Leviathan còn có thể sử dụng âm mưu sao? Đem tất cả Leviathan hấp dẫn đi vây ở cái nào đó địa phương thần bí. Đúng a, mà lại chúng ta đạt được chuẩn xác tình báo đại hạ chỉ là đem Leviathan vây khốn. Còn có kỳ hạn đâu, ngắn nhất một tháng. Huống chi Leviathan cường đại như vậy, bọn hắn dùng cái gì đến diệt đi? Tuyệt đối không có khả năng chết. Chấm. Tất cả mọi người bắt đầu cùng hắc ám bác sĩ dựa vào lý lẽ biện luận. Đều cảm thấy Leviathan không có khả năng bị diệt mất. Đây chính là trọn vẹn 3,000 con A. Lấy cái gì diệt? Không nói những cái khác. Nếu như chư thần phòng thí nghiệm mình không tiến hành điều khiển, tới đối phó Leviathan, đoán chừng cũng phải hao phí rất lớn công phu. Tổn thất cũng là tương đương thảm trọng. Những người khác làm sao có thể có biện pháp diệt trừ đâu? Cái này là chuyện không thể nào. Bọn hắn không tin. Đánh chết cũng không tin. Người khác nhìn thấy Leviathan kỳ thật cũng đều là phiến diệt, không hoàn chỉnh. Thế nhưng là bọn hắn khác biệt a. Hiểu rõ Leviathan tất cả. Cái này khiến bọn hắn minh bạch Leviathan không có khả năng bị giết. Đại hạ bên kia không có người có thực lực này. Leviathan là không thể chiến thắng. Hắc ám bác sĩ đoán chừng ngươi tính sai, hiện tại chúng ta chỉ là cùng Leviathan liên lạc không được. Mất đi liên lạc, mà không phải bọn chúng đều bị giết. Tiên sinh coi là hắc ám bác sĩ không có tìm hiểu được Leviathan biến mất sự tình. Còn cố ý nhắc nhở một câu. Hắc ám bác sĩ gật gật đầu, ta biết. Nhưng chúng nó hoàn toàn chính xác toàn bộ chết. À, lần này, đến phiên mọi người kinh ngạc. Hắc ám bác sĩ, Leviathan nhóm thật toàn bộ đều chết rồi. Mọi người đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắc ám bác sĩ gật gật đầu, đúng, không sai. Các ngươi cũng biết, Leviathan bọn chúng mỗi một cái đều có cái năng lượng hạch. Tương đương với nhân thể trái tim cùng đại não chờ mấu chốt khí quan đều dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại ta phát giác được năng lượng hạch ngừng vận chuyển, hoặc là nói bị đánh nát. Bởi vậy bọn chúng đều là chết. À, thật sao? Có bộ phận người đã bị hắc ám bác sĩ bị dọa cho phát sợ. Sắc mặt trắng bệch. Leviathan chết, đối bọn hắn đến nói thế nhưng là một cái bất lợi tin tức. Còn là không thể nào, nhiều lắm thì ngươi không cảm ứng được, bởi vì đại hạ đem Leviathan dẫn vào một mảnh khu vực thần bí, nơi này là ngăn cách địa phương. Có thể ngăn trở bất luận cái gì tín hiệu, dù là lại tiên tiến khoa học kỹ thuật cũng vô dụng. Người đây, cũng khẳng định là bởi vì bị ngăn cản, thong dong không cảm ứng được. Còn có một điểm cái này khu vực thần bí đại khái suất cùng số 76 cấm địa có quan hệ. Nhưng là số 76 cấm địa đám người kia căn bản giết không được Leviathan A. Người tại thiết kế Leviathan thời điểm, đặc biệt nhằm vào qua số 76 cấm địa A. Thần lực của bọn hắn hoặc là thần khí mặc dù có thể thương tổn được, nhưng là không cách nào làm bị thương Leviathan hạch tâm A. Yên tâm đi, Leviathan quân đoàn cường đại như vậy. Trong vòng 7 ngày, ta khẳng định sẽ tìm trở về. Tiên sinh nói có chứng có cứ. Tất cả mọi người cảm thấy có lý. Hắc ám bác sĩ lại không nói gì. Mà là hỏi, số 76 cấm địa đám người kia là cùng đại hạ liên hợp lại cùng nhau sao? Đúng, trước mắt đến xem, bọn hắn phải đem hết toàn lực trợ giúp đại hạ. Lucifer gật đầu. Vậy thì tốt, 7 ngày về sau trực tiếp tiến công đại hạ. Số 76 cấm địa ta tự mình đến đối phó. Hắc ám bác sĩ mặt lạnh. Mặt khác chủ thần thi sẽ tại các ngươi gặp được trở ngại thời điểm, thích hợp ra tay. Minh bạch. Mọi người cùng nhau gật đầu. Hắc ám bác sĩ lại nhìn về phía tiên sinh, đối chiến ưng quốc nghĩ như thế nào? Chiến ưng quốc kỳ thật rất cường đại, chẳng qua chúng ta lẫn nhau ở giữa đều hiểu rất rõ. Đều muốn trở thành bá chủ, ta cảm thấy để bọn hắn đầu hàng khả năng không lớn.
hiện tại chiến lược của chúng ta là san bằng toàn thế giới. Cùng chiến ưng quốc những cái này hợp tác ý nghĩa không lớn. Khó tránh khỏi muốn cùng chiến ưng quốc khai chiến. Tiên sinh mấy người nói. Đã như vậy, tuyệt đối đừng để chiến ưng quốc cùng đại hạ hợp tác. Muốn chặt đứt giữa lẫn nhau liên hệ. Hắc ám bác sĩ để lại một câu nói. Liền rời đi nơi này, tiến về chính hắn phòng thí nghiệm. Tại cái này tương lai quốc gia, mỗi người khu vực đều sớm phân chia tốt. Nhưng lời này mới ra. Tiên sinh vỗ mạnh một cái trán. Đúng a, ta kém chút xem nhẹ điểm này. Địch nhân cũng có thể biến thành minh hữu. Người tới a. Chấm. Thần quốc phát ra tuyên cáo tại toàn thế giới gây nên sóng to gió lớn. 7 ngày đầu hàng tin tức càng là giống xương cá, kẹt tại mỗi người cuống họng. Chẳng qua làm tin tức tuyên bố về sau. Lập tức liền có phương Tây Châu thủ phủ, ông trùm dầu mỏ, máy móc ông trùm, còn có phương Bắc Châu các đại tập đoàn, cái gì vạn ức tiên sinh vân vân. Một đoàn phú hào hoặc là thượng tầng nhân sĩ nhóm nhau nhau lựa chọn gia nhập thần quốc. Đem tư nguyên của mình, tiền tài những cái này toàn bộ vô tư dâng hiến cho thần quốc. Bọn phú hào này hướng tới chính là loại này tương lai khoa học kỹ thuật thành thị, tăng thêm lại là 7 ngày hạn chế, bọn hắn vì cái gì không gia nhập đâu. Đối với nhóm đầu tiên gia nhập, thần quốc vì bọn họ cung cấp hậu đãi ngộ. Đồng thời hứa hẹn tương lai đánh hạ thế giới về sau, vì bọn họ kiến tạo từng tòa tương lai khoa học kỹ thuật thành, để bọn hắn làm chủ. Nhóm người thứ nhất đạt được ưu đãi về sau, đại đại kích thích rất nhiều người. Một cái tiếp một cái bắt đầu gia nhập thần quốc. Hiệu quả so chư thần phòng thí nghiệm chính mình tưởng tượng đều tốt hơn. Quả nhiên có người mở đầu về sau, tất cả mọi người cùng như bị điên, sợ không có cơ hội. Đầu hàng gia nhập là càng ngày càng nhiều. Nhao nhao đều chiếm được trước nay chưa từng có hậu đãi. Sau đó, là các đại tập đoàn, các thế lực lớn. Từng cái điên cuồng gia nhập. Làm cho mọi người càng phát lòng người bàng hoàng. Hết thảy tựa như đều chỗ trong lúc hỗn loạn. Chấm. Rốt cục có quốc gia tuyên bố gia nhập. Trên cơ bản đều là đại hạ thế lực đối địch. Cái thứ nhất tuyên bố gia nhập là cự tượng quốc. Đây mới là gây nên lớn nhất chấn động. Trước đó người, tập đoàn hoặc là thế lực, tất cả mọi người không có như vậy sợ hãi. Thế nhưng là cự tượng quốc lựa chọn gia nhập, cái này tính chất liền biến. Cực lớn trình độ kích thích đến các quốc gia. Thần quốc cũng ưu đãi cự tượng quốc, trực tiếp xưng là thần quốc phía dưới thứ nhất quốc. Ban tên vì cự tượng thần quốc. Đạt được hậu đãi điều kiện quả thực không cách nào tưởng tượng. Cự tượng quốc càng là đạt được chưa hề được chứng kiến vũ khí những thứ này. Đều đem rất nhiều người cho thèm chết rồi. Ngay sau đó, cái thứ hai quốc gia tuyên bố gia nhập. Chiến báo quốc, cũng là đại hạ thế lực đối địch, giờ khắc này lựa chọn gia nhập thần quốc. Chấm. Sau đó lục tục ngo ngoe đều có quốc gia gia nhập thần quốc. Nhất là thần quốc chung quanh thế lực. Bởi vì bọn hắn có thể khoảng cách gần cảm nhận được thần quốc cường đại chuyển biến xấu chấn nhiếp. Cùng bọn hắn đối nghịch, quả thực một con đường chết. Còn không bằng thật sớm gia nhập, kiếm miếng cơm ăn. Nói không chừng sẽ còn đạt được không tưởng được chỗ tốt. Chấm. Toàn thế giới, trừ siêu cường quốc, đại hạ, chiến ưng quốc cùng chiến hùng quốc chi lưu. Còn lại các nơi đều tại ngo ngoe muốn động. Mà đại hạ là một cái duy nhất bày ra phòng ngự tư thế. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra đại hạ là muốn cùng thần quốc đối nghịch. Còn lại cũng đều tại quan sát. Mặc dù thần quốc khí thế hung hăng, nhưng thực lực cụ thể như thế nào, còn không có bày ra. Tăng thêm tất cả Leviathan đều bị đại hạ cho vây khốn. Đến bây giờ còn không tìm được. Chấm. Toàn thế giới tình huống nhao nhao trở nên phức tạp. Lúc này, Thiên Thuẫn Cục Hắc Ưng Đặc Công cùng Cục Thủ Smith được mời đến Thần Quốc mở tương lai khoa học kỹ thuật thành tiến hành đàm phán. Tiên sinh rõ ràng biểu đạt ra ý tứ, để chiến ưng quốc gia nhập Thần Quốc. Hắn có thể đưa ra cam đoan là, để chiến ưng quốc hưởng thụ tối cao đãi ngộ. Tương đương những người khác là đầu hàng tiến đến. Chiến ưng việc lớn quốc gia được mời tiến đến. Là đại ca cùng nhị đệ quan hệ. Những người khác là chủ nhân cùng nô bộc quan hệ. Để Cục Thủ Smith bọn hắn nghiêm túc tỉnh táo suy nghĩ. À, không phải để chúng ta gia nhập sao? Chúng ta cùng nhau hợp tác, xưng bá không tốt sao? Smith cười nói. Hắc ưng đặc công cũng phụ họa nói, đúng à, cùng một chỗ hợp tác tốt bao nhiêu? Không phải phân ra cái lão đại ra tới. Huống chi chỉ bằng vào các người muốn ăn tất cả, cũng rất tốn sức à.
Đại Hạ rất mạnh, lại có cường đại trợ lực, nếu như lại cùng Chiến Hùng Quốc liên hợp, các ngươi cũng sợ là rất khó đối phó. Thế nhưng là chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ hợp tác. Tình huống kia rất là khác biệt, đến lúc đó chúng ta chia đều giang sơn, chẳng phải là lớn nhất lợi ích hóa. Chấm. Hắc Ưng Đặc Công không hổ là Thiên Thuẫn Cục vương bài. Lại còn có thể trái lại thuyết phục. Cái này khiến đám người chấn kinh. Không, chúng ta sẽ không theo bất luận kẻ nào hợp tác, chúng ta chỉ cần các ngươi tuyệt đối thần phục. Chư thần phòng thí nghiệm thái độ cũng là kiên quyết. Vậy chúng ta nếu là không đâu? Cục thủ Smith cười cười. Hắn toàn thân trên dưới để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ tới. Căn bản không có đem chư thần phòng thí nghiệm để vào mắt. Như vậy chỉ có thể đánh. Đương nhiên các ngươi có thể liên hợp đại hạ, đến cùng một chỗ phản kháng. Chúng ta không sợ hãi. Đám người cười cười. Căn bản không có đem Chiến Ưng Quốc để vào mắt. Chỉ là kiêng kỵ bọn hắn cùng đại hạ hợp tác thôi. Smith nghe xong về sau cười. Hắc Ưng Đặc Công khóe miệng nhiều một vòng có thâm ý khác nụ cười. Các ngươi vẫn là đánh giá quá thấp đại hạ a. Ừm, có ý tứ gì? Lucifer sắc mặt biến. Đây chính là Diệp Quân Lâm a. Để các ngươi nếm qua vô số lần thua thiệt người. Lần này lại là hắn. Các ngươi sẽ tại trên tay hắn thiệt thòi lớn. Hắc Ưng Đặc Công là vô cùng chăm chú nhìn bọn hắn. Diệp Quân Lâm thực lực hắn nhưng là biết đến. Có lẽ còn muốn mạnh hơn một chút. Hắn là nghiêm túc thuyết phục. Nhưng đối phương nơi nào nghe lọt. Căn bản không có đem Diệp Quân Lâm coi thành chuyện gì to tát. Bọn hắn hiện tại không sợ hết thảy. Chúng ta thừa nhận Diệp Quân Lâm túc trí đa mưu. Nghe nói lần này hắn sớm đào móc đến rất nhiều tin tức. Chẳng qua kia là trước đó chúng ta muốn chơi mưu kế. Nghĩ không đánh mà thắng cầm xuống đại hạ. Hiện tại thế nào, chúng ta hoàn toàn thuần dựa vào vũ lực. Diệp Quân Lâm lại thúc trí đa mưu cũng vô dụng thôi. Vũ khí của chúng ta cường giả đánh tới, phá hủy hết thảy. Lucifer bọn người ha ha cười nói. Chấm. Sau đó đôi bên tiếp tục đàm phán. Hai bên đều là đàm phán cao thủ. Lẫn nhau đẩy bóng, lẫn nhau gài bẫy, lẫn nhau lời nói khách sáo. Cuối cùng đôi bên riêng phần mình mục đích đều đạt thành. Chiến Ưng Quốc muốn chư thần phòng thí nghiệm trắng trợn tiến công đại hạ, tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương. Mà chư thần phòng thí nghiệm cần chính là Chiến Ưng Quốc không thể cùng đại hạ liên hợp. Chấm. Dài đến mấy giờ đàm phán về sau, song phương mục đích kỳ thật đều đạt tới. Chư thần phòng thí nghiệm nghĩ tới chúng ta đầu hàng, bọn hắn xứng sao, ta Chiến Ưng Quốc hoàn toàn không sợ. Nhất là cục thủ Smith nhìn xem tòa này tương lai thành thị, hắn cười lạnh một tiếng, coi là chỉ có các ngươi có thể tạo ra loại thành thị này. Ha ha! Bên cạnh Hắc Ưng Đặc Công trong lòng kinh hãi. Nghe Smith lời này, chẳng lẽ Chiến Ưng Quốc? Chiến Ưng Quốc khẳng định có rất nhiều đại bí mật. Hắn cấp bậc này còn tiếp xúc không đến. Thiên Thuẫn Cục cục thủ vị trí này, hẳn là vừa mới có thể tiếp xúc đến. Chấm! Hắc Ưng Đặc Công bọn hắn rời đi sau. Chư thần phòng thí nghiệm mấy người hiển nhiên một mặt khinh thường. Ta liền không tin, Diệp Quân Lâm sẽ để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Bây giờ chúng ta còn có thể Diệp Quân Lâm trong tay ăn thiệt thòi. Ta cũng không tin, nhìn hắn một mặt chắc chắn, ta thật sự là phẫn nộ. Chấm. Đám người tự nhiên khinh thường. Chẳng qua Diệp Quân Lâm chúng ta cũng không thể xem nhẹ, hắn mưu kế rất nhiều, chính diện không đánh lại được chúng ta, chưa chừng sẽ trong bóng tối âm chúng ta. Tiên sinh nói, đúng, hắn quá giảo hoạt, nói không chừng cho chúng ta phía sau đến một đao, ta còn tra được toàn thế giới liên hợp chi viện đại hạ, chính là hắn từ đó cản trở. Hắn hiện tại là ẩn hình uy hiếp rất lớn, thậm chí so một chút siêu cấp cường giả uy hiếp đều lớn. Có mấy người cũng nói, một lần nữa dò xét, Diệp Quân Lâm hoàn toàn chính xác uy hiếp rất lớn. Đã như vậy, vậy chúng ta vì sao không trực tiếp đem Diệp Quân Lâm giết chết đâu? Trước kia cảm thấy giết chết hắn, cùng dẫm chết một con kiến không có khác nhau. Căn bản không có bất cứ hứng thú gì đi giết hắn. Nhưng bây giờ hắn có uy hiếp, có thể giết. Đúng, đem hắn trực tiếp ám sát, chẳng phải chấm dứt sao? Chấm. Mọi người tùy tiện một thảo luận. Cảm thấy hẳn là đem Diệp Quân Lâm trực tiếp giết. Ý nghĩ ăn nhịp với nhau. Như vậy ai đi giết đâu? Tiên sinh hỏi. Tùy tiện phái một người đi giết đi. Dù sao thực lực của hắn yếu. Mọi người vẫn là xem thường Diệp Quân Lâm thực lực. Tiên sinh liếc nhìn một vòng rồi nói ra, như vậy đi, Lucifer ngươi đi đi.
Vì cam đoan phòng ngừa sai sót, thằng hề đại đế, hải ma, địa ngục ma nữ ba người các ngươi đi theo Lucifer cùng một chỗ. Các ngươi cũng coi là Diệp Quân Lâm thúc địch, năm đó các ngươi giết qua hắn một lần, ta hy vọng các ngươi lại giết hắn một lần. Lucifer tư nhân đứng dậy, minh bạch, Diệp Quân Lâm sợ là không nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh lần thứ hai đi. Chẳng qua đâu, ta hy vọng lần thứ nhất kịch bản không muốn lại đến diễn. Chớ cùng người ta lại cùng đến chỗ chết, đến lúc đó cầu hắc ám bác sĩ cứu các ngươi, ta kéo không xuống gương mặt này. Tiên sinh dặn dò, yên tâm đi, bây giờ chúng ta đã không phải là mấy năm trước chúng ta. Chúng ta cùng thần linh đồng dạng cường đại. Bốn người tràn đầy tự tin. Tại khóa chặt Diệp Quân Lâm vị trí về sau. Bốn người xuất phát, đi tru sát Diệp Quân Lâm. Hoàn thành cái này đơn giản nhất nhiệm vụ. Có người đến giết mình, đoán chừng đây là Diệp Quân Lâm đều không nghĩ tới. Đương nhiên vẫn là lão bằng hữu. Hai cái cùng đến chỗ chết. Không nghĩ tới tại mấy năm về sau, lại muốn gặp mặt. Diệp Quân Lâm đang làm gì? Đương nhiên không có nhàn rỗi. Lực chú ý tất cả chư thần phòng thí nghiệm trên thân. Nhất là chư thần phòng thí nghiệm hiện tại có đại bản doanh, nói cho toàn thế giới bọn hắn ở nơi nào. Cái này khiến Diệp Quân Lâm tốt hơn cha. Chẳng qua hắn trọng điểm vẫn là chủ thần ti. Đừng nhìn cái này cái gì tương lai hiện đại thành thị, đối toàn thế giới chấn nhiếp lớn như vậy. Chẳng qua đối Diệp Quân Lâm đến nói không có chút tác dụng chỗ. Hắn lo lắng vẫn là chủ thần ti. Chủ thần ti một ngày không ra, hắn một ngày sẽ không bại lộ thực lực. Hắn giờ khắc này ở thống soái chuyên môn trong phòng chỉ huy, ngay tại chủ tính trung toàn cục. Ta vẫn là đi đông đảo tinh quốc lân cận đi dạo. Hai địa phương này khẳng định có chỗ dị động. Diệp Quân Lâm tự mình muốn đi hai địa phương này nhìn xem. Bên cạnh hắn cũng không mang ai, liền một cái biến chủng số 3 cùng kim cương số 4. Kỳ thật chính là cho hắn trợ thủ. Còn lại đều phái đi ra làm việc. Chính yếu nhất chính là nhìn chằm chằm chư thần phòng thí nghiệm tương lai quốc gia. Đi vào đông đảo mặt phía Bắc Hải vực, vừa tới, kim cương số 4 liền phát ra tín hiệu. Cùng lúc đó, biến chủng số 3 cảnh giác lên, làm ra chiến đấu chuẩn bị. Hiển nhiên có người đến. Diệp Quân Lâm lập tức liền cười. Hắn cũng cảm nhận được bốn đạo đáng sợ khí tức ngay tại đáy biển nhanh chóng lao vùn vụt tới. Hướng mình nhanh chóng tiếp cận. Luận thực lực, bốn vị này khả năng không thua gì tiến hóa sau Diệp Chiến Thiên bọn hắn. Nhất là ở trong biển, dường như lực chiến đấu của bọn hắn bị vô hạn phóng đại. Hẳn là tại Diệp Chiến Thiên bọn hắn phía trên. Siêu cấp cường đại. Chuyện này chỉ có thể là chư thần phòng thí nghiệm. Đây là có người đến giết mình. Diệp Quân Lâm một mặt chấn kinh. Lúc trước hắn chưa hề nghĩ tới có người đến giết chính mình sự tình. Cảm thấy không có lý do. Dù sao mình tại mọi người trong ấn tượng, cùng yếu gà đồng dạng. Chấm. Cho tới giờ khắc này. Diệp Quân Lâm minh bạch. Hẳn là mình làm thống soái, bắt đầu bài binh bố trận, phương diện này đối chư thần phòng thí nghiệm có uy hiếp. Bởi vậy mới phải giết chết chính mình. Trừ cái đó ra, Diệp Quân Lâm tìm không đến bất luận cái gì lý do. Biến chủng số 3 cùng kim cương số 4 cảm thấy được nguy hiểm, lập tức liền phải động thủ. Diệp Quân Lâm lại phất phất tay. Hắn muốn xem trước một chút là ai. Lại động thủ cũng không muộn. Chấm. Ước chừng sau mười mấy phút. Vùng biển này đột nhiên phát sinh biến hóa. Diệp Quân Lâm cưỡi thuyền phía dưới bắt đầu xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đem thuyền cuốn lại. Toàn bộ đại hải tựa như sôi trào đồng dạng. Vòng xoáy vậy mà độ cao mà lên, đem Diệp Quân Lâm bọn hắn chỗ thuyền đội lên giữa không trung. Trọn vẹn cao mấy trăm thước vị trí. Hoàn toàn chính xác quá dọa người. Nếu là những người khác đoán chừng đều phải hù chết. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng oanh thiên tiếng vang. Vòng xoáy biến mất, sóng lớn biến mất. Diệp Quân Lâm chỗ thuyền trực tiếp hạ xuống, trên mặt biển nổ ra một cái hố to tới. Chờ thuyền chỉ ổn định thời điểm. Bong tàu bên trên đã xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Lucifer, thằng hề đại đế bọn hắn. Lão bằng hữu đã lâu không gặp a. Lucifer cười ra tiếng. Những người khác cũng lộ ra hưng phấn nụ cười, nhìn xem Diệp Quân Lâm tựa như là nhìn xem một con dê đợi làm thịt. Lão bằng hữu gặp mặt, đương nhiên cao hứng. Diệp Quân Lâm cũng vui vẻ, không nghĩ tới là các ngươi a. Thật khéo a. Mặc dù hắn thật sớm phát hiện bốn người. Chẳng qua bọn hắn đều ở trong biển lao vùn vụt. Bị hải ma khống chế đại hải siêu năng lực cho bao trùm.
ba người khác thật đúng là nhìn đoán không ra là ai. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, Diệp Quân Lâm cũng rất hưng phấn. Không nghĩ tới vẫn là mấy cái lão bằng hữu cửu nhân. Thật khéo. Ha 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 ha. Diệp Quân Lâm đột nhiên liền cười. Lúc đầu cảm thấy không có chút nào niềm vui thú. Giờ khắc này, đột nhiên cảm thấy hết thảy đều có hứng thú. Nếu là những người khác thấy cảnh này, còn tưởng rằng đôi bên là cái gì tốt phải không được đều bằng hữu đâu. Từ vừa thấy mặt bắt đầu, hai bên đều là đang cười. Nghe nói năm đó ngươi cùng ta cùng đến chỗ chết về sau, ngươi liền được người cứu sống rồi. Diệp Quân Lâm hỏi. Lucifer một mặt ngạo khí, xác thực nói là phục sinh. Không phải là các ngươi những phàm nhân này có thể hiểu được. Chúng ta là thần, hiểu chưa? Đúng, Diệp Quân Lâm trước kia ngươi đụng phải chúng ta nhiều lắm là gọi nửa người nửa thần. Bây giờ chúng ta chính là thần. Thằng Hề Đại Đế cũng nói. Bọn hắn hôm nay thực lực quả thực đến một loại đáng sợ hoàn cảnh. Hoặc là nói trên người bọn họ đến từ chủng tộc huyết mạch là càng ngày càng thuần khiết, gần như so sánh tổ tiên của bọn hắn. Những cái này chủng tộc từ sinh ra bắt đầu, liền có lực lượng hủy thiên diệt địa, có được các loại thiên phú. Đến hậu kỳ liền dần dần biến hóa, huyết mạch càng lúc càng mờ nhạt, các loại năng lực thiên phú cũng càng ngày càng yếu. Chẳng qua bây giờ địa ngục ma nữ, hải ma những cái này tại chư thần phòng thí nghiệm trợ giúp dưới, dần dần phản tổ. Huyết mạch của bọn hắn dần dần hướng đời thứ nhất thủy tổ dựa vào, bởi vậy thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Hiện tại nhanh mạnh đến cùng đời thứ nhất tổ tông một cái cấp bậc. Bởi vậy, bọn hắn dám tự xưng thần. Cũng là chư thần phòng thí nghiệm đổi tên là thần quốc nguyên nhân. Bởi vì thần quốc con dân tất cả đều là thần. Giờ phút này, Lucifer bốn người ở trên cao nhìn xuống, dò xét Diệp Quân Lâm, tựa như là đang đánh giá một con giun dế đồng dạng. Nếu không phải Diệp Quân Lâm làm cái này thống soái, bọn hắn căn bản sẽ không tới giết hắn. Sẽ hạ xuống thân phận. Từng cái nho nhỏ người bình thường nơi nào có tư cách để thần đến giết. Không có khả năng. Thần, ha ha ha, chưa thấy qua yếu như vậy thần. Các ngươi cũng là thật không biết xấu hổ a, liếm cái mặt ở nơi nào tự xưng thần. Diệp Quân Lâm trực tiếp cười. Làm sao khắp nơi đều là tự xưng thần. Hơi có chút lực lượng, liền cảm giác đến vô pháp vô thiên, áp đảo trên thế giới này, liền tự xưng thần rồi. Ai công nhận? Số 76 cấm địa đám người kia cũng là. Hiện tại chư thần phòng thí nghiệm cũng là. Thật sự là khôi hài. Diệp Quân Lâm người tại khinh nhờn thần minh biết sao. Thần là nhân loại không thể xâm phạm cùng khinh nhờn. Lập tức chúng ta thần quốc liền đem san bằng toàn bộ thế giới. Người người nằm dạp trên mặt đất, cung phụng chúng ta vì thần minh. Từ chúng ta tự mình đến giết ngươi, chính là ngươi đời này vinh diệu nhất sự tình. Ngươi có thể chết tại thần trong tay. Chấm. Diệp Quân Lâm tựa như đâm chúng bọn hắn uy hiếp. Từng cái bắt đầu kích động. Hướng về phía Diệp Quân Lâm bắt đầu giống giận. Ha 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 ha. Diệp Quân Lâm cười đến càng phát vui vẻ. Đám người này giống như có cái kia ảo tưởng chứng đồng dạng. Từng cái cả ngày đem mình tưởng tượng thành thần, ở nơi nào diễu võ dương oai. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm ở nơi nào cười. Thằng Hề Đại Đế cảm giác bọn hắn bị vũ nhục. Từng cái càng phát ra phẫn nộ. Tức giận đến nổi trận lôi đình, mặt đỏ bột tử thô. Diệp Quân Lâm cho ngươi một cái cơ hội. Mình tự sát, đừng ép ta nhóm động thủ. Lucifer ném cho Diệp Quân Lâm một cây đao. Bởi vì tại bọn hắn nhìn chúng, Diệp Quân Lâm một người bình thường là không xứng để bọn hắn thần xuất thủ. Để Diệp Quân Lâm tự sát, khả năng hiện ra bọn hắn thần thân phận tới. Liền các ngươi, còn muốn để ta tự sát, các ngươi xứng sao? Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Bên cạnh biến chủng số 3 cùng kim cương số 4 đã cảm thụ Diệp Quân Lâm cường đại phẫn nộ. Lúc này muốn động thủ. Diệp Quân Lâm ngăn cản bọn chúng, nếu là cái khác con kiến hôi, các ngươi đến động thủ. Nhưng trước mắt này mấy cái sâu kiến ta hay là mình tới đi. Cho mấy năm trước vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm cuồng vọng như vậy. Thằng Hề Đại Đế mấy người đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn muốn mình đánh. Xác định sao? Nhân loại bình thường muốn cùng thần đả. Điên rồi đi. Diệp Quân Lâm thực lực gì, bọn hắn lại quá là rõ ràng. Đây là muốn chết sao? Oanh! Diệp Quân Lâm ánh mắt đột nhiên khóa chặt Lucifer, lần trước để người khác cứu sống ngươi. Nhưng lần này sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Giờ khắc này,
Lucifer vậy mà cảm nhận được che ngợp bầu trời uy áp đột kích. Cường đại, quá cường đại. Giờ khắc này Lucifer vậy mà sinh ra hoảng hốt. Còn lại ba người cũng bắt đầu hoảng hốt. Diệp Quân Lâm lúc nào cường đại như vậy rồi? Hắn không phải một cái yếu gà sao? Nhỏ yếu đến liền bọn hắn cảm thấy tân thủ giết Diệp Quân Lâm là đều bọn hắn vũ nhục trình độ. Làm sao lại cho người ta một loại như thế khí thế bén nhọn? Đây không có khả năng. Thật đáng sợ. Giết Diệp Quân Lâm đối bọn hắn đến nói, lớn nhất chỗ khó chính là có siêu cấp cao thủ canh giữ ở Diệp Quân Lâm bên người. Chẳng qua xuất phát trước, bọn hắn chính là tình báo tra được Diệp Quân Lâm bên người không ai, lại không có siêu cấp cao thủ bảo hộ, cho nên mới đến giết. Lần này nhìn hắn như thế nào chạy thoát. Nhưng sự thật dường như có chút không giống. Diệp Quân Lâm giống như không đợi Lucifer bọn hắn hoàn hồn. Diệp Quân Lâm liền ầm vang ra hiện tại bọn hắn trước mặt, vội vàng không kịp chuẩn bị. 3. Trực tiếp một bàn tay đánh vào hải ma trên thân. Một tát này ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Hải ma tại một tát này dưới, đầu đột nhiên nổ tung, ngay sau đó thân thể rạn nứt, sụp đổ. Liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra. Trực tiếp biến mất. Cái gì trong biển chi ma, tại trong biển rộng là vô địch. Đây không phải ngay tại trong biển rộng, như thường bị Diệp Quân Lâm một bàn tay chụp chết. Liền thứ cặn bã đều không có còn lại. Ầm ầm. Không đợi mấy người phản ứng, Diệp Quân Lâm lại một cái tát quất vào địa ngục ma nữ trên mặt. Một bàn tay bên trong tựa như ẩn chứa phá hủy toàn bộ thế giới đều lực lượng, giờ phút này lại tại địa ngục ma nữ trong thân thể nổ tung. Răng rắc răng rắc răng rắc. Chỉ kiến giải ngục ma nữ thân thể vỡ ra từng đạo lỗ hổng, bên trong phát ra dung nham đồng dạng liệt diễm. A! À, địa ngục ma nữ phát ra một tiếng cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, lập tức toàn bộ thân thể toàn bộ nổ tung, tiêu tán giữa thiên địa. Chỉ lưu lại một đạo hỏa diễm. Chấn kinh! Quá khiếp sợ! Đây là chẳng ai ngờ rằng. Diệp Quân Lâm hai bàn tay chụp chết hai cái thần cấp bậc tồn tại. Địa ngục ma nữ còn dễ nói. Thế nhưng là hải ma ở trong biển chính là vô địch a. Làm sao lại bị một bàn tay chụp chết rồi? Quá khó mà tin nổi. Mấu chốt người này là Diệp Quân Lâm a. Trong mắt bọn họ yếu gà. Làm sao lại a? Không thể tin được. Địa ngục ma nữ hai người bị chụp chết, lúc này Lucifer cùng thằng hề đại đế đã kịp phản ứng. Bọn hắn phát giác Diệp Quân Lâm không tầm thường. Trước chạy trốn vi diệu. Thằng hề đại đế đã muốn phóng thích vô số bài poker đến ngăn cản Diệp Quân Lâm. Oanh! Nhưng Diệp Quân Lâm tốc độ quá nhanh. Đây là một loại không cách nào lời nói tốc độ. Để thần đều e ngại tốc độ. Bạch! Diệp Quân Lâm nháy mắt xuất hiện tại có chạy trốn ý nghĩ Lucifer cùng thằng hề đại đế trước mặt. Oanh! Oanh! Diệp Quân Lâm một tay một cái, trực tiếp bắt lấy cổ hai người. Để bọn hắn không có thi triển bất kỳ động tác gì cùng ý nghĩ khả năng. Giờ khắc này, hai người giống như bị thiên thần bóp chặt vận mệnh cuống họng. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng đáng sợ vậy mà một chút cũng động không dùng được. Diệp Quân Lâm hai tay chộp vào bọn hắn cổ một khắc này, tựa như liền trưởng khống vận mệnh của bọn hắn. Cho dù bọn hắn có ngàn vạn thần thủ đoạn, nhưng đồng dạng cũng không thi triển ra được. Thậm chí liền cơ bản nhất giấy giụa đều không có. Thân thể, lực lượng mỗi một hạng đều không thuộc về bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể là dê đợi làm thịt a. Bọn hắn là thần a. Lại bị một người bình thường khống chế. Sỉ nhục. Thiên đại sỉ nhục. Đây là đối thần lớn nhất vũ nhục. Thế nhưng là bọn hắn nghĩ gào thét, liền gào thét đều không phát ra được. Điên. Bọn hắn đều muốn điên. Cảm giác thân thể đều muốn nổ tung. Bọn hắn lại bất lực. Loại cảm giác này rất khó chịu rất khó chịu. Mấu chốt đối phương là Diệp Quân Lâm a. Trong con mắt của bọn họ yếu gà a. Làm sao dám a. Làm sao dám khinh nhờn thần a. Hai người dùng đáng sợ ánh mắt đang uy hiếp Diệp Quân Lâm, nhìn chòng chọc vào hắn. Ý là ngươi dám đối xử như thế thần, ngươi phạm phải tội lớn ngập trời. Ngươi chết không yên lành. Từng cái chỉ có thể đau khổ dẫy giụa. Vô năng sủa loạn thôi. Diệp Quân Lâm hai tay hơi lỏng, thằng hề đại đế hai người có thể nói chuyện. Diệp Quân Lâm ngươi làm sao dám a. Biết mình đối thần xuất thủ hạ chàng sao? Chấm. Hai cái nổi điên giống như hô. Ta chẳng những muốn ra tay với các ngươi, ta còn muốn giết các ngươi. Diệp Quân Lâm cười lạnh. Sát thần, ngươi dám giết thần, ngươi có lá gan này sao?
ngươi có thực lực này sao? Hai người gấp, cảm thấy bây giờ Diệp Quân Lâm lại giết bọn hắn, chính là có bội pháp tắc. Nhân loại bình thường sát thần. Cái này sao có thể? Diệp Quân Lâm lại là cười, thật có lỗi, các ngươi cũng không phải ta giết cái thứ nhất thần. Tính được cũng hơn mấy trăm cái. Diệp Quân Lâm cụ thể tại số 76 cấm địa cụ thể giết bao nhiêu, hắn thật đúng là không có tính qua. Cái gì? Thằng Hề Đại Đế cùng Lucifer hai người sau khi nghe được, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn có thể nhìn ra, Diệp Quân Lâm tuyệt đối không có nói láo. Hắn là thật. Hắn thật làm được qua đây hết thảy. Hai người hoài nghi. Lần trước tự xưng thần một đám gia hỏa bị ta đổ diệt sạch sẽ, các ngươi là kế tiếp. Cái gì? Nghe được Diệp Quân Lâm nói như vậy. Thông minh hai người dường như minh bạch cái gì? Cái này chẳng lẽ nói là số 76 cấm địa đám người kia? Chẳng lẽ đã không tồn tại rồi? Bọn hắn cho là cùng nhìn thấy đều là Diệp Quân Lâm thủ hạ. Minh bạch. Giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được. Rất nhiều chuyện cùng vấn đề đều dẫn lưỡi đao mà giải. Hết thảy đều là bởi vì Diệp Quân Lâm a. Bọn hắn nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra được đều là bởi vì hắn. Đáng tiếc hết thảy đều quá muộn. Gặp lại, lão bằng hữu. Diệp Quân Lâm tiếng nói vừa dứt, hai tay phát lực, có thể bóp nát sơn hà sao trời lực lượng quán trú trong đó. Răng rắc, răng rắc. Thằng Hề Đại Đế cùng Lucifer thân thể trực tiếp nổ tung, tiêu tán giữa thiên địa. Cái gì đều không có còn lại. Thằng Hề Đại Đế cùng Lucifer bốn người bọn họ, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, nhìn như đơn giản nhất nhiệm vụ, lại muốn bọn hắn bốn vị thần mệnh. Đây là tất cả mọi người vô luận như thế nào đều không nghĩ tới sự tình. Tay trói gà không chặt Diệp Quân Lâm vậy mà lại giết bọn hắn. Không thể tưởng tượng nổi. Bốn người không nghĩ tới lúc đầu thoải mái nhất hưng phấn nhất một chuyến đường xá vậy mà là địa ngục con đường. Diệt trừ bốn người sau. Diệp Quân Lâm cười cười, lần này xem các ngươi còn như thế nào phục sinh. Thần, không như thường có thể giết chết sao. Thổi A liền. Ha ha ha. Biến chủng số 3 cùng kim cương số 4 đều phát ra trận trận tiếng cười tới. Đang cười nhạo bọn này tự xưng thần. Kỳ thật bọn hắn vẫn là người. Chỉ là khác biệt chủng tộc. Thần. Dẹp đi đi. Là người đều muốn làm thần, tiếp nhận toàn nhân loại cúng bái. Các ngươi đều là thần, vậy ta là cái gì? Diệp Quân Lâm cười lạnh một tiếng. Mặc dù hắn phải đợi chủ thần ti ra tới, khả năng biểu hiện ra toàn bộ thực lực. Chẳng qua mấy cái này tới giết hắn, đương nhiên hắn muốn xuất thủ. Chuyện này dù sao lại không ai biết. Diệp Quân Lâm lại không để bọn hắn phát ra ngoài bất kỳ tin tức gì. Giết liền giết. Len lén giết không có việc gì. Nhưng quang minh chính đại giết, nhất định phải chủ thần ti ra tới. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Quân Lâm coi như không có việc gì đồng dạng. Đi tiếp tục nhìn chằm chằm Đông Đảo Quốc. Nhưng mà thần quốc tương lai khoa học kỹ thuật trong thành. Lại xuất hiện dị thường. Vẫn chưa trở lại sao? Cái này đều đi qua bao lâu thời gian, theo lý thuyết đã sớm giết chết Diệp Quân Lâm trở về. Tất cả mọi người đang chờ Lucifer bốn người trở về. Chỉ là qua thời gian còn chưa có trở lại. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a. Mọi người một mặt sốt ruột. Tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói, nếu như phái đi ra một cái, ta có thể sẽ lo lắng. Nhưng ta một lần tính phái đi ra bốn cái, có thể có chuyện gì, ai có thể là bọn hắn đối thủ. Vừa nói như vậy. Mọi người nhao nhao thoải mái. Lucifer bốn người thực lực mọi người đều biết. Nhưng mà, nương theo lấy thời gian, vẫn như cũ không gặp được người. Một cái giờ. Hai giờ. Chấm. Năm tiếng. Lucifer bốn người vẫn là không có trở về. Lại không có tin tức gì. Lần này tất cả mọi người ngồi không yên. Tính cả tiên sinh. Nếu như đến trễ một hai giờ, kia kỳ thật coi như bình thường. Nhưng nếu như 5 tiếng đồng hồ không có trở về, hơn nữa còn không có bất cứ tin tức gì. Vậy liền vấn đề lớn. Rất có thể xảy ra chuyện. Không thể nào, giết cái Diệp Quân Lâm chẳng lẽ còn xảy ra chuyện rồi. Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm cường đại đến giết không được. Đám người nhao nhao bắt đầu hoài nghi. Làm sao có thể, Diệp Quân Lâm thực lực gì mọi người không rõ ràng sao. Tùy tiện phái đi ra một vị liền có thể giết chết, huống chi trọn vẹn 4 vị. Lập tức có người uốn nắn. Hoặc là nói tình báo của chúng ta có sai. Diệp Quân Lâm bên người cũng không phải là không người thủ hộ, mà là có rất nhiều cường giả thủ hộ.
lại có người đưa ra một khả năng khác. Cái kia cũng không đúng, dù là Diệp Quân Lâm bên người lại có cường giả thủ hộ. Thậm chí là đem thiên sách thần soái chi lưu lôi ra đến. Bằng vào thằng hề đại đế bốn vị thực lực, vô luận ai thủ hộ đều vô dụng a. Như thường có thể giết đến Diệp Quân Lâm, toàn thân trở ra. Đây là mọi người đối bốn người thực lực khẳng định. Bọn hắn đối đại hạ tất cả cường giả đều đại khái rõ ràng. Muốn giết chết hoặc là vây khốn bốn người này có chút khó. Hoặc là nói căn bản là không thể nào sự tình. Hẳn là xuất hiện tình huống khác, nhanh đi tra chuyện gì xảy ra. Đi xem một chút Diệp Quân Lâm chết không, hoặc là đại hạ bên kia loạn không có loạn. Tiên sinh lập tức hạ lệnh. Thần quốc tiên tiến hệ thống tình báo lập tức đi thăm dò. Mấy phút đồng hồ sau, tin tức liền trở lại. Tình huống như thế nào? Đại hạ bên kia gió êm sóng lặng, sự tình gì đều không có phát sinh. Cũng không có nhận đến tình huống như thế nào, phòng ngự của bọn hắn tuyến bên trong bất cứ chuyện gì đều không có phát sinh. Tình báo này thứ nhất, đám người sắc mặt nhao nhao đại biến. Cái gì đều không có phát sinh. Nếu như Lucifer bốn người xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ tại đại hạ gây nên sóng to gió lớn, hiện tại cái gì đều không có phát sinh. Không bình thường. Không có chút nào bình thường. Diệp Quân Lâm bên kia như cũ tại đông đảo lân cận tuần tra, tựa như căn bản liền không có gặp được Lucifer bọn hắn. Lại một cái tình báo truyền đến. Tất cả mọi người sửng sốt. Chiếu như vậy, Lucifer bốn người chẳng phải là thần bí biến mất. Căn bản tại đại hạ lân cận không có xuất hiện qua, càng không có đi giết Diệp Quân Lâm. Chư thần phòng thí nghiệm ngành tình báo liên tục xác nhận. Đều không có Lucifer bốn người giấu chân cùng bất cứ dấu vết gì. Nhất là bọn hắn khi xuất phát là thông qua hải ma siêu năng lực, ở dưới biển đi. Càng là bắt giữ không đến vết tích. Chấm. Hiện tại cho ra một hệ liệt chứng cứ là bọn hắn xuất phát sau liền biến mất. Tuyệt không đạt tới đại hạ, càng không có đi giết Diệp Quân Lâm. Giải thích duy nhất bọn hắn ở trong biển biến mất. Thời gian đã qua 7, 8 tiếng. Vẫn như cũ không có bất cứ liên hệ nào. Đây chính là tiên sinh thủ hạ tướng tài đắc lực, hắn tự nhiên không nghĩ từ bỏ như vậy. Lập tức phái ra rất nhiều người đi trong biển tìm kiếm. Dù là chết hoặc là bốc hơi, cũng phải tìm tới nguyên nhân. Như vậy Diệp Quân Lâm đâu? Có người hỏi. Hiện tại Diệp Quân Lâm thế nhưng là còn sống. Dù sao ngay từ đầu mục đích là giết Diệp Quân Lâm. Đúng, nếu như muốn biết Lucifer bọn hắn biến mất cùng Diệp Quân Lâm có quan hệ hay không? Liền phải tiếp tục phái người đi giết hắn. Giết hắn đồng thời nhìn xem tình huống như thế nào, là nhất tiễn song điêu. Mọi người nói, tốt, Diệp Quân Lâm phải chết, vừa vặn nhìn xem chuyện này cùng hắn có quan hệ hay không. Tiên sinh nói, thế nhưng là phái ai đi đâu? Hiện tại Lucifer bốn người biến mất, vậy thì liền tùy tiện không thể phái người đi. Muốn phái ra mạnh hơn bọn hắn, có thể trưởng khống cục diện, còn có thể truyền về tin tức. Dần dần, tiên sinh ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh trên người một người. Hắn người xuyên một thân chiến y màu đen, cả người đều bao bọc ở trong đó. Chỉ lộ ra một đôi tròng mắt đen nhánh. Lại cho người ta một loại ngôi sao màu đen cảm giác. Phảng phất người cách hắn càng gần, cả người sẽ bị hút đi. Hắc ám thôn phệ giả. Hiện tại phải gọi hắc ám thôn phệ thần. Chư thần phòng thí nghiệm hiện tại cũng tự xưng thần. Hắc ám thôn phệ giả. Từ lúc vừa ra đời, phàm là tới gần hắn sinh vật đều sẽ bị hút khô sinh mệnh tinh khí mà chết. Thậm chí là thôn phệ hết thảy, chung quanh hoa cỏ cây cối, trùng cá chim thú, chỉ cần tiếp cận đều sẽ bị hết thảy thôn phệ hết. Dần ra thành lớn ôn thần. Về sau gặp được hắc ám bác sĩ, giúp hắn cải thiện, để hắn có được khống chế thôn phệ năng lực. Có thể trưởng khống thôn phệ. Kỳ thật cùng loại với đại hạ hút công đại pháp. Chẳng qua hắn là tiên thiên tự mang thiên phú. Tính chất đều là giống nhau. Thông qua hấp thụ thôn phệ, những người khác thực lực đến cường đại chính mình. Chính là bởi vì hắc ám thôn phệ giả tồn tại, hắn bởi vì chủng tộc huyết mạch vấn đề, vô luận thôn phệ bao nhiêu, đều có thể tiếp nhận. Này mới khiến chư thần phòng thí nghiệm đối trần không thể chất tiến hành cải tạo, để hắn có thể tiếp nhận hút công đại pháp hấp thụ công lực sau mang tới tác dụng phụ không chịu nổi quá nhiều công lực. Cũng là bởi vì hắc ám thôn phệ giả, mới khiến cho hút công đại pháp cái này khuyết điểm lớn nhất cải thiện. Bây giờ hắc ám thôn phệ giả cùng hút công đại pháp đỉnh phong có thể hay không so không biết. Nhưng là tuyệt đối với lúc trước Trần không mạnh hơn rất nhiều.
thực lực của hắn cũng là tại Lucifer bốn người liên thủ phía trên. Dù sao đối đầu hắn, rất có thể bị thôn phệ rơi. Thậm chí thực lực mạnh hơn hắn người đều không phải đối thủ của hắn. Thôn phệ cái thiên phú này thật đáng sợ. Ta đánh không lại ngươi, nhưng ta có thể thôn phệ ngươi. Phái hắn đi tiên sinh rất yên tâm. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn tại hắc ám thôn phệ giả trên thân lắp đặt một chút trang bị. Có thể kịp thời truyền về tin tức, cũng có thể định vị. Chấm. Hắc ám thôn vệ giả xuất phát. Tiến về đông đảo. Chư thần phòng thí nghiệm tiếp tục phái ra ở trong biển lục soát Lucifer bốn vị ở nơi nào. Chỉ là không có tin tức gì phản hồi. Diệp Quân Lâm tại đông đảo lắc lư, xem xét một chút tin tức, nhìn xem đông đảo trên dưới đến cùng có hay không đầu hàng loại hình ý nghĩ. Bây giờ thần quốc thái độ quá cường thế, không tiếp thụ bất luận cái gì hợp tác. Chỉ tiếp thụ đầu hàng gia nhập. Bởi vậy, những quốc gia này tiểu tâm tư, chỉ có thể là đầu hàng gia nhập thần quốc. Không có lựa chọn nào khác. Bằng không, lựa chọn của bọn hắn nhưng nhiều. Tinh quốc, đông đảo những cái này cành lá hoa hòe nhiều, đoán chừng đều đang xoắn suýt. Nếu là thần quốc mở ra hợp tác lựa chọn, đoán chừng bọn hắn so với ai khác đều chạy nhanh. Sợ là cũng sớm đã hợp tác. Nếu như tinh quốc cùng đông đảo những cái này nước láng giềng cùng một chỗ đối kháng chư thần phòng thí nghiệm liền tốt. Còn phải Diệp Quân Lâm tự mình thuyết phục. Truyền mệnh lệnh của ta, đem đông đảo, tinh quốc chờ chung quanh vài quốc gia người phụ trách tụ tập đến mảnh này trên hải đảo chúng ta triển khai cuộc họp. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Rất nhanh. Các phương người phụ trách liền đến đảo nhỏ cùng Diệp Quân Lâm hội tụ. Cái này liệu chuẩn Diệp Quân Lâm ý nghĩ. Bọn hắn kỳ thật đều không nghĩ đầu hàng. Nếu như muốn đầu hàng, căn bản là sẽ không đến tham gia hội nghị. Trong hội nghị, các phương bắt đầu phát biểu, không đầu hàng, phải có không đầu hàng tư bản. Đúng a, muốn liên hợp cũng được, nhưng là tối thiểu phải có cùng người ta đối kháng thực lực a. Ví dụ như toàn quân bị diệt, bị người ta san bằng. Còn không bằng đầu hàng làm nô lệ đâu, tối thiểu có thể bảo trụ mệnh. Chấm. Sau đó, mọi người nhao nhao đều tìm đến thống nhất phương hướng. Chỉ cần có thể có đối kháng thần quốc thực lực, chúng ta liền nguyện ý liên hợp lại. Tối thiểu phải làm cho chúng ta nhìn thấy một chút xíu hy vọng đi. Cái này mới là mọi người muốn. Diệp Quân Lâm không khỏi cười cười, yên tâm đi, ta có biện pháp, lại đại hạ có cao thủ có thể ứng phó. Ngươi, tất cả mọi người quăng tới do dự ánh mắt. Các ngươi cảm thấy ta nếu là không có điểm át chủ bài cùng nắm chắc, đại hạ có thể để cho ta làm cái này thống soái sao? Diệp Quân Lâm hỏi ngược lại. Lời này mới ra. Mấy người toàn bộ sửng sốt. Nghĩ nghĩ đích thật là có chuyện như vậy. Xem ra Diệp Quân Lâm nhất định là có chút át chủ bài. Không phải sẽ không như thế bình tĩnh. Liền trước mặt mọi người người đáp ứng thời điểm, Diệp Quân Lâm sắc mặt biến. Lại có người đến. Diệp Quân Lâm đã phát giác được. Chư thần phòng thí nghiệm động tác thật cấp tốc, nhanh như vậy vòng thứ hai liền đến. Biến chủng số 3 cùng kim cương số 4 cũng đều phát giác được. Cứ việc mấy vị này người phụ trách bên người cường giả như mây, thế nhưng là những cường giả này cuối cùng kém một chút chất lượng. Bọn hắn cũng còn không có phát giác được. Diệp Quân Lâm tử kỳ của ngươi đến. Rất nhanh, một thanh âm tựa như xuyên thấu chân trời mà tới. Tại trên đảo nhỏ phát ra ầm ầm như cuồng lôi động tĩnh. Các lớn phụ trách bên người mấy ngàn hào cường giả lập tức bắt đầu cảnh giác. Rất nhanh. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen như thiểm điện đánh tới. Hắc ám thôn vệ giả xuất hiện. Hắn cho người ta một loại cùng với cảm giác khủng bố. Giống như là lỗ đen trong vũ trụ, phàm là gặp được hắn đều sẽ bị thôn vệ hết. Gặp được động tĩnh này, mấy vị người phụ trách cuống quýt từ bên trong rút lui. Đi vào bên ngoài về sau, tất cả mọi người nhìn thấy hắc ám thôn vệ giả. Ngăn lại hắn. Tinh quốc người phụ trách một chút lệnh. Bên người chúng cường giả lập tức tiến lên. Ong ong. Nhưng là đáng sợ một màn xuất hiện, những cường giả này lại bị hắc ám thôn vệ lấy nháy mắt thôn vệ hết. Chỉ còn lại từng cỗ bạch cốt. Không thể tin. Tất cả mọi người bị hù dọa. Bọn hắn đều là trơ mắt nhìn xem đồng bạn bị thôn vệ rơi. Tràng diện kia thật đáng sợ. Đây là chư thần phòng thí nghiệm cường giả. Mau bỏ đi, mau bỏ đi đi. Không ít người tại ngăn cản, chẳng qua hạ tràng đều rất thảm. Đều bị hắc ám thôn phệ giả toàn bộ thôn phệ. Tử vong cực kỳ thảm trọng. Căn bản là ngăn không được hắc ám thôn phệ giả. Có không ít cường giả tay cầm tiên tiến vũ khí,
đối hắc ám thôn vệ giả oanh kích. Nhưng cũng sợ chính là hắc ám thôn vệ giả thậm chí ngay cả những vũ khí này hỏa lực đều có thể hết thảy thôn vệ. Đối với hắn không được một chút xíu tổn thương. Bất luận cái gì công kích hắn đừng nói ngăn cản, hắn đều có thể thôn vệ hết. Đây mới là cường đại nhất. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng hồn. Bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy chư thần phòng thí nghiệm cường giả rung động ra tay. Đều bị hù dọa. Dù sao vừa mới mọi người còn tại thảo luận như thế nào nhằm vào chư thần phòng thí nghiệm. Sau một giây người ta cường giả liền đến. Đây cũng quá nhanh. Cực lớn trình độ làm tổn thương đến đám người lòng tự tin. Nhất là còn cường đại như vậy. Tất cả mọi người nghĩ đến chạy trốn. Mấy vị người phụ trách ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Quân Lâm, ý là rất rõ ràng. Để Diệp Quân Lâm đến giải quyết nguy cơ lần này. Vừa vặn để Diệp Quân Lâm đến biểu hiện ra mình thực lực. Thậm chí bọn hắn đều không nghĩ rút đi. Muốn nhìn Diệp Quân Lâm như thế nào đối phó cái này cường giả khủng bố. Nhưng làm sao biết Diệp Quân Lâm vậy mà chạy. Trực tiếp nhảy vào trong biển về sau, lên thuyền chạy. Tất cả mọi người trầm mặc. Trước một khắc, Diệp Quân Lâm còn đang kêu gào, mình có át chủ bài cùng tuyệt chiêu có thể đối kháng chư thần phòng thí nghiệm. Như thế nào? Kết quả sau một khắc, chư thần phòng thí nghiệm cường giả thật đến. Diệp Quân Lâm ngược lại là chạy nhanh nhất một cái. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều mộng. Cả đám đều mắt trợn tròn. Thậm chí liền hắc ám thôn vệ giả đều mắt trợn tròn. Trước khi đến, hắn còn tại các loại lo lắng, vạn nhất Diệp Quân Lâm rất cường đại đâu. Hoặc là bên người có đỉnh cấp cường giả đâu. Nói không chừng Lucifer bốn người biến mất. Liền cùng Diệp Quân Lâm có cực lớn quan hệ. Bởi vậy hắn vẫn có chút thấp thỏm. Dù là thực lực cường đại. Kết quả đi vào cái này về sau, hắn có chút mộng. Diệp Quân Lâm trực tiếp chạy rồi. Chẳng qua nghĩ lại, đây mới là đúng a. Cường đại hơn mình quá nhiều cường giả đến giết mình, không chạy làm gì. Chẳng lẽ chờ chết sao? Đây mới là đúng. Làm hắc ám thôn vệ giả đem thời gian thực hình tượng truyền về cho chư thần phòng thí nghiệm sau. Mọi người đầu tiên là chấn kinh. Ngay sau đó thoải mái. Quả nhiên, Diệp Quân Lâm biểu hiện mới là bình thường. Loại thời điểm này chạy mới là đúng. Hắc ám thôn vệ thần, người nhiệm vụ chính là giết chết Diệp Quân Lâm. Mặc kệ những người khác. Tiên sinh hạ lệnh. Minh bạch, nhiệm vụ của ta chỉ là Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm chạy. Biến chủng số 3 cùng kim cương số 4 cũng đều chạy. Lưu lại một đám người khóc không ra nước mắt. Diệp Quân Lâm ngươi hỗn đản, mẹ nhà hắn ném ta xuống nhóm chạy, thật sự là phục. Diệp Quân Lâm cái này như lời ngươi nói lực lượng, đến lúc đó sợ không phải hại chúng ta, để chúng ta chống đi tới. Chính ngươi chạy. Chấm. Một đám người đều muốn tức điên. Bọn hắn chạy chậm. Sau đó, liền từ bọn hắn đến đối mặt cái này chư thần phòng thí nghiệm hung hãn cường giả. Phiền phức lớn. Rất có thể tất cả mọi người phải ở lại chỗ này. Từng cái trong lòng đều nhanh đem Diệp Quân Lâm mắng chết. Đều do hắn. Nhìn xem hắc ám thôn vệ giả cái thế thần uy, từng cái tuyệt vọng đến chết. Đúng lúc này đợi. Chỉ thấy hắc ám thôn vệ giả vậy mà nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt, hướng phía Diệp Quân Lâm biến mất phương hướng đuổi theo. Cái này làm cho tất cả mọi người sững sờ. Tình huống như thế nào? Không đối phó bọn hắn. Vẫn là không có đem bọn hắn để vào mắt. Từng cái phiền muộn. Khả năng người ta vẻn vẹn chính là đến giết Diệp Quân Lâm. Mới xuất hiện thời điểm, chúng ta liền nghe được người ta hô Diệp Quân Lâm danh tự. Có người giải thích nói. Nói như vậy, chúng ta là tai bay vạ gió, chỉ là bị liên lụy bên trên rồi. Mọi người nhao nhao thoải mái. Chẳng qua cái này Diệp Quân Lâm làm việc thật không giảng cứu, rõ ràng là hắn phiền phức, hắn lại ngay lập tức chạy, đem cái này cục diện rối rắm ném cho chúng ta. Mọi người chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Miễn cho một hồi lại xảy ra chuyện gì. Chấm. Bọn hắn cũng tranh thủ thời gian đều chạy. Lúc này hắc ám thôn vệ giả ngay tại truy kích chạy trốn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hắc ám thôn vệ giả hô to một tiếng. Cái này khiến chư thần phòng thí nghiệm cũng rất hưng phấn. Một phương diện Diệp Quân Lâm yếu thế để bọn hắn xác định chính mình suy đoán không sai. Một phương diện khẳng định Lucifer mấy người mất tích cùng Diệp Quân Lâm không quan hệ. Rất nhanh, Diệp Quân Lâm liền bị hắc ám thôn vệ giả đuổi kịp. Thế nhưng là không chờ hắn ra tay.
Diệp Quân Lâm trực tiếp tiến vào trong biển rộng. Truy! Đến miệng thịt, làm sao lại để nó chạy rồi? Hắc ám thôn vệ giả lập tức đuổi theo. Trong biển Diệp Quân Lâm tốc độ thật không chậm. Từ đầu đến cuối cùng hắc ám thôn vệ giả duy trì khoảng cách nhất định. Cái này khiến hắc ám thôn vệ giả rất nổi nóng. Hắn cường đại như vậy một cái tồn tại, vậy mà giết không được Diệp Quân Lâm. Truyền đi, chẳng phải là muốn bị chế giễu chết. Trong lúc nhất thời, hắc ám thôn vệ giả bên trên đầu. Một mực truy kích. Cẩn thận một chút, Diệp Quân Lâm khả năng có bẫy. Thời gian dài đuổi không kịp, còn tại trong biển. Tiên sinh có một tia dự cảm không tốt. Sợ Diệp Quân Lâm có bẫy. Thế là nhắc nhở hắc ám thôn vệ giả. Chỉ là hiện tại hắc ám thôn vệ giả hoàn toàn bên trên đầu. Căn bản nghe bất chấp mọi thứ người khuyên can. Một mạch liền nghĩ đuổi kịp Diệp Quân Lâm, sau đó giết chết hắn. Tốc độ quá nhanh. Đến mức hắn đeo trên người khoa học kỹ thuật vật phẩm, truyền trở về tin tức đều chậm. Không biết qua bao lâu. Đôi bên đã đi tới biển sâu lĩnh vực. Nơi này hoàn cảnh đã trở nên vô cùng ác liệt. Chẳng qua Diệp Quân Lâm vẫn còn tiếp tục lặn xuống bên trong. Hắc ám thôn vệ giả đương nhiên phải đuổi theo. Một bên truy kích, hắn một bên thôn vệ trong biển sinh vật cùng chướng ngại, vì đuổi kịp Diệp Quân Lâm làm chuẩn bị. Trong lúc nhất thời bên trong biển sâu, bởi vì hắc ám thôn vệ giả thôn vệ, làm đến khắp nơi đều là rối bời. Bộ dáng đã không thành hình. Chẳng qua vì đuổi kịp Diệp Quân Lâm, hắn muốn dùng hết bất cứ giá nào. Nhìn xem hình tượng bên trong truyền về tràng cảnh. Tiên sinh có chút nghi hoặc, nơi này giống như đã từng quen biết a. Nhưng không nhớ nổi, ở đâu gặp qua đâu. Hắn mày nhíu lại, bắt đầu hồi tưởng. Những người khác cũng rối rít nói, đúng, ta cũng cảm thấy rất quen thuộc, nhưng thật nghĩ không ra. Đúng vậy a, ta dám khẳng định chúng ta tuyệt đối gặp qua. Hẳn là thăm dò thời điểm thăm dò qua. Tất cả mọi người nhìn kỹ một chút. Chấm. Tiên sinh sờ sờ cái cằm nói, dạng này, lập tức khóa chặt bọn hắn vị trí hiện tại. Minh bạch, nửa phút thời gian. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không được. Việc lớn không tốt. Chấm. Nửa phút đồng hồ sau. Chư thần phòng thí nghiệm bên này đột nhiên sôi trào. Bọn hắn địa phương là... Tiên sinh không khỏi nghĩ đến cái gì, vô ý thức mà nói, chẳng lẽ là trước kia đại hạ hấp dẫn Leviathan biến mất dù là hải vực. Không sai, chính là chỗ này. Định vị người nói. Lần này, tất cả mọi người kinh hô liên tục, cái gì? Diệp Quân Lâm đem hắc ám thôn vệ giả hấp dẫn đến nơi này rồi. Lần này muốn xấu, muốn xảy ra chuyện a. Chấm. Lập tức tất cả mọi người lộ ra thần sắc không thể tin. Trách không được vừa mới chúng ta cảm thấy quen thuộc đâu. Hóa ra là nơi này. Thế nhưng là chúng ta vì sao lần đầu tiên không nhận ra được? Có người nói ra nghi hoặc. Thứ nhất, hắc ám thôn vệ thần tốc độ quá nhanh, dẫn đến hình tượng khả năng cùng trước đó không giống. Thứ hai, hắc ám thôn vệ thần chỗ đến, hắn đều sẽ thôn vệ phá hư. Bởi vậy rất nhiều nơi một mảnh hỗn độn, chỉ là giống, nhưng không giống. Chúng ta mới có thể cảm thấy quen thuộc. Mà không phải lần đầu tiên liền có thể nhận ra. Chấm. Mọi người minh bạch nguyên do trong đó. Tiên sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta đại khái hiểu Lucifer bốn người biến mất đi nơi nào. Không có khả năng chúng ta như thế tìm, cũng không tìm tới bọn hắn mảy may tung tích. Ý của ngài là bọn hắn đều bị hấp dẫn đến nơi này, cùng Leviathan đồng dạng, đều bị nhốt. Tiên sinh gật gật đầu, đúng, không sai. Đây là đại hạ tuyệt chiêu A. Nắm trong tay một cái không muốn người biết hải vực. Ta đánh không lại ngươi, nhưng là ta có thể đem ngươi khốn lên, để ngươi vô luận như thế nào đều ra không được. Khẳng định là, Lucifer bốn vị mạnh cỡ nào a, hiện tại đột nhiên mất tích, lại liên lạc không được, lại tìm không thấy. Thậm chí liền một chút xíu tung tích đều không có. Hiển nhiên chính là bị vây ở Leviathan biến mất địa phương. Chấm. Minh bạch. Hết thảy đều minh bạch. Lucifer. Thằng hề đại đế bốn người vì sao biến mất? Đó là bởi vì bị Diệp Quân bên trong hấp dẫn đến cái này hải vực bị khốn trụ. Xong, hắc ám thôn phệ thần. Mau nhường hắc ám thôn phệ thần dừng lại. Khu vực này hẳn là lập tức sẽ đến Leviathan mất đi liên hệ địa phương, đến lúc đó chúng ta đều liên lạc không được hắc ám thôn phệ thần. Tranh thủ thời gian phát tin tức, để hắn dừng lại. Tiên sinh thúc giục nói. Bên này đem tin tức phát ra. Chẳng qua rất nhanh, người kia liền nói, bởi vì thụ ảnh hưởng,
tăng thêm hắc ám thôn vệ giả tốc độ quá nhanh. Cho nên cho chúng ta truyền về tin tức cùng hình tượng đều là có trì hoãn. Hầu như đều 1 phút đồng hồ, dựa theo thời gian, hắn cũng đã đến Leviathan mất đi liên hệ khu vực. Ầm ầm, tin dữ này giống như là một cái trọng chùy, mạnh mẽ nện ở mỗi người trong lòng. Tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Quả nhiên mấy chục giây sau, liền liên lạc không được. Hắc ám thôn vệ thần trên người trang bị cùng chư thần phòng thí nghiệm bên này không cách nào xứng đôi. Vậy liền đại biểu cho mất liên lạc. Cùng Leviathan lúc ấy biến mất tình huống là giống nhau như đúc. Xảy ra chuyện, lần này ra đại sự. Phải biết hắc ám thôn vệ thần thế nhưng là chư thần phòng thí nghiệm tiến công toàn thế giới thời điểm, bắt đầu dùng siêu cấp đại tướng. Bằng vào hắn thôn vệ năng lực, ngăn tại phía trước nhất, không người có thể địch a. Nếu là như thế không minh bạch bị khốn trụ. Quả thực muốn chọc giận chết rồi. Đây là tổn thất thật lớn. Nếu là tính đến Lucifer mấy người, tổn thất kia nhưng quá lớn. Làm sao bây giờ a? Mọi người nhao nhao hỏi. Không có chủ ý. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là phải tìm ra vị trí này chỗ. Nhất định phải tăng lớn cường độ, nơi này có thể sẽ trở thành đại hạ đại sát khí. Tiếp theo, tốt nhất đem nơi này khống chế lại. Chúng ta tìm không thấy cụ thể, nhưng là đại hạ cũng đừng nghĩ sử dụng. Về phần hắc ám thôn vệ thần, liền phải dựa vào hắn mình. Ta hy vọng hắn có thể đánh phá nơi này ra tới. Tiên sinh đối mọi người dặn dò. Đây cũng là không có cách nào. Bọn hắn hiện tại không thể giúp bất luận cái gì bận bịu. Tốt, ta lập tức phái người đem nơi này trông giữ lên, bọn hắn cũng đừng nghĩ dùng. Chấm. Cái này vẻn vẹn chư thần phòng thí nghiệm có thể làm. Chấm. Giờ phút này, Diệp Quân Lâm xác thực đem hắc ám thôn vệ thần hấp dẫn đến Atlantis kế hoạch khu vực. Dù sao lần này chư thần phòng thí nghiệm đến có chuẩn bị, khẳng định làm một ít chuẩn bị. Dù sao có Lucifer 4 người vết xe đổ. Hơn nữa còn là nhiều người như vậy cùng một chỗ. Hắn sẽ không ở trước mặt xuất thủ. Không phải chủ thần thi, hắn sẽ không ở trước mặt xuất thủ. Bởi vậy hắn mới có thể chạy trốn. Đem hắc ám thôn vệ giả hấp dẫn đến chỗ tối đến giải quyết. Nếu như hắn phát hiện nơi này, vậy liền không giải quyết được gì. Nếu như không phát hiện, vậy liền thật sự là quá tốt. Hắn có thể giết chết hắc ám thôn vệ giả. Đang truy tung dọc đường đoán chừng nhiễu loạn hắc ám thôn vệ giả tâm tính, để hắn cấp trên, gắt gao đi theo chính mình. Quả nhiên ra hỏa này bên trên làm. Đối với mình theo đuổi không bỏ, một đường truy tung đến Leviathan biến mất khu vực. Lại ở trong đường hầm nhanh chóng đi theo. Không biết trôi qua bao lâu. Hai người một trước một sau, rốt cục đi vào Atlantis kế hoạch căn cứ trước. Diệp Quân Lâm dừng lại không đi. Phía sau hắc ám thôn vệ giả đuổi theo. Nhưng rất nhanh liền bị to lớn căn cứ hấp dẫn lấy. Cái này, cho dù là chư thần phòng thí nghiệm loại này kiến tạo tương lai khoa học kỹ thuật quốc gia tồn tại, thấy cảnh này, đều sửng sốt. Nơi nào muốn lấy được, nơi này vậy mà cất giấu một cái rất lớn thế giới. Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy ngạc nhiên một màn. Leviathan nhóm dấu vết lưu lại. Cứ việc ngày ấy Diệp Quân Lâm một kiếm đâm xuyên tất cả Leviathan, khiến cho bọn chúng thân thể nổ tung. Nhưng rốt cục vẫn là lưu lại dấu vết. Tại cái trụ sở này bên trong, còn càng rõ ràng. Dù sao hình thể quá lớn, lại là hơn 3,000 con. Chẳng lẽ, giờ khắc này, hắc ám thôn vệ giả dường như ý thức được cái gì? Nơi này chẳng lẽ chính là vây khốn Leviathan địa phương? Sau đó tất cả Leviathan đều chết rồi. Một cái đều không có lưu lại. Hắc ám bác sĩ nói là đúng. Leviathan toàn bộ đều chết. Hiện tại hắn đặc biệt muốn trở về đem tin tức này nói cho mọi người. Không chỉ là vây khốn, vậy mà toàn bộ đều giết chết. Là ai làm? Chẳng lẽ đại hạ thật có năng lực như thế? Có thể giết chết Leviathan. Ngay lập tức, hắn nghĩ tới chính là tiên sinh nói qua đại hạ trong truyền thuyết hai loại tồn tại. Là bọn hắn sao? Bọn hắn chẳng lẽ xuất hiện sao? Nhưng mình bây giờ lại tới đây, khả năng về đều không thể quay về. Vừa rồi thái thượng đầu. Đối với đến trước đường căn bản không nhớ rõ. Hiện tại tỉnh táo lại tưởng tượng, đi tới thời điểm đường xá siêu cấp phức tạp, nếu là không có địa đồ ghi chép lời nói, căn bản không có khả năng ra ngoài. Nơi này là ngăn cách địa phương. Chẳng qua tại cái này trước đó, trước hết giết Diệp Quân Lâm.
hắc ám thôn vệ giả ánh mắt khóa chặt tại Diệp Quân Lâm trên thân. Diệp Quân Lâm cũng chậm rãi xoay người lại, khóe miệng mỉm cười nhìn xem hắn. Diệp Quân Lâm, ngươi chạy a, dù là ngươi chạy đến chân trời góc biển đều là khó thoát khỏi cái chết. Ta mặc kệ nơi này là địa phương nào, ta trước hết giết ngươi lại nói. Hắc ám thôn vệ giả căn bản không nói nhảm, lập tức thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Oanh! Rung động một quyền đánh xuống. Kết quả Diệp Quân Lâm nhẹ nhõm dùng tay đỡ lấy, liền tháo bỏ xuống toàn bộ lực lượng. Cái này khiến hắc ám thôn vệ giả rất là chấn kinh. Ngươi chẳng lẽ, thực lực ngươi mạnh như vậy? Hắc ám thôn vệ giả rất nhanh phát hiện vấn đề. Diệp Quân Lâm cũng không phải là chư thần phòng thí nghiệm trong hồ sơ như vậy yếu gà. Hắn là một vị cường giả. Chẳng qua ngươi gặp được ta, vẫn là một con đường chết. A, à, chỉ thấy hắc ám thôn vệ giả hô to một tiếng. Cả người hóa thành vòng xoáy màu đen, bắt đầu thôn vệ Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm vừa định ngăn cản, lại cảm nhận được một cỗ kinh khủng hấp lực, tại hấp thụ trong thân thể của hắn lực lượng. Không bị khống chế. Cái này, hắn sắc mặt đại biến. Để Diệp Quân Lâm không nghĩ tới chính là người này thôn vệ năng lực vậy mà cùng hút công đại pháp không giống. Từ vừa mới bắt đầu hắc ám thôn vệ giả động thủ thời điểm, Diệp Quân Lâm liền đã biết hắn thôn vệ năng lực. Vốn cho là cái này cùng hút công đại pháp không sai biệt lắm. Sẽ hút đi hắn lực lượng trong cơ thể cùng công lực những thứ này. Thế nhưng là vừa mới tiếp xúc về sau, hắn phát hiện mình sai. Thậm chí sắc mặt đại biến. Người này thôn phệ thiên phú quả thực quá khủng bố. Hắn là cái gì đều có thể thôn phệ. Lực lượng của ngươi, huyết nhục của ngươi, thân thể ngươi tất cả. Thậm chí giờ phút này liền ngươi tinh thần, ý thức những cái này đều bị thôn phệ. Giờ phút này, Diệp Quân Lâm lớn nhất cảm thụ, chính là tinh thần ý thức của hắn cũng bị thôn phệ. Hắn tinh thần ý thức đều muốn bắt đầu hoảng hốt. Đây chính là địa phương đáng sợ nhất. Thôn phệ hết thảy. Thôn phệ vạn vật. Đây là cùng hút công đại pháp nhất là địa phương khác nhau, cũng là chí mạng tồn tại cường đại. Lấy một thí dụ, hút công đại pháp luyện đến cao tầng cảnh giới thời điểm, có thể đem nơi này hết thảy năng lượng toàn bộ hút sạch sẽ. Thế nhưng là hắc ám thôn phệ giả hắn thôn phệ, có thể đem toàn bộ đáy biển Atlant cuống kế hoạch căn cứ cùng hết thảy chung quanh toàn bộ thôn phệ hết. Chỉ cần hắn chống dưới, Atlantis kế hoạch căn cứ có thể nháy mắt biến mất. Đây chính là khác nhau. Nhìn xem Diệp Quân Lâm một chút xíu bị mình thôn phệ, hắc ám thôn phệ giả phát ra không chút kiêng kỵ cười to tới. Hắn muốn đem Diệp Quân Lâm cả người đều thôn phệ hết. Lại trở về đem đại hạ bí mật cùng Diệp Quân Lâm bí mật nói cho mọi người, hắn sẽ thành lớn nhất công thần. Hắn đã bách không kịp thấp. Hắn tăng lớn siêu năng, tăng tốc độ cắn nuốt. Nhưng một giây sau, hắn kinh ngạc phát hiện Diệp Quân Lâm không gặp. Cả người đều biến mất. Hắn phản ứng đầu tiên chính là chẳng lẽ Diệp Quân Lâm đã bị mình thôn phệ hết rồi. Không thể a, làm sao cũng phải một đoạn thời gian a. Nhưng đúng lúc này đợi, một thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên, nghĩ gì thế? Ngươi cùng ta xa xa không phải một cái cấp bậc, nghĩ thôn phệ hết ta, làm sao có thể? Không sai, Diệp Quân Lâm đã ở sau lưng của hắn. Chính như cùng hắn nói, hắc ám thôn phệ giả căn bản không phải cùng hắn một cái cấp bậc. Hắn ngay từ đầu bị thôn phệ rơi, bởi vì là muốn nhìn một chút cùng hút công đại pháp khác nhau ở chỗ nào. Hiện tại rõ ràng, liền không có nhất định phải tiếp tục. Lần này đến phiên hắc ám thôn phệ giả kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Còn có người không nhận mình thôn phệ. Phải biết, chỉ cần mình nghĩ, có thể đem trong cả trụ S bất kỳ vật gì đều thôn phệ. Vị này chuyện gì xảy ra? Ta không tin. Hắc ám thôn phệ giả không tin tà đối Diệp Quân Lâm phát động công kích. Muốn đem hắn thôn phệ. Đừng không tin a, ta tùy tiện đùa với ngươi chơi, đều có thể ngược ngươi. Ong ong ong. Một trận run giọng qua đi, Diệp Quân Lâm thân thể đã hóa thành màu vàng. Càng là có 9 đạo hư ảnh xuất hiện. Kim cương sẽ không thần công tầng thứ 9 cảnh giới tối cao. Lần này, vô luận hắc ám thôn phệ giả như thế nào thôn phệ, Diệp Quân Lâm không nhúc nhích tí nào. Kim cương bất hoại chi thể đem hắn gắt gao bao trùm. Mắt trợn tròn. Hắc ám thôn vệ giả trực tiếp sửng sốt. Đây là từ trước tới nay, lần thứ nhất xuất hiện loại vấn đề này. Còn có hắn thôn vệ không được. Cái này. Tựa như là kim cương bất hoại thần công a. A. Hắc ám thôn vệ thi triển kỹ năng, đạt tới tối đại hóa trạng thái.
muốn thôn vệ hết Diệp Quân Lâm. Nhưng trước mắt Diệp Quân Lâm tựa như một ngôi sao, lù lù bất động. Hắn nơi nào cắn nuốt rơi. Yếu a, vẫn là quá yếu a, hy vọng chủ thần tin mạnh một điểm đi, đừng để ta quá thất vọng. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiện tại cũng chơi chán. Cái này hắc ám thôn vệ giả đi cùng những người khác chơi, kia là tùy tiện đại boss. Ta xem một chút loại lực lượng này ngươi chịu được sao? Ong ong ong, oanh. Tại khuấy động toàn bộ đáy biển thế giới tình huống dưới, Diệp Quân Lâm ầm vang một quyền đập nện ra tới. A, à, cảm nhận được Diệp Quân Lâm cái này phá hủy tính một quyền. Kia khủng bố tuôn ra lực lượng, hắc ám thôn vệ giả cả người tê cả da đầu. Cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Hắn vội vàng sử dụng tất cả lực lượng đến ngăn trở cái này hủy thiên diệt địa một quyền. Răng rắc, chấm. Thế nhưng là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hộ thuẫn từng tầng vỡ vụn, cuối cùng là thân thể mình vỡ vụn nổ tung. Không lưu lại bất kỳ vết tích. Giết chết hắc ám thôn vệ giả về sau, Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ cười cười, xem ra nơi này là đánh nhau nơi tốt, chết ai cũng không ai biết. Sau đó, hắn bắt đầu quan sát nơi này, tìm được một cái cửa ra khác. Đây cũng là phòng ngừa vạn nhất nơi này bị tìm tới, đến lúc đó liền phải đem chủ thông đạo cho khóa kín. Cứ như vậy Diệp Quân Lâm thần không biết quỷ không hay rời đi. Đi vào lối vào thời điểm, thình lình nhìn thấy chư thần phòng thí nghiệm phái tới người, tại lân cận lắc lư, tựa như muốn đem nơi này giữ vững. Xem ra phản ứng rất nhanh sao. Sau đó không lâu, Diệp Quân Lâm nghênh ngang trở về. Chấm. Mà chư thần phòng thí nghiệm từ phát hiện Diệp Quân Lâm sau khi xuất hiện, lập tức liền sôi trào. Diệp Quân Lâm bình yên vô sự từ dưới biển xuất hiện, nhưng không thấy hắc ám thôn vệ giả tung tích. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Hắc ám thôn vệ giả cùng Leviathan cùng một chỗ đều bị khốn trụ, tạm thời căn bản tìm không thấy. Tức điên. Chư thần phòng thí nghiệm đám người cả đám đều muốn chọc giận điên. Kia phán đoán của chúng ta không sai, Lucifer bốn vị biến mất nguyên nhân cũng là như thế, bị Diệp Quân Lâm hấp dẫn đến chỉ có đại hạ biết đến thần bí chi địa. Đi nơi nào căn bản không ai biết. Hiện tại hắc ám thôn vệ giả cũng giống như vậy vận mệnh, tạm thời bọn hắn là tránh thoát không được. Kết luận vừa ra tới. Tất cả mọi người sắc mặt đều âm trầm xuống. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không phải là tin tức tốt. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, chúng ta bây giờ giết Diệp Quân Lâm đặc biệt khó. Chỉ cần chúng ta phái người đi, hắn liền hướng khu vực kia chạy. Chúng ta căn bản không có biện pháp. Dù sao chúng ta đã phái đi hai đợt, hắn khẳng định đã có phòng bị. Chấm. Trước mắt đối uy hiếp của chúng ta vẫn là đại hạ địa phương thần bí này, nhất định phải tra cho ta ra tới ở nơi nào. Tiên sinh liên tiếp tổn thất đại tướng. Hắn đều muốn tức điên. Sau đó chỉ có thể tạm dừng đánh giết Diệp Quân Lâm kế hoạch. Cường điệu điều tra khu vực này chỗ. Tận khả năng đem dụng cụ cái gì toàn bộ điều tới. 7 ngày kỳ hạn, chỉ còn lại 2 ngày. Là thời điểm biểu hiện ra sự cường đại của chúng ta. Chư thần phòng thí nghiệm cũng bắt đầu động thủ. Bỗng nhiên ra tay diệt đi 10 cái thế lực lớn siêu cấp. Lấy ra thế nhân chưa bao giờ thấy qua vũ khí hoặc là cường giả. Tùy tiện vừa ra tay, liền gây nên to lớn vang động. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được chư thần phòng thí nghiệm cường đại. Càng ngày càng nhiều người bị hù dọa. Rất nhiều đều tại do dự nhau nhau đầu hàng. 2 ngày thời gian. Trên cơ bản có thể đầu hàng trên cơ bản đều đầu hàng. Bao quát rất nhiều tiểu quốc A, hoặc là các đại tập đoàn thế lực A. Đều toàn bộ gia nhập thần quốc. Phần lớn vẫn là không đầu hàng, lựa chọn đối kháng. Dù sao toàn thế giới hướng một cái chư thần phòng thí nghiệm thần phục, nghe rất hoang đường, bọn hắn căn bản làm không được. Chẳng qua vì đối kháng chư thần phòng thí nghiệm, mọi người nhao nhao liên hợp lại. Thậm chí tại hướng đại hạ, chiến hùng quốc dạng này đại quốc độ dựa sát vào. 7 ngày kỳ hạn lập tức đến. Đại chiến bầu không khí cũng là càng ngày càng nhiệt liệt. Không có đầu hàng khắp nơi đều tại chuẩn bị. Tạo dựng phòng tuyến. Bởi vì liên quan đến mọi người tập thể vận mệnh. Ai cũng không nghĩ ăn nhờ ở đậu. Bởi vậy, đông đảo, tinh quốc những cái này đều lựa chọn đi theo đại hạ. Cuối cùng liền chiến hùng quốc đều cùng đại hạ hợp tác. Tạm định Diệp Quân Lâm vì liên quân thống soái. Dù sao đang chỉ huy đánh trận cấp độ này, năng lực của hắn không ai bằng. Nhiều như vậy thế lực cùng nhau gia nhập tiến đến. Bởi vậy, phòng tuyến nhiều lần mở rộng.
phạm vi tận khả năng rộng lớn, có thể bao phủ bao nhiêu liền nhiều ít. Giữa các nước còn lẫn nhau có chiếu ứng. Cái này phòng tuyến thiếu chút nữa trực tiếp cắm ở thần quốc trong lỗ mũi. Thú vị một điểm là cái này phòng tuyến rộng lớn bên trong, vậy mà đem đầu hàng đến thần quốc các thế lực lớn tầng tầng chia cắt ra. Tương đương bọn hắn đều tại Diệp Quân Lâm bố trí phòng tuyến trong vòng. Chỉ cần vừa khai chiến, tất cả đầu hàng thế lực liền thành Diệp Quân Lâm bên miệng thịt. Tùy thời đều có thể một hơi ăn hết. Những cái này đầu hàng thế lực đầu đuôi không liên kết, cùng chư thần phòng thí nghiệm càng là không có cách nào tiếp xúc. Tương đương khai chiến về sau, tác dụng của bọn họ trực tiếp là số 0. Diệp Quân Lâm bố trí phòng tuyến một chiêu này, để toàn thế giới rất là sợ hãi thán phục. Nhất là hợp tác chiến Hùng Quốc Chi Lưu, đối với Diệp Quân Lâm càng là khen ngợi không thôi. Càng phát ra cảm thấy Diệp Quân Lâm ngồi lên thống soái vị trí này là đúng. Một chiêu này thật sự là thật là khéo. Vừa lên đến, trước tiên đem thần quốc những cái này chó săn toàn bộ phế. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, đã toàn bộ bị nhốt chặt. Thậm chí phòng tuyến trực tiếp đè vào thần quốc trên mũi. Thật sự là tinh diệu đến dọa người. Cùng lúc đó, Diệp Quân Lâm ra lệnh cho người đối Atlantis kế hoạch cửa vào tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Lúc này ngay tại tra tìm khu vực này chư thần phòng thí nghiệm thành viên lọt vào oanh kích. Từng cái tử thương thảm trọng. Đại đại nhiễu loạn kế hoạch của bọn hắn. Diệp Quân Lâm tuyệt không ngay từ đầu liền quấy rối bọn hắn. Mà là tại bọn hắn có một điểm đầu mối thời điểm mới bắt đầu quấy rối. Dạng này đem cố gắng của bọn hắn toàn bộ xáo trộn, để bọn hắn bất đắc dĩ lại bắt đầu lại từ đầu. Tiếp tục bắt đầu về sau, vừa muốn có hiệu quả thời điểm, Diệp Quân Lâm lần nữa quấy rối. Chấm. Như thế nhiều lần. Để kế hoạch của bọn hắn căn bản là không có cách tiến hành. Chư thần phòng thí nghiệm tức giận đến muốn chết, lại không biện pháp gì. Chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Diệp Quân Lâm đột nhiên bố cục, cũng là chư thần phòng thí nghiệm không nghĩ tới. Vốn cho rằng đại hạ những thế lực này sẽ khai thác phòng thủ, tích cực tại mình đại môn trên vách tường gia cố loại hình. Làm sao biết Diệp Quân Lâm vậy mà chủ động khai thác thế công, chứ không có đánh bên ngoài, liền tương đương với chủ động tiến công. Một chiêu này là ai đều không nghĩ tới. Diệp Quân Lâm đem phòng tuyến mở rộng đến toàn thế giới 4/5. Đem tất cả đầu hàng thế lực chia cắt không nói, còn bóp chặt thần quốc ít hầu. Chờ tất cả mọi người kịp phản ứng. Diệp Quân Lâm đã hoàn thành tất cả bố trí, tốc độ nhanh chóng, để chư thần phòng thí nghiệm đều không có phản ứng. Đi theo đại hạ thế lực đều đang hoan hô, đều tại vì Diệp Quân Lâm mưu trí mà khen ngợi. Chư thần phòng thí nghiệm trên dưới đều tức điên. Thấy được chưa? Đây chính là Diệp Quân Lâm chỗ kinh khủng. Hắn hiện tại cũng thành dạng này, lại còn là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Chúng ta đều là thần, hắn thành nhân loại bình thường, đấu với chúng ta người vẫn như cũ là hắn. Chấm. Từng cái đối Diệp Quân Lâm nghiến răng nghiến lợi. Lần này tốt. Ngăn tại trước mặt bọn họ pháo hôi, những cái kia chó săn nhóm đều bị Diệp Quân Lâm khống chế lại. Không có nổi chút tác dụng nào. Mà lại dựa theo cái này phòng tuyến bố trí, đã đè vào bọn hắn cuống họng bên trên. Sau đó, khả năng không phải bọn hắn tiến công, mà là Diệp Quân Lâm bên này tiến công. Thế nhưng là bọn hắn cũng sớm đi giết Diệp Quân Lâm, kết quả đều thất bại. Cái này khiến bọn hắn có thể làm sao? Chấm. Đem tất cả phòng tuyến bố trí tốt về sau. Diệp Quân Lâm đem các quốc gia phái tới người phụ trách tụ tập lại. Những người phụ trách này tất cả đều là hắn phó tướng, nghe theo hắn điều khiển. Tiếp xuống chúng ta muốn cướp tại chư thần phòng thí nghiệm trước động thủ. Dạng này chúng ta khả năng chủ động một điểm, không đến mức lâm vào bị động. Trước chủ động động thủ, có thể qua khảo nghiệm chư thần phòng thí nghiệm đại khái thực lực. Diệp Quân Lâm nói, mọi người nhao nhao đồng ý xuống tới. Như vậy tiến công thời gian đâu? Có người hỏi, ta cho rằng sau 6 tiếng là tốt nhất tiến công thời gian. Tuyệt đối có thể đoạt tại chư thần phòng thí nghiệm phía trước. Chiến ưng quốc người phụ trách nói. Mọi người nhao nhao gật gật đầu. Diệp Quân Lâm cũng nói, đúng, không sai. Sau 6 tiếng là tốt nhất tiến công thời gian. Đang lúc mọi người một mặt chờ mong, chờ đợi Diệp Quân Lâm tuyên bố 6 tiếng sau là tổng tiến công thời gian lúc, Diệp Quân Lâm lại chuyển đề tài nói, chẳng qua. Với ta mà nói không phải. Tất cả mọi người là sững sờ. Không biết Diệp Quân Lâm có ý tứ gì. Với ta mà nói tốt nhất tiến công thời gian ngay tại lúc này. Diệp Quân Lâm lời này mới ra. Toàn bộ đều sửng sốt.
Truyền mệnh lệnh của ta, hướng chư thần phòng thí nghiệm khởi xướng tổng tiến công. Lập tức, lập tức. Diệp Quân Lâm mệnh lệnh này một chút, toàn trường càng là nổ tung. Lập tức lập tức. Không cho bất luận cái gì thời gian phản ứng. Rất nhanh mọi người liền minh bạch. Diệp Quân Lâm đây là giải quyết dứt khoát. Chậm thì sinh biến. Cứ việc 6 tiếng sau là tốt nhất tiến công thời gian. Có thể bảo vệ không cho phép trong thời gian này có biến cố gì sinh ra. Ví dụ như phía bên mình có nội ứng, vụng trộm phát ra ngoài tin tức. Để chư thần phòng thí nghiệm chuẩn bị sẵn sàng. Hoặc là mai phục loại hình. Một lúc sau vấn đề liền nhiều. Bởi vậy, liền phải lập tức hành động. Dạng này tất cả vấn đề đều tránh. Diệp Quân Lâm quyết sách, để rất nhiều người bội phục không thôi. Rất nhiều trong mắt người lóe lên quang mang. Đây chính là Diệp Quân Lâm ý nghĩ, hắn muốn chủ động tiến công, chủ động đả kích chư thần phòng thí nghiệm. Nhanh chóng bức bách chủ thần ti ra mặt. Đây mới là hắn mục đích. Tốt nhất có thể một lần đem chủ thần ti bức bách ra tới. Hành động. Hành động. Chấm. Diệp Quân Lâm mệnh lệnh một chút. Liên hợp đại quân lập tức hướng phía chư thần phòng thí nghiệm tương lai khoa học kỹ thuật quốc gia phát động công kích. Ầm ầm. Vô số vũ khí trong nháy mắt chút xuống ra ngoài. Giống như là đầy trời mưa rào hướng tương lai khoa học kỹ thuật quốc gia tung xuống. Tình cảnh quá hùng vĩ. Tựa như ngàn vạn tinh thần trụy lạc. Tương lai khoa học kỹ thuật trong thành đám người nhao nhao nhìn thấy, đều bị hù dọa. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vì bọn hắn còn tại mở các loại thượng lưu nhân sĩ tiệc rượu hoặc là cái khác. Bỗng nhiên liền truyền đến trận trận đáng sợ tiếng rít. Tất cả mọi người chấn kinh. Tích tích tích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tương lai khoa học kỹ thuật quốc gia tiếng cảnh báo đại tác. Có địch xâm lấn, có địch xâm lấn. Âm thanh vang dội vang vọng tại mỗi một cái góc. Loạn. Chư thần phòng thí nghiệm trên dưới đều loạn. Tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Chấm. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Không nghĩ tới Diệp Quân Lâm sẽ chủ động tiến công, càng không có nghĩ tới Diệp Quân Lâm sẽ như vậy vội vàng, nhanh như vậy vài câu trực tiếp tiến công. Hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Căn bản liền chưa chuẩn bị xong. Diệp Quân Lâm bên này công kích liền đã đến. Chúng ta lại đánh giá thấp Diệp Quân Lâm, thật sự là tuyệt. Ta nằm mơ cũng không có nghĩ đến, bọn hắn chủ động tiến công. Lập tức mở ra hệ thống phòng ngự. Chấm. Rất nhanh tương lai khoa học kỹ thuật quốc gia mở ra hệ thống phòng ngự. Năng lượng lồng ánh sáng cấp tốc đem toàn bộ quốc gia cho bao phủ lại. Khỏi bị tất cả xâm nhập. Oanh, 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 chấm. Kinh khủng vũ khí đánh vào vòng bảo hộ bên trên trong khoảnh khắc tiêu tán, căn bản xuyên không thấu vòng bảo hộ. Tương lai khoa học kỹ thuật trong quốc gia đám người thấy cảnh này, tựa như là đang nhìn pháo hoa đầy trời. Nghĩ tấn công vào nơi này. Không có khả năng. Tiên sinh cười cười nói, chuẩn bị phản kích. Nguyên lai lồng năng lượng đem những vũ khí này toàn bộ hấp thu. Rầm rầm rầm. Sau đó lồng năng lượng toàn bộ trở về. Ầm ầm. Trên biển lớn luân phiên oanh kích. Đem liên hợp đại quân vũ khí trang bị những cái này toàn bộ phá hủy. Chấm. Nhưng là Diệp Quân Lâm sao lại không ngờ được điểm này. Thu xếp tại vòng thứ nhất công kích đều là toàn tự động hóa vũ khí, cho nên không đả thương được nhân viên. Không trung đội ngũ, bắt đầu oanh kích. Sau đó, Diệp Quân Lâm thu xếp không trung hỏa lực tiến hành đả kích. Từng cái phi hành khí bắt đầu ở không trung tiến hành luân phiên đả kích. Đả kích xong về sau, cấp tốc rút lui. Ầm ầm. Vô số hỏa lực vũ khí lần nữa oanh kích. Mà lúc này, Diệp Quân Lâm lấy ra thần khí. Cái này cả đám toàn bộ đều hù đến. Cái này cũng được. Diệp Quân Lâm một phen thao tác về sau, nhắm ngay thần quốc vị trí. Đây là một cái cự hình cung nỏ. Là Diệp Quân Lâm dùng chế tạo thần khí thời điểm lưu lại cặn bã rèn đúc mà thành. Những cái này cặn bã dù là tại Thánh Kinh tổ chức công nghệ cao trong tay không có cách nào lợi dụng. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm có cổ xưa kỹ thuật rèn. Đem những cái này cặn bã toàn bộ lợi dụng, rèn đúc cái này cự hình cung nỏ. Là phổ thông cung nỏ gấp trăm lần. Vô luận hình thể hoặc là phương diện khác. Cái này cự hình cung nỏ vừa lấy ra, toàn trường rung động. Đều bị hù dọa. Cái này so rất nhiều vũ khí hạng nặng đều muốn lớn hơn nhiều a. Bởi vì toàn bộ đều là số 76 cấm địa vật liệu chế thành, cái này cự hình cung nỏ so trong tưởng tượng còn nặng hơn vài chục lần. Chuyển vận thời điểm cũng là cực kỳ khó khăn. Có không ít cường giả bằng vào man lực,
vậy mà căn bản nâng không nổi cái này cự hình cung nỏ. Chớ đừng nói chi là sử dụng. Muốn phát huy ra cung nỏ tại lớn nhất uy lực, nhất định phải ở đây cường giả liên hợp, khả năng thôi động. Diệp Quân Lâm tự nhiên không thể trước mặt nhiều người như vậy biểu hiện ra thực lực. Tiếp xuống các ngươi muốn tìm 10 vị đỉnh cấp cường giả cùng một chỗ thôi động cung nỏ. Rất nhanh, Chiến Hùng Quốc chờ ra 10 tên am hiểu lực lượng cường giả. 1-2, bắn. 10 vị cường giả mão đủ lực, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đem cung nỏ kéo căng. Ầm ầm, cự tiễn như là xẹt qua bầu trời đêm sao băng, nháy mắt biến mất. Ở giữa không trung lôi ra một đạo thật dài khí lãng, tựa như xé rách sao trời. Giờ phút này, thần quốc tương lai khoa học kỹ thuật quốc gia từ năng lượng vòng bảo hộ gắt gao hộ vệ ở. Bất kể như thế nào hỏa lực, đều bị năng lượng vòng bảo hộ gắt gao ngăn lại, hóa thành đầy trời pháo hoa cho bọn hắn chúc mừng. Ngay tại mở yến hội những quyền quý kia nhóm, nhìn xem đầy trời pháo hoa, nhao nhao lấy ra ly đế cao lẫn nhau ăn mừng. Chư thần phòng thí nghiệm đám người cũng là thần thái nhẹ nhõm. Tựa như là đang nhìn trò cười đồng dạng. Bọn hắn là không biết chúng ta khoa học kỹ thuật cường đại đến loại trình độ nào a. Loại vũ khí này chúng ta mấy năm trước cũng không cần, hiện tại công kích chúng ta liền cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Tất cả mọi người là một mặt khinh thường. Liền loại hỏa lực này cũng dám chủ động tiến công. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, đột nhiên toàn bộ tương lai khoa học kỹ thuật thành bắt đầu lắc lư. Trắng trợn lắc lư, lại càng ngày càng kịch liệt. Tựa như toàn bộ thành trì đều muốn nhổ tận gốc đồng dạng. Cái này. Lập tức, tất cả mọi người hoảng hồn. Mở tụ hội các quyền quý cùng chư thần phòng thí nghiệm đám người. Đây là làm sao rồi? Không được, nguy hiểm đột kích, nguy hiểm đột kích. Lúc này hệ thống phòng ngự nước sôi phát ra còi báo động chói tai tới. Phía trước chỉ thấy một đạo khí lưu cực tốc đi vào. Căn bản thấy không rõ là cái gì. Dù là hệ thống đều không thể kiểm tra đo lường đến. Oanh! Trong chớp mắt, cự tiễn phóng tới. Cùng lồng năng lượng đụng vào nhau. Răng rắc! Sau một khắc, cự tiễn mạnh mẽ xuyên thấu lồng năng lượng. Trong khoảnh khắc lồng năng lượng vỡ nát. Ầm ầm! Nhưng cự tiễn tốc độ không giảm bắn về phía thành trì. Lập tức tạo thành tổn thất thật lớn. Dù là tòa thành trì này vật liệu là trước nay chưa từng có, nhưng chịu đựng không được cự tiễn tàn phá. Ong ong ong. Thế nhưng là không đợi đám người phản ứng, lại là đất rung núi chuyển động tĩnh đến. Ầm ầm. Lại là một chi cự tiễn đi vào. Lần nữa tạo thành siêu cấp tổn thất lớn. Loạn. Lần này thần quốc triệt để loạn. Chiến hỏa lượn lờ, rất nhiều khu vực đều bị lan đến gần. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt nhất chính là nơi này chính là thần quốc A. Thần quốc ra chỗ. Người bình thường làm sao dám xâm phạm. Đây là tại xâm phạm thần quốc gia, đây là tại vũ nhục thần A. Đây là nhất không thể chịu đựng. Đối thần quốc gia tạo thành như thế tổn thất lớn, đây chính là đang xâm phạm thần quốc uy nghiêm. Muốn chết A. Chư thần phòng thí nghiệm những cái này thần nhóm đều giận. Đều bị người ta khi dễ tốt trên cửa đến. Cái này ai có thể chịu đựng. Thần không thể xâm phạm, càng không thể nhục. Truyền mệnh lệnh hạ xuống, thần quốc bắt đầu phản kích, hướng toàn thế giới không có đầu hàng các phương phát động công kích. Mệnh lệnh một chút sau. Chư thần phòng thí nghiệm sớm chuẩn bị tốt chiến đội cùng nhau xuất động. Vô số tiên tiến phi hành khí chờ một chút cũng từ từng tòa kiến trúc bên trong bay ra tới. Sắp toàn diện tiến công phía trước. Ong ong ong. Ngay tại lúc này, thứ ba chi cự tiễn bay vụt mà tới. Răng rắc. Răng rắc, răng rắc, chấm. Vừa vặn xuất động chư thần phòng thí nghiệm đại quân đối mặt bị cái này chi cự tiễn đánh trúng. Lập tức nhân viên, vũ khí, cùng các loại trang bị tổn thất nặng nề. Lúc này những cái kia đầu hàng quyền quý cùng các đám thế lực lớn đều mắt trợn tròn. Nguyên lai những cái này cái gọi là thần cùng bọn hắn đều như thế a. Đồng dạng sẽ bị giết chết, đồng dạng sẽ chảy máu, đồng dạng sẽ kêu thảm. Cái này cùng bọn hắn giống nhau như đúc a. Thần. Đây là thần sao? Hoài nghi. Các phương cũng bắt đầu hoài nghi, bọn họ có phải hay không đều bị lừa rồi. Thần có phải là căn bản chính là một cái âm mưu? Bọn hắn chỉ là cường đại một điểm, tự xưng thần thôi. Trong lúc nhất thời đều mắt trợn tròn. Cũng bắt đầu hoài nghi. Chủ yếu cũng đều là tận mắt nhìn đến, đẫm máu một màn. Cái này khiến thần quốc tại đại chúng trong lòng trực tiếp sụp đổ, không có uy vọng.
Ngay từ đầu những cái này đầu hàng quyền quý cùng các thế lực lớn cũng bắt đầu hoài nghi quyết định của mình có phải là sai rồi. Đây là để thần quốc khó chịu nhất sự tình. Cũng là bọn hắn không muốn nhất phát sinh. Bọn hắn khống chế toàn thế giới, chính là muốn dựa vào thần uy vọng. Kết quả hiện tại thần hình tượng sụp đổ. Người người cũng bắt đầu hoài nghi. Cái này tương đương là quân tâm dao động, dân ý dao động. Đây đối với chư thần phòng thí nghiệm đến nói là một kiện cùng với sỉ nhục sự tình. Một điểm nữa, bọn hắn nhận tổn thất càng lớn, càng cho liên quân sách sĩ khí. Đến lúc đó Diệp Quân Lâm hô một tiếng thấy được chưa, bọn hắn cũng giống như chúng ta, hai cái bả vai gánh một cái đầu, như thường sẽ rơi. Chấm. Vô luận như thế nào? Cái này ba chi cự tiễn uy lực so với nó tạo thành tính thực chất tổn thương phải lớn hơn nhiều. Tiến công, đừng để bọn hắn sống. Chư thần phòng thí nghiệm các bộ như là phát điên. Tương lai khoa học kỹ thuật quốc gia hệ thống bắt đầu toàn tuyến tiến công, đáng sợ tiên tiến vũ khí toàn bộ phát xạ mà ra. Đối phía trước trận địa khởi xướng công kích mãnh liệt. Vô luận là tầm bắn, vẫn là phạm vi bao trùm, hoặc là uy lực đều là hiếm thấy trên đời. Thế nhân lần nữa chấn kinh. Cảm nhận được chư thần phòng thí nghiệm lực lượng chỗ. Chỉ thấy phía trước hải vực bất kỳ địa phương nào đều bị thần quốc tiên tiến vũ khí nơi bao bọc. Diệp Quân Lâm đã sớm bố trí tốt phòng tuyến, trong khoảnh khắc đều bị phá hủy. Chẳng qua lúc này Diệp Quân Lâm đã sớm để đại quân về sau rút. Bởi vậy chư thần phòng thí nghiệm phá hủy đi trận địa căn bản chính là chống không. Thống soái chúng ta không nên tiếp tục tiến công sao? Người đặc thù vũ khí đã đối bọn hắn đã tạo thành như vậy tổn thất lớn. Đúng a, chúng ta vì sao đột nhiên rút lui? Chấm. Mọi người đối Diệp Quân Lâm vì sao rút lui đều không để ý giải. Diệp Quân Lâm cười cười, chờ xuống các ngươi liền biết. Truyền mệnh lệnh của ta đem đầu hàng thần quốc các thế lực lớn hết thảy ăn hết. Đây là thời cơ tốt nhất, không thể để cho bọn hắn tại chúng ta phía sau lưng chen vào một đao. Diệp Quân Lâm chẳng những hạ mệnh lệnh rút lui. Hiện tại càng là muốn đem phe tấn công hướng nhắm chuẩn những cái kia chia cắt tốt biến thành bên miệng thịt đầu hàng thế lực nhóm. Rất nhanh các phương phát động công kích, chuyên môn đối phó những cái này đầu hàng chó săn. Từng tràng tiến công chớp nhoáng bộc phát. Liên quân tại Diệp Quân Lâm chỉ huy hạ, gần như là quét ngang những cái này đầu hàng thế lực nhóm. Bọn hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Từng cái toàn bộ đều bị diệt mất. Lúc này, liên quân sĩ khí đại trấn. Giữ vững tinh thần, đem cái này đến cái khác cầm xuống. Về phần thần quốc người đầu hàng cùng những người theo đuổi nhìn thấy từng đầu tin dữ, đều sợ muốn chết. Sợ kế tiếp sẽ tìm tới bọn hắn. Dù là hiện tại thân ở thần quốc những cái kia người đầu hàng nhóm bắt đầu lo lắng. Rất nhanh, các lái chính đem biết. Diệp Quân Lâm không đơn giản tại công kích thần quốc, càng nhiều hơn chính là tại tan rã tâm lý của bọn hắn phòng tuyến cùng tăng thêm liên quân khí thế. Đồng thời rất nhanh, bọn hắn liền biết Diệp Quân Lâm vì sao rút lui dụng ý. Chư thần phòng thí nghiệm tiên phong chiến đội đến. Mạnh, quá mạnh, vô luận là cường giả, hoặc là vũ khí trang bị những thứ này. Đều quá khủng bố. Nếu như bọn hắn vừa mới lưu tại nơi này, đoán chừng hiện tại tổn thất nặng nề. Tối thiểu một nửa người muốn hy sinh. Không chỉ như thế, chư thần phòng thí nghiệm còn có một loạt thú loại chiến đội cùng máy móc chiến đội. Cảm giác cùng Leviathan đều có thể liều một trận. Những cái này nhao nhao bày ở phía trước nhất, triển khai nghiền ép thức tiến công. Mạnh. Không sai. Đối với liên quân đối với các phương đều đến nói đều rất mạnh. Ba chi cự tiễn đem chư thần phòng thí nghiệm lửa giận triệt để bước đi ra. Lấy về phần bọn hắn đem thế lực cường đại toàn bộ phái ra tới. Chuẩn bị không lưu bất luận cái gì hy vọng cho liên quân. Nhưng đối với Diệp Quân Lâm đến nói. Vẫn là yếu a. Cũng không phải là chủ thần ti a. Hắn muốn chờ chính là chủ thần ti. Hắn hết thảy kế hoạch, càng là dùng ba con cự tiễn đi oanh kích thần quốc. Vì chính là đem chư thần phòng thí nghiệm bức gấp, để bọn hắn đem át chủ bài toàn bộ thả ra. Bao quát chủ thần ti. Diệp Quân Lâm một mực nghĩ là đem chủ thần ti bức đi ra, mình liền có thể phóng thích toàn bộ thực lực đại chiến. Chẳng qua vẫn là không có đạt tới bức ra chủ thần ti trình độ. Xem ra còn phải tiếp tục. Truyền mệnh lệnh của ta, rút đi. Lưu lại nhỏ cỗ đội ngũ tiến hành quấy rối. Diệp Quân Lâm vẫn là một cái mệnh lệnh rút lui. Nhỏ cỗ đội ngũ quấy rối, nhưng kết quả rất thảm. Từng cái tử thương thảm trọng. Gặp được chư thần phòng thí nghiệm đại quân, căn bản không địch lại,
quân lính tan rã. Không phải một cái cấp bậc. Chư thần phòng thí nghiệm đem lửa giận của bọn họ hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Sử dụng mạnh nhất trang bị cùng mạnh nhất siêu năng giả thay nhau tiến hành công kích, nghiền ép. Trong lúc nhất thời, liên quân phòng tuyến một đạo lại một đạo bị công phá. Nhưng Diệp Quân Lâm vẫn không có cái gì biện pháp tốt đi ngăn cản, chỉ là hung hăng rút lui. Trước mắt trọn vẹn đã mất đi 8 đạo phòng tuyến. Còn tốt Diệp Quân Lâm sớm thiết trí tốt phòng tuyến nhiều, bằng không, đều đã uy hiếp được căn bản. Chẳng qua trước mắt Diệp Quân Lâm xuất lĩnh liên quân sau lưng chính là Minh Hữu Cự Ngưu Quốc. Nếu như Diệp Quân Lâm lại một mực rút lui, như vậy liền tương đương với đem Cự Ngưu Quốc hoàn toàn tặng cho chư thần phòng thí nghiệm. Chư thần phòng thí nghiệm sẽ không chút do dự đem Cự Ngưu Quốc nuốt mất. Thống soái không thể lại rút tương đương từ bỏ Cự Ngưu Quốc, vô luận như thế nào chúng ta đều muốn chiến. Đúng, một khi Cự Ngưu Quốc xảy ra chuyện, sợ là chúng ta liên hiệp hội sụp đổ tan tành. Nhất định phải chiến, vô luận như thế nào đều muốn chiến. Ta đề nghị, tụ tập liên quân tất cả lực lượng ở đây cùng thần quốc đại chiến A. Chấm. Các phe phó tướng nhóm nhao nhao bắt đầu thuyết phục Diệp Quân Lâm. Mọi người đề nghị gần như đều không khác mấy. Đều yêu cầu tụ tập tất cả lực lượng tại đạo thứ 9 phòng tuyến cùng chư thần phòng thí nghiệm quyết nhất tử chiến. Diệp Quân Lâm lại là một tiếng cự tuyệt, không được. Tạm thời không thích hợp quyết nhất tử chiến. Ta cho rằng lúc kia còn chưa tới đến. Hiện tại đánh cái gì tổng quyết chiến A? Dù là ngươi đánh xong, thậm chí đánh thắng, có làm được cái gì? Chủ thần ti còn ở đây. Càng cường đại vẫn còn ở đó. Nếu là đột nhiên giết ra đến, Diệp Quân Lâm đều không nhất định có thể chiếu cố đại cục. Trước mắt còn phải vững vàng, từng bước một đem chủ thần ti bước đi ra mới là chính đạo. A, lời này mới ra. Toàn trường xôn xao. Phó tướng nhóm đều có chút không thể tin nhìn xem Diệp Quân Lâm. Kia thống soái ý của ngài đâu? Mọi người hỏi. Rút, tạm thời còn phải tiếp tục rút. Diệp Quân Lâm hạ lệnh. À, như vậy đây chẳng phải là đem Cự Ngưu Quốc tặng cho chư thần phòng thí nghiệm rồi. Đến lúc đó địa phương sẽ bị phá hủy, người đều sẽ chết sạch. Cự Ngưu việc lớn quốc gia minh hữu của chúng ta à. Ta không đồng ý rút lui. Ta cũng không đồng ý rút lui. Chấm. Thậm chí liên quân bên trong Cự Ngưu Quốc nhân viên tương quan, cực lực phản đối Diệp Quân Lâm. Dù sao cái này dính đến bọn hắn vấn đề sinh tồn. Diệp Quân Lâm vui, ta để các ngươi rút lui ý tứ không phải cái này a. Đầu tiên, chúng ta trước áp dụng quấy rầy chiến thuật, mỗi thời mỗi khắc, mỗi cái địa phương đều quấy rối chư thần phòng thí nghiệm, nhiễu loạn bọn hắn lực chú ý, trì hoãn bọn hắn tiến lên bước chân. Tiếp theo, chúng ta trước không rút đi, trước tiên ở nơi này trông coi. Dù là chư thần phòng thí nghiệm đến, chúng ta cũng phải cản trở. Nhưng tất cả những thứ này kỳ thật đều là vì yểm hộ Cự Ngưu Quốc tất cả mọi người rút lui. Truyền mệnh lệnh của ta, Cự Ngưu Quốc tất cả mọi người vào ngày mai rạng sáng trước toàn bộ rút đi. Muốn sống toàn bộ liền rút. Đối với Diệp Quân Lâm quyết định này, mọi người vẫn là không có ngăn cản. Tối thiểu hắn là muốn bảo trụ Cự Ngưu Quốc thượng dưới. Mọi người chỉ có thể nghe Diệp Quân Lâm. Phía trước bắt đầu đối chư thần phòng thí nghiệm đại quân tiến hành các loại quấy rối. Dù là hy sinh lớn, cũng phải quấy rối. Về phần Cự Ngưu Quốc thượng hạ liền lập tức bắt đầu lùi lại phía sau. Lúc này mọi người liền thấy Diệp Quân Lâm sớm bố trí tốt phòng ngự chỗ tốt. Sớm đem toàn thế giới phần lớn địa phương đều bố trí thành phòng ngự phạm vi, dạng này phần lớn khu vực đều tại trong khống chế. Tựa như là hiện tại Cự Ngưu Quốc thượng hạ có thể đào vong phía sau tùy ý khu vực. Dù sao đều là liên minh. Nhưng nếu là Diệp Quân Lâm không nói trước bố trí tốt, bây giờ trái phải trước sau khả năng đều là địch nhân. Cự Ngưu Quốc nghĩ rút đều không có địa phương rút. Mọi người lần nữa tán thưởng Diệp Quân Lâm chỗ cao minh. Chư thần phòng thí nghiệm đại quân bị các loại quấy rối, quả nhiên trì hoãn bọn hắn tiến lên bước chân. Chẳng qua vẫn là có không ít cường giả xông phá hết thảy, sớm đi vào đạo thứ 9 phòng tuyến trước. Diệp Quân Lâm tọa trấn, chỉ huy liên quân phòng thủ. Đôi bên đánh cho cực kỳ thảm thiết. Nhất là liên quân bên này, gặp được chư thần phòng thí nghiệm cường giả, càng là quân lính tan rã, tử thương thảm trọng. Còn tốt người chỉ huy là Diệp Quân Lâm, đem mỗi một phương đều thu xếp tại hợp lý nhất vị trí, bảo đảm thực lực của mỗi người phát huy đến trình độ lớn nhất. Nếu không khả năng sớm bị công phá. Một lúc sau, quấy rối liền không được tác dụng, phía sau chư thần phòng thí nghiệm đại quân cũng đè lên.
liên quân trận địa đụng phải là cường liệt nhất công kích. Tất cả mọi người cảm nhận được chư thần phòng thí nghiệm cường đại. Đây mới là bọn hắn thực lực chân chính. Vô luận là cường giả thực lực, vẫn là vũ khí trang bị phương diện đều cao hơn liên quân một cái cấp độ ra tới. Diệp Quân Lâm chỉ có thể nghĩ hết các loại biện pháp để đền bù loại này chênh lệch. Ví dụ như để Thánh Kinh tổ chức các cường giả đến tiếp viện tại loại hình. Một trận chiến này tiếp tục hơn 3 giờ. Liên quân bên này thực sự là thương vong thảm trọng. Chẳng qua lúc này tin tức tốt cũng truyền tới, phía sau Cự Ngưu quốc toàn bộ rút lui hoàn tất. Nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành. Rút, toàn bộ đều rút, tranh thủ thời gian rút đi. Tại tiếp vào tin tức sau. Diệp Quân Lâm lập tức hạ lệnh rút lui. Đem đạo thứ 9 phòng tuyến nhường lại. Rất nhanh. Chư thần phòng thí nghiệm đại quân công phá đạo thứ 9 phòng tuyến. Thế nhưng là đi vào về sau, lại phát hiện đạo thứ 9 phòng tuyến rỗng tuếch, toàn bộ rút lui. Ha ha ha. Ta thần quốc chỉ uy người nào có thể cản. Một đám rùa đen rút đầu thôi. Công phá đạo thứ 9 phòng tuyến, thần quốc đám người bắt đầu gieo hò. Phía sau là Cự Ngưu quốc, một hơi đem Cự Ngưu quốc diệt. Cự Ngưu quốc chính là chúng ta thần quốc diệt đi thứ một quốc gia. Đây là làm cho toàn thế giới nhìn, nhất định phải vận dụng cực hạn thủ đoạn. Chúng ta một lần đánh tan Cự Ngưu quốc, để đại hạ những cái này liên minh trực tiếp quân tâm tán loạn. Ta không muốn nhìn thấy Cự Ngưu quốc bất luận kẻ nào, bao quát tất cả sinh vật còn sống. Chư thần phòng thí nghiệm đại quân ngựa không dừng vó tiến công. Trực tiếp thẳng hướng Cự Ngưu quốc. Đại quân trực tiếp nghiền ép thức tiến vào. Rất nhanh liền đi vào Cự Ngưu quốc. Thế nhưng là đi vào về sau. Mọi người đều bị hù đến. Tất cả đường đi đều là trống trải. Tất cả kiến trúc bên trong đều là không ai. Quỷ thành. Cự Ngưu quốc khắp nơi đều là quỷ thành. Không có bất kỳ ai. Toàn bộ quốc gia đều bị chuyển không, một người đều không nhìn thấy. Ta minh bạch, đại hạ liên quân bọn hắn ngay từ đầu rút, lại tại vừa rồi cùng chúng ta đánh, còn tại phía trước quấy rối chúng ta, chính là để Cự Ngưu quốc rút lui. Chấm. Chư thần phòng thí nghiệm rất nhanh minh bạch hết thảy. Hiện tại tương đương với trông coi một cái trống trải quỷ thành. Đối bọn hắn đến nói không có một chút tác dụng nào. Cũng lên không đến bất luận cái gì chấn nhiếp tác dụng. Cái này khiến hắn nhóm mũi đều muốn tức điên. Thế nhưng là có thể có làm được cái gì? Tiếp tục tiến công. Chỉ cần vòng qua Cự Ngưu quốc về sau, chúng ta tiến công phạm vi liền khoáng đạt rất nhiều. Để lên đi. Chấm. Ở vào đạo thứ 10 phòng tuyến Diệp Quân Lâm bọn hắn chính đang thương nghị. Đột nhiên tiếp vào chư thần phòng thí nghiệm đại quân để lên đến tin tức. Tốc độ so với bọn hắn dự đoán phải nhanh nhiều. Mọi người nhao nhao đều nhìn về Diệp Quân Lâm. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại phải là rút lui. Thống soái phải nghĩ một chút biện pháp a, không thể một mực lui lại đi. Dù sao cũng phải có biện pháp ứng đối a. Đúng a, chúng ta đều đã rút 10 đạo phòng tuyến. Phía trước những cái này phòng tuyến còn tốt, trên cơ bản đều ở trên biển. Nhưng mà phía sau phòng tuyến liền dính đến chúng ta các quốc gia. Đến lúc đó rút một đạo phòng tuyến, tương đương với nhường ra một cái minh hữu quốc gia tới. Cự Ngưu quốc rút lui rất thành công, thế nhưng là không thể để cho mười mấy cái quốc gia đều học Cự Ngưu quốc rút lui sao? Cuối cùng có thể rút đi nơi nào? Chấm. Mọi người nhao nhao đều đang nghị luận. Hoàn toàn chính xác. Diệp Quân Lâm ở phương diện này đúng là rất có nghề, ý đồ xấu cũng đúng. Bất quá đối phương quá cường đại, đến mức mưu kế những cái này chỉ có thể đỉnh nhất thời, cuối cùng vẫn là ngăn không được a. Nhất là hiện tại Diệp Quân Lâm căn bản đều không có biện pháp tốt, một mực rút lui. Dẫn đến quân tâm đại loạn. Có không ít người đã bắt đầu cảm thấy Diệp Quân Lâm cũng không thích hợp thống soái vị trí này. Mặc dù nói hắn có năng lực, nhưng tại thời điểm cần thiết, cũng không có biện pháp tốt. Như vậy chỉ có thể đổi những người khác tới. Đổi chủ đẹp trai thanh âm còn không nhỏ. Khắp nơi đều có. Thống soái vị trí bên trên Diệp Quân Lâm cau mày, hắn cũng đang nghĩ biện pháp. Như thế nào để chủ thần ti ra tới? Chiếu trước mắt cái này tư thế. Trừ phi là để chư thần phòng thí nghiệm nhận to lớn trọng thương hoặc là để bọn hắn thất bại. Chủ thần ti mới có thể sẽ xuất động. Chẳng qua mình nếu không ra tay, không lấy ra trung cực át chủ bài. Đánh bại chư thần phòng thí nghiệm nói nghe thì dễ a. Dù là tụ tập tất cả liên quân lại như thế nào. Ai trắng rồi, phần lớn đều chính là pháo hôi. Không có nổi chút tác dụng nào. Trừ phi chiến ưng quốc cũng liên hợp tiến đến.
chiến ưng quốc cường đại Diệp Quân Lâm minh bạch, dù là cụ thể không biết. Thế nhưng là chiến ưng quốc lập trận rất tươi sáng, sẽ không kết minh, cũng sẽ không đầu hàng. Rất khó liên thủ. Những biện pháp khác đâu? Diệp Quân Lâm còn không có nghĩ đến. Bởi vậy, gặp được chư thần phòng thí nghiệm đại quân sau mới có thể liên tục lùi về phía sau. Hắn so mọi người ở đây muốn cân nhắc được nhiều. Nhưng không thể phủ nhận, muốn chiến thắng chư thần phòng thí nghiệm. Liền phải đi theo Diệp Quân Lâm tiết tấu tới. Những người khác liền chư thần phòng thí nghiệm cấu thành cũng không biết. Thật tình không biết chư thần phòng thí nghiệm chân chính cường đại chính là chủ thần ti. Thống soái người có hay không biện pháp tốt, chẳng lẽ liền đợi đến rút rồi. Thật, còn không bằng chúng ta tụ tập tất cả thực lực cùng bọn hắn chính diện đến một cái. Chấm. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, chờ đợi lấy đáp án của bọn hắn. Liên quân phần lớn rút lui. Lưu lại nhỏ cỗ chiến đội tận khả năng quấy rối bọn hắn tiêu hao bọn hắn. Mặt khác tại phòng tuyến của chúng ta trận địa hạ chôn xuống định thời gian đánh nổ vũ khí. Đợi đến chư thần phòng thí nghiệm đại quân đi vào, toàn bộ nhóm lửa. Diệp Quân Lâm lập tức hạ mệnh lệnh. Nhưng nghe được rút lui hai chữ, tất cả mọi người là thần sắc thất vọng. Bọn hắn cho Diệp Quân Lâm lần lượt cơ hội. Hiện tại cũng đạo thứ 10 phòng tuyến, hắn vẫn là không có cách, vẫn là đang rút lui. Mọi người đối cái nhìn của hắn cũng liền biến. Phó tướng nhóm cấp tốc ngầm hội tụ đến cùng một chỗ. Mọi người chúng ta có phải là muốn đề nghị thay cái chủ soái rồi? Diệp Quân Lâm không được a. Ngay từ đầu rút lui còn có thể hiểu được. Nhưng đến đằng sau còn tại rút lui, cái này để mọi người thất vọng. Lần lượt thất vọng, đều rút đến đạo thứ 11 phòng tuyến. Trừ rút lui cùng quấy rối. Diệp Quân Lâm liền không có biện pháp gì. Đây là để mọi người thất vọng căn bản. Không có cách nào, kia còn giữ ngươi làm gì? Ai có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh ai tới làm? Người tài mới có, đây là từ xưa đến nay đạo lý. Diệp Quân Lâm làm quân sư, ở bên cạnh phụ trợ vẫn được, nhưng là trước mắt xem ra, làm không được chủ soái. Ta cảm thấy Diệp Quân Lâm vẫn là thích hợp gia nhập túi khôn đoàn làm quân sư, xuất một chút chú ý cái gì. Về phần chủ soái biến thành người khác đi. Như vậy đi, chúng ta lên trước báo. Đoán chừng đợi mọi người quyết sách ra tới cũng phải một đoạn thời gian. Khi đó tại Diệp Quân Lâm chỉ huy dưới, đoán chừng chúng ta đều rút mấy đạo phòng tuyến. Đúng, hiện tại hắn căn bản không có cách nào giải quyết, chỉ có thể hung hăng lùi lại phía sau. Kế tiếp còn là như thế, chúng ta sớm đề nghị đổi chủ soái. Mọi người đồng ý không? Đồng ý cùng một chỗ. Chấm. Diệp Quân Lâm làm sao biết, phần lớn phó tướng nhóm đều liên danh thay đổi chủ soái. Hắn còn đang nghĩ biện pháp như thế nào dẫn xuất chủ thần ti tới. Đạo thứ 10 phòng tuyến đã bỏ đi. Rất nhanh, chư thần phòng thí nghiệm đại quân đè lên. Ầm ầm. Chẳng qua Diệp Quân Lâm dự đoán thiết trí tốt tại thời khắc này toàn bộ nổ tung. Đối chư thần phòng thí nghiệm tạo thành sự đả kích không nhỏ cùng tổn thương. Chẳng qua trên đại thể đến nói trên cơ bản là không đáng kể. Cũng chính là một đống phó tướng nhóm nói vô dụng. Căn bản sẽ không đối chư thần phòng thí nghiệm có cái gì tính thực chất tổn thương. Sau đó chính là đạo thứ 11 phòng tuyến. Cũng là cực kỳ trọng yếu một đạo phòng tuyến. Đạo phòng tuyến này trọn vẹn kết nối 7 quốc gia. Nếu như đạo phòng tuyến này phá, 7 quốc gia đem đứng trước nguy hiểm, tương đương với biên giới mở rộng cho chư thần phòng thí nghiệm. Lập tức, chư thần phòng thí nghiệm sẽ thêm ra tới 7 cái lựa chọn. Đến lúc đó lại đi lần lượt phòng ngự, đoán chừng phòng thủ không đến. 7 quốc gia đều sẽ lâm vào tai nạn bên trong. Đây là mọi người không nguyện ý nhìn thấy. Cự Ngưu quốc đã toàn bộ rút lui đến cái này 7 quốc gia. Cũng không thể lại tiếp tục rút lui a. Mà lại rút đi một cái tương đối là tiểu quốc Cự Ngưu quốc đô phí lớn như vậy lực. Nếu là rút đi 7 cái đại quốc, không biết phải hao phí giá lớn bao nhiêu. Huống hồ cái này 7 quốc muốn tiếp tục rút lui lời nói, tương đương với đem phía sau mấy chục quốc toàn bộ thả cho chư thần phòng thí nghiệm đến tiến đánh. Bởi vậy, đạo thứ 11 phòng tuyến cực kỳ trọng yếu. Tuyệt đối không thể mất. Có thể nói như vậy. Đạo thứ 11 phòng tuyến ném. Liên quân liền thua 1/3. Nếu là đạo thứ 11 sau phòng tuyến 7 quốc lại thất thủ, tương đương với thua một nửa. Thậm chí có lý luận bên trên chính là tất thua không thể nghi ngờ. Bởi vậy, các phương càng xem trọng, tại đạo thứ 11 phòng tuyến quyết nhất tử chiến. Đánh thắng tốt nhất.
đánh không thắng cũng không có cách nào. Tóm lại, đạo thứ 11 phòng tuyến kiên quyết không thể nhường. Chẳng qua những cái này phó tướng đại khái thăm dò rõ ràng Diệp Quân Lâm xáo lộ. Hắn như trước vẫn là không có cách, đại khái suất vẫn là muốn đem đạo thứ 11 phòng tuyến nhường lại. Sau đó để sau lưng 7 quốc rút lui. Cùng đạo thứ 10 phòng tuyến là một cái xáo lộ. Hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, cũng sẽ không đi đối mặt chư thần phòng thí nghiệm. Trừ quấy rối thật không có biện pháp gì. Quả nhiên tại thối lui đến đạo thứ 11 sau phòng tuyến, Diệp Quân Lâm tuyệt không hạ toàn thể đóng quân chết thủ tại chỗ này mệnh lệnh. Mà là để mọi người tại chỗ chờ lệnh, chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Nhìn như vậy đến Diệp Quân Lâm chắc chắn sẽ hạ mệnh lệnh rút lui. Cái này cùng mọi người dự đoán giống nhau như đúc. Các lái chính đem nhóm vừa quan sát chư thần phòng thí nghiệm động tĩnh, một bên chờ đợi phía trên quyết sách phải chăng thay đổi chủ soái. Diệp Quân Lâm cũng tại do dự. Hắn nơi nào không rõ đạo thứ 11 phòng tuyến tầm quan trọng. Hắn nghĩ là đem tất cả lực lượng kéo qua chính diện đánh vẫn là những biện pháp khác. Ví dụ như tiếp tục rút lui, tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Chư thần phòng thí nghiệm đại quân rất nhanh liền vượt qua Cự Ngưu Quốc, đè lên. Khoảng cách đạo thứ 11 phòng tuyến rất gần rất gần. Muốn nói Diệp Quân Lâm đang thử thăm dò, kỳ thật bọn hắn cũng đang thử thăm dò. Bọn hắn cùng Diệp Quân Lâm mục đích không sai biệt lắm. Diệp Quân Lâm vì bước ra chủ thần ti chính đang nghĩ biện pháp. Mà bọn hắn toàn diện tiến công, vì chính là bước ra đại hạ kia hai loại tồn tại trong truyền thuyết, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có. Chẳng qua rất rõ ràng chư thần phòng thí nghiệm là chiếm tại một phe ưu thế. Hiện tại bọn hắn hùng hổ dọa người, để Liên Quân Lâm vào trùng điệp khó khăn. Tiếp tục như vậy, sớm tối phải bước đi ra. Mà Diệp Quân Lâm bên này còn không có biện pháp gì. Chủ thần tư mệnh lệnh nhất định phải công phá đạo thứ 11 phòng tuyến. Đây là cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn dự đoán sẽ ở chỗ này địch nhân sẽ điên cuồng phản công thủ vững. Đây là một trận đại chiến. Chủ thần ti hy vọng chúng ta nhất định phải cầm xuống. Tại bọn hắn không xuất thủ điều kiện tiên quyết. Chư thần phòng thí nghiệm cũng tiếp vào mệnh lệnh, chuẩn bị đối đạo thứ 11 phòng tuyến khởi xướng công kích mãnh liệt nhất. Một trận chiến này là mấu chốt. Đánh xuống về sau, khả năng mới có thể bước ra chân chính át chủ bài tới. Bởi vậy, tiên sinh tự mình đến đốc chiến. Muốn đem chư thần phòng thí nghiệm lực lượng cường đại dùng tại nơi đây. Một trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Rất nhanh tiên sinh tự mình đến. Cùng đi còn có từng vị cường giả cùng đỉnh cấp các loại vũ khí chờ. Trừ chư thần phòng thí nghiệm tiên phong chiến đội bên ngoài, đến tiếp sau đại quân lục tục tụ tập. Chư thần phòng thí nghiệm cũng không có vội vã tiến công, mà là đem tất cả lực lượng tụ tập lại. Triển khai quyết nhất tử chiến tư thế. Đại chiến bầu không khí tràn ngập tại mỗi một chỗ. Đạo thứ 11 phòng tuyến các liên quân cảm nhận được cảm giác áp bách. Từng cái nhao nhao thảo luận. Một bên khác quân địch chính quyết đoán chuẩn bị. Bọn hắn bên này lại không bất luận cái gì động tĩnh, từng cái có thể không hoảng hốt sao. Thống soái đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn không có thu xếp sao? Chờ xuống, địch nhân liền đánh tới a. Hắn nên sẽ không tiếp tục muốn rút đi a. Vậy chúng ta chẳng phải là xong đời. Ta cảm thấy hắn không thích hợp làm thống soái, nên thay cái những người khác đến. Hiện tại mọi người đối với hắn bất mãn nhiều lắm. Chấm. Đại chiến hết sức căng thẳng, bây giờ đối Diệp Quân Lâm bất mãn rất rất nhiều. Liên quân bên trong khắp nơi đều có loại thanh âm này. Dù sao liên quân là thế lực khắp nơi tụ tập lại. Cũng không phải là đại hạ. Bọn hắn nhưng không có cái gọi là tình hoài, cũng không biết Diệp Quân Lâm lần lượt cứu vớt đại hạ sự tình. Bọn hắn chỉ nhìn trước mắt Diệp Quân Lâm có không có năng lực giải quyết chuyện này. Nếu như không có liền thay người. Các chiến sĩ như thế. Phó tướng nhóm càng là bất mãn, mà lại cảm xúc cũng là càng lúc càng lớn. Liền kém ngay trước Diệp Quân Lâm mặt nói. Các ngươi tin hay không Diệp Quân Lâm kế tiếp còn là muốn rút lui. Đem đạo thứ 11 phòng tuyến từ bỏ, để sau lưng 7 quốc toàn bộ rút đi. Có phó tướng nói. Đúng, khẳng định, dù sao cái này 7 quốc cùng đạo thứ 11 phòng tuyến cùng hắn không có quan hệ gì, dù là tổn thất, cũng không đả thương được hắn cùng đại hạ yếu điểm A. Vâng. Không sai, Diệp Quân Lâm chính là vì đại hạ suy nghĩ, cầm quốc gia của chúng ta thổ địa cùng nhân mạng làm thí nghiệm, nếu như liên lụy đến đại hạ, ngươi nhìn hắn có rút lui hay không người. Khẳng định sẽ đánh. Đúng a, hiện tại dù là tổn thất, cũng tổn thất không phải đại hạ lực lượng.
Tổn thất đều là chúng ta, hắn mới sẽ không hoảng đâu. Chúng ta không thể cầm lấy quốc gia của mình cùng nhân dân đi cho thời gian để hắn suy nghĩ a. Đạo thứ 11 phòng tuyến nhất định không thể từ bỏ. Cái này nếu là từ bỏ chúng ta liền xong. Chấm. Các lái chính đem nhóm mãnh liệt biểu đạt mình bất mãn. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi hỏi một chút Diệp Quân Lâm, hắn đến cùng có ý tứ gì? Đúng, dù là hắn không làm ra quyết định, cũng phải bức bách ra hắn làm ra quyết định đến. Chấm. Rất nhanh, hơn 10 vị phó tướng đạt thành nhất trí ý kiến. Tiến về Diệp Quân Lâm sở chỉ huy, đến chất vấn hắn có hay không làm ra quyết định tới. Diệp Quân Lâm nhìn xem cùng một chỗ chạy tới hơn 10 vị phó tướng, đều có chút mộng. Hắn còn tại nghiên cứu, còn đang nghĩ biện pháp. Mà lại hắn cũng đang chờ đợi tin tức. Chư thần phòng thí nghiệm tại bọn hắn bên này khẳng định thu xếp thám tử gian tế loại hình. Diệp Quân Lâm tự nhiên cũng sẽ tại đối phương trong trận doanh xếp vào thám tử gian tế. Hắn đang chờ những cái này đám mật thám tin tức. Căn cứ tình huống thực tế, hắn mới phải làm ra quyết định tới. Không nghĩ tới bọn này phó tướng nhóm vậy mà như vậy vội vàng sao động, hiện tại liền chạy đến chất vấn hắn. Thống soái tại một mặt khác thần quốc đại quân ngay tại tập kết, trước đó chúng ta gặp phải chỉ là bọn hắn tiên phong chiến đội. Hiện tại bọn hắn đại quân tập kết, chính là lực lượng mạnh nhất, rất nhanh bọn hắn liền sẽ tiến công đạo thứ 11 phòng tuyến. Xin hỏi ngài quyết sách là cái gì đây? Chúng ta đều muốn sốt ruột chết rồi, ngài tranh thủ thời gian quyết sách, chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị a. Mọi người nhao nhao nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm chất vấn. Diệp Quân Lâm mày nhíu lại lấy, cái này, kỳ thật ta còn không có quyết định tốt, ta còn cần chờ một chút. Hắn còn đang chờ tin tức, lại làm ra cụ thể quyết sách tới. Dù sao chư thần phòng thí nghiệm động tác như thế lớn. Khẳng định có nội tình. Nói không chừng liền có chủ thần ti tin tức. À, còn không có quyết định tốt. Đám người kinh ngạc. Người ta đều đánh đến cửa nhà, người còn không có quyết định tốt. Rất nhanh chư thần phòng thí nghiệm liền phải tiến công, kỳ thật chúng ta lúc này chuẩn bị đã rất muộn rất muộn. Người còn không có quyết định tốt, là thật không tốt lắm. Mà lại đạo thứ 11 phòng tuyến trọng yếu như vậy. Phía sau chúng ta 7 quốc cũng cùng một chỗ quyết định, kiên quyết không nhượng bộ. Cũng không rút lui. Chấm. Mọi người bắt đầu phân tích thế cục trước mắt, dùng cái này đến bức bách Diệp Quân Lâm. Thống soái dựa theo mọi người chúng ta nhất trí ý nghĩ đem liên quân tất cả lực lượng bày ở đạo thứ 11 phòng tuyến, cùng chư thần phòng thí nghiệm quyết nhất tử chiến. Mọi người cùng tiến thối. Dù là thua, không có người có lời oán giận. Dù sao thế lực cách xa rất lớn. Đúng, mọi người đoàn kết cùng một chỗ. Chúng ta không phải đơn độc một quốc gia, chúng ta là liên quân. Hiện tại cục diện này, tuyệt đối không thể từ bỏ phía sau chúng ta 7 cái minh hữu. Thống soái chiến A. Thống soái một trận chiến A. Chấm. Tất cả mọi người đang bức bách Diệp Quân Lâm, muốn để hắn làm ra quyết nhất tử chiến quyết sách tới. Diệp Quân Lâm lại là cau mày. Đầu tiên chờ chút đã. Cho ta nửa giờ. Diệp Quân Lâm trước hết để cho mọi người rời đi. Tất cả mọi người trước tiên lui ra, chẳng qua nhao nhao quay chung quanh tại Diệp Quân Lâm phòng chỉ huy. Chờ đợi hắn cuối cùng quyết sách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sốt cục tại sắp nửa giờ thời điểm. Diệp Quân Lâm tiếp vào đến từ mật thám tin tức. Chư thần phòng thí nghiệm kiêng kỵ đại hạ hai loại tồn tại đặc thù. Đến mức chủ thần ti chậm chạp không chịu lộ diện, thậm chí có thể nói chủ thần ti chính là vì đại hạ cái này hai loại tồn tại mà chuẩn bị. Diệp Quân Lâm rốt cục cầm tới tin tức. Hắn lập tức minh bạch. Kỳ thật đôi bên đều đang thử thăm dò. Chư thần phòng thí nghiệm cũng đang thử thăm dò. Bao quát trước đó Leviathan cũng là đang thử thăm dò đại hạ cái này hai loại tồn tại trong truyền thuyết. Chẳng qua căn cứ tình báo, xưng cái này hai loại tồn tại khả năng căn bản không tồn tại. Nhưng là chủ thần ti vẫn là có chút kiêng kỵ. Dạng này có đầu mối lời nói liền tốt. Diệp Quân Lâm lộ ra ý cười. Sau đó trước muốn cùng Viêm Long Vệ cùng Thiên Sách Phủ làm rõ ràng đại hạ cái này hai loại tồn tại đến cùng là cái gì. Đến tột cùng có tồn tại hay không? Tồn tại tốt nhất, dạng này liền có nắm chắc hơn đối phó chư thần phòng thí nghiệm cùng chủ thần ti. Nếu là không tồn tại, mình phải nghĩ biện pháp đem chủ thần ti dẫn ra. Đây là biện pháp khác. Chấm. Chẳng qua tiếp xuống mạch suy nghĩ có liền tốt. Bởi vậy cái này cần thời gian nhất định bố trí. Sau đó một trận chiến này vẫn là không thể đánh. Muốn giảm nhỏ thương vong. Truyền mệnh lệnh của ta.
rất nhanh tất cả phó tướng đi đến. Nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. Chờ đợi Diệp Quân Lâm quyết sách. Truyền mệnh lệnh của ta từ bỏ đạo thứ 11 phòng tuyến. Sau lưng 7 quốc tập thể rút lui. Diệp Quân Lâm lời này mới ra. Toàn trường yên tĩnh. Liền cái này. Mọi người chờ nửa giờ. Coi là Diệp Quân Lâm muốn tổ chức quyết nhất tử chiến. Từng cái hưng phấn đều nhanh ngao ngao gọi. Kết quả thật là rút lui. Bức bách về sau, trọn vẹn nghĩ thời gian nửa tiếng, lại chính là rút lui. Còn để sau lưng 7 quốc như là cự ngưu quốc đồng dạng, toàn bộ rút đi. Cái này. Như là sấm sét giữa trời quang, chờ nửa ngày chính là kết quả này. Hơn 10 vị phó tướng xứng sở tại nguyên chỗ, giống như tượng đá. Bọn hắn chậm chạp không hề rời đi, chỉ là đều nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. Các ngươi đều thất thần làm gì, còn không mau đi chấp hành nhiệm vụ a, ta vừa rồi không nói rõ ràng sao. Diệp Quân Lâm nhìn xem bọn hắn nói. Chỉ là mọi người không nói chuyện, vẫn là đứng ở nơi đó, từng cái trợn to con mắt. Chuyện gì xảy ra? Diệp Quân Lâm hỏi. Không một người nói chuyện. Giữa sân trầm mặc. Không có người rời đi, lại không người đi chấp hành Diệp Quân Lâm mệnh lệnh. Các ngươi muốn làm gì? Nói chuyện a. Diệp Quân Lâm phẫn nộ quát. Thật có lỗi, thống soái ngươi cái này quyết sách chúng ta không thể tiếp nhận. Chiến hùng quốc phó tướng cái thứ nhất đứng dậy. Đúng, chúng ta không thể nào tiếp thu được. Đạo thứ 11 phòng tuyến cực kỳ trọng yếu. Kiên quyết không thể từ bỏ. Sau lưng 7 quốc cũng không thể rút lui. Chúng ta nhất định phải tại đạo thứ 11 phòng tuyến đánh. Quyết nhất tử chiến. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Quân Lâm, mời thống soái hạ lệnh, để liên quân tại đạo thứ 11 phòng tuyến quyết nhất tử chiến. Mời thống soái hạ lệnh, quyết nhất tử chiến. Chấm. Mấy chục người nhao nhao hô. Bọn hắn căn bản không phải thỉnh cầu, mà là bức bách Diệp Quân Lâm hạ lệnh quyết nhất tử chiến. Bị người bức bách, Diệp Quân Lâm cũng có tức giận. Nghe không hiểu lời ta nói có ý tứ là a, ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức rút lui. Ta là thống soái, vẫn là các ngươi là thống soái. Các ngươi là không nhận ta cái này thống soái sao? Diệp Quân Lâm quát lớn. Nếu như các ngươi còn coi ta là thống soái, liền hết thảy nghe mệnh lệnh của ta, đi chấp hành ta an bài nhiệm vụ, ta cam đoan lấy nhỏ nhất thương vong đem đổi lấy thắng lợi cuối cùng. Cái này đương nhiên không sai. Nghe theo Diệp Quân Lâm một mực rút lui sách ác, thương vong có thể giảm nhỏ đến nhỏ nhất trình độ. Ta đếm 3 tiếng lập tức lăn đi đi chấp hành nhiệm vụ. Nếu không chính là ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta, ta muốn quân pháp xử lý. Diệp Quân Lâm hô lớn. Thế nhưng là vẫn không có người động đậy. Đám người đồng loạt mà nói, nếu như ngươi hạ quyết nhất tử chiến mệnh lệnh. Vậy chúng ta còn làm ngươi là thống soái, chúng ta đều sẽ tôn trọng ngươi. Hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Nhưng nếu như ngươi hạ mệnh lệnh rút lui, thật có lỗi. Chúng ta không cách nào chấp hành, chúng ta cũng sẽ không lấy ngươi làm thống soái. Đúng, chúng ta cho rằng thống soái tại cái này thời khắc quan trọng nhất là hữu dụng, sẽ mang theo chúng ta đánh trận chiến cuối cùng, mà không phải lùi bước lại lùi bước. Hiện tại đối mặt địch nhân không chỉ là đại hạ chuyện riêng, là chúng ta liên quân tất cả mọi người sự tình. Ngươi không thể cầm chúng ta tổn thất đến cho đại hạ tranh thủ thời gian. Chúng ta muốn thống soái là công bằng công chính, sẽ không bởi vì là cái nào đó quốc gia, liền đi bất công như thế nào. Hắn sẽ cầm mỗi cái quốc gia cũng làm mình đồng dạng. Ngươi không thể bởi vì đại hạ, liền một mực rút lui không dám đánh. Chấm. Đến bây giờ, mọi người đem bất mãn trong lòng toàn bộ một mạch phát tiết ra tới. Diệp Quân Lâm cười. Các ngươi là thành tâm không nhận ta cái này thống soái đúng không? Các ngươi muốn phản đúng không? Thế nhưng là ở đây ta Diệp Quân Lâm định đoạt, ta là thống soái, các ngươi đều muốn nghe ta. Dù là ta hạ bất cứ mệnh lệnh gì, các ngươi đều muốn chấp hành. Các ngươi một khi làm trái ta mệnh lệnh, chính là xúc phạm phép tắc, ta liền phải trừng phạt đám các ngươi. Đúng, không sai, thống soái ở đây là lớn nhất, tất cả mọi người muốn nghe thống soái. Thế nhưng là ngươi rất nhanh liền không phải thống soái. Mọi người nói. Diệp Quân Lâm mày nhíu lại lấy, có ý tứ gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn dự cảm đến một tia không ổn. Đám ngu xuẩn này có thể muốn hỏng việc a. Muốn chỉnh ra đại sự tới. Nếu là thật đổi đi thống soái, như vậy vấn đề lớn. Hiện tại xem ra, đám ngu xuẩn này giống như thật làm như vậy.
Rất sớm trước đó, chúng ta liền ký một lá thư đề nghị thay đổi thống soái. Chẳng qua về sau chúng ta một mực đang nhìn ngươi biểu hiện. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, thống soái ngươi tiếp tục làm. Thế nhưng là lần lượt chúng ta đều thất vọng. Đối mặt địch nhân ngươi một mực căn bản không có biện pháp tốt. Sẽ chỉ một mực rút lui cùng quấy rối. Căn bản không có thiết thực biện pháp. Chúng ta đều mất đi 10 đạo phòng tuyến, ngươi vẫn là không có cách nào. Vậy liền chứng minh ngươi đối đầu chư thần phòng thí nghiệm, hoàn toàn là không có cách nào. Tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu đều vô dụng. Chỉ có thể đao thật thương thật cùng bọn hắn làm. Chấm. Mọi người nhao nhao nói. Càng là đem thay đổi chủ soái sự tình nói ra. Chúng ta không phủ nhận ngươi thống lĩnh năng lực, tại trước đó ngươi để mọi người đều bị kinh diễm đến. Thế nhưng là đến loại này sống chết trước mắt, ngươi không có cách, chỉ có thể đem ngươi thay đổi đi. Đổi người có năng lực đi lên. Chấm. Diệp Quân Lâm gấp, lập tức nói, mọi người tin tưởng ta, hết thảy đều tại ta trong khống chế. Chỉ là ta còn phải cần một khoảng thời gian, chẳng qua ta có thể bảo chứng chính là thương vong nhỏ nhất. Tận khả năng không thương tổn đến bất kỳ một nước nguyên khí. Thật, hết thảy đều tại ta trong khống chế. Hiểu ta người đều biết, ta không đánh không chuẩn bị chi cầm. Chấm. Diệp Quân Lâm kiểu nói này, ngược lại là có không ít người buông lỏng. Cùng Diệp Quân Lâm đã từng quen biết không phải số ít, rất nhiều thật đúng là hiểu rõ Diệp Quân Lâm. Nghe được hắn nói như vậy, từng cái nhao nhao do dự. Tin hay không Diệp Quân Lâm? Vạn nhất hắn thật sự có biện pháp đâu. Nếu là lỗ mãng đem hắn thống soái vị trí giật xuống tới. Như vậy tổn thất nhưng lớn. Ta mặc kệ ngươi có biện pháp không, ta ngẫm lại hỏi ngươi có thể hay không thủ được đạo thứ 11 phòng tuyến cùng sau lưng 7 quốc. Có người trực tiếp sảng khoái mà hỏi. Hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy. Đừng kéo nhiều như vậy. Khoác lác ai không biết nói. Có thể hay không giải quyết trước mắt khốn cảnh mới là vị thứ nhất. Lời này mới ra, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Chỉ cần kế hoạch của hắn bên trong, có thể thủ được, mọi người vẫn là tin phục hắn, đi theo hắn. Diệp Quân Lâm lắc đầu, thật có lỗi, thủ không được. Ta còn cần một chút xíu thời gian. Bởi vậy đạo thứ 11 phòng tuyến cùng sau lưng 7 quốc tạm thời vẫn là muốn từ bỏ rơi. Chẳng qua rất nhanh liền có thể một lần nữa đoạt lại. Lời này mới ra. Mọi người toàn bộ đều thất vọng. Loại nguy cơ này trước mắt. Mọi người chờ không ngừng. Một trận chiến này nhất định phải đánh. Diệp Quân Lâm dạng này tránh chiến, mọi người không cách nào duy trì. Mọi người nhận được tình báo là dự tính sau 5, 6 tiếng, chư thần phòng thí nghiệm liền phải tiến công. Kỳ thật thời gian này rất ngắn rất ngắn. Dù sao liên quân bên này muốn triển khai tư thế một trận chiến, còn cần thời gian chuẩn bị a. Những cái kia siêu cấp vũ khí phải trở tới đây a. Diệp Quân Lâm nhìn xem đám người cười cười nói, chẳng qua bây giờ đâu, lão tử là thống soái. Các ngươi không nghe ta cũng phải nghe, nếu không kẻ quấy rối, trực tiếp cầm xuống. Diệp Quân Lâm lời này mới ra, toàn trường lập tức loạn cả lên. Phó tướng nhóm đều sợ. Đúng a, vô luận như thế nào Diệp Quân Lâm hiện tại vẫn là thống soái, hắn có quyền lợi tư cách chủ đạo hết thảy. Mọi người vi phạm hắn ý tứ khẳng định không có chỗ tốt. Người tới. Diệp Quân Lâm ra lệnh một tiếng, hắn thiếp thân tâm phúc nhóm toàn bộ đi vào. Ai không nghe theo ta mệnh lệnh người, trực tiếp giam lại. Ta là thống soái, ta có cái quyền lợi này. Vâng. Diệp Quân Lâm nhìn về phía mọi người, nghe ta không nghe ta đều cho cái trả lời chắc chắn. Đang lúc mọi người do dự không chừng thời điểm. Diệp Quân Lâm đột nhiên thu được đến từ tổng bộ video hội nghị mời. Tổng bộ chính là Viêm Long Vệ cùng các quốc gia cơ cấu tụ cùng một chỗ. Hiện tại video hội nghị. Diệp Quân Lâm ý thức được một tia không ổn. Chẳng qua hắn vẫn là tiếp nhận video hội nghị mời. Trong video, các phe người phụ trách đều tại. Đại hạ bên này là hạ liệt quân tại chủ đạo. Lá thống soái kéo ngươi tiến video hội nghị là bởi vì muốn thương thảo hạ đề nghị thay đổi thống soái công việc. Bây giờ thần quốc đại quân tập kết, chẳng mấy chốc sẽ công kích. Liên quân hiện tại trấn giữ lấy trọng yếu nhất phòng tuyến, ngươi vẫn là không có biện pháp sao? Vẫn là muốn rút lui sao? Tiêu Liệt quân đại biểu đám người hỏi. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, tại kế hoạch của ta bên trong, tạm thời còn muốn rút lui. Còn không phải cùng thần quốc quyết nhất tử chiến thời điểm. Ta biết. Mà video bên kia toàn trường xôn xao, các loại thanh âm không ngừng.
hiển nhiên trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc thất vọng tới. Bị nhiều như vậy phó tướng liên danh thay đổi, mọi người vẫn là chưa tin, muốn tự mình hỏi một chút Diệp Quân Lâm. Kết quả vẫn như cũ như thế. Đối mặt thần quốc không có tốt biện pháp giải quyết, hoặc là nói căn bản không có biện pháp. Nhiều lần kéo dài, mọi người ai cũng hao không nổi. Đã như vậy, vậy liền đề nghị thay đổi chủ soái. Đổi có năng lực đi lên, chẳng qua vì công bằng công chính lý do, mọi người bắt đầu bỏ phiếu quyết định. Tốt, hiện tại bắt đầu, đồng ý thay đổi chủ soái xin giơ tay. Bạch, 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 chấm. Tiếng nói vừa dứt, các phương người phụ trách một cái tiếp một cái nhấc tay. Giữa sân trừ Tiêu Liệt Quân cùng đại hạ giao hảo mấy cái người phụ trách bên ngoài, tuyệt đại đa số toàn bộ giơ tay lên. Đồng ý thay đổi chủ soái. Kết quả rõ ràng, Diệp Quân Lâm lại không còn đảm nhiệm thống soái. Chẳng qua hắn có thể gia nhập túi khôn đoàn, trở thành quân sư. Tiêu Liệt Quân tuyên bố kết quả. Diệp Quân Lâm gia nhập túi khôn đoàn có thể. Đây là thích hợp hắn nhất. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Chấm. Cuối cùng một đám người đồng ý Diệp Quân Lâm gia nhập túi khôn đoàn làm quân sư. Chỉ là chủ soái có người khác chọn. Khi thấy Diệp Quân Lâm bị từ nhiệm chủ soái trước về sau, phòng chỉ huy những cái kia phó tướng kém chút muốn hoan hô lên. Đây thật là quá tốt. Bị tan mất chủ soái chức, Diệp Quân Lâm ngược lại là một mặt bình tĩnh. Làm bị thông báo hội nghị thời điểm, hắn cũng đã dự liệu đến. Bất đắc dĩ a, thật sự là quá bất đắc dĩ. Bọn này ngu xuẩn. Sau đó không biết muốn tạo thành bao nhiêu thương vong. Video đầu kia một đám người phụ trách bắt đầu đề cử mới chủ soái ra tới. Tổng cộng có 6 vị ứng cử viên. Vẫn là đồng dạng bỏ phiếu. Cuối cùng chọn định chiến hùng quốc Titan chiến thần Lạc Phu Tư Cơ làm chủ soái. Hắn cũng là dứt bỏ Diệp Quân Lâm bên ngoài không có hai nhân tuyển. Mấu chốt nhất chính là hắn siêu cấp biết đánh nhau. Một thân thực lực có thể xưng nghịch thiên. Mới có Titan chiến thần xưng hào. Rất nhanh thân hình cao lớn, nhanh 2 mét Titan chiến thần mang theo bộ hạ lại tới đây. Các vị phó tướng bắt đầu hành lễ. Titan chiến thần nhìn xem Diệp Quân Lâm nói ra, đại hạ nhất tự Tịnh Kiên Vương ngươi cũng đừng sinh khí. Tiếp xuống ngươi chính là ta túi khôn đoàn một viên, ngươi chính là đệ nhất quân sư. Rất nhiều chuyện ta đều sẽ hỏi thăm ngươi, hoặc là tìm ngươi thương lượng. Diệp Quân Lâm cười cười, như vậy ta đề nghị ngươi từ bỏ đạo thứ 11 phòng tuyến, từ bỏ sau lưng 7 quốc, tranh thủ thời gian rút lui. Titan chiến thần nghe xong lời này, hắn trực tiếp cười, ồm ồm mà nói. Nhất tự Tịnh Kiên Vương xem ra ngươi không có ý thức được sai lầm của mình, không có rõ ràng chính mình vì sao bị thay đổi. Nói xong, Titan chiến thần không tiếp tục để ý Diệp Quân Lâm. Mà là đối các vị phó tướng nói ra, truyền mệnh lệnh của ta liên quân các phương đem tất cả chiến lực, tất cả vũ khí, tất cả trang bị, tất cả át chủ bài lấy tốc độ nhanh nhất hướng đạo thứ 11 phòng tuyến hội tụ. Chúng ta thời gian còn lại không nhiều, tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian. Nhất định phải tại thần quốc đại quân quy mô tiến công bên ngoài, hết thảy đều bố trí hoàn tất. Ta quyết tâm là tại đạo thứ 11 phòng tuyến cùng thần quốc quyết nhất tử chiến. Chúng ta không có chút nào đường lui, chỉ có thể đối mặt một trận chiến. Nghe xong Titan chiến thần mệnh lệnh về sau. Các lái chính đem nhóm toàn bộ đều hưng phấn. Thống soái, quyết nhất tử chiến, quyết nhất tử chiến, chấm. Mọi người từng cái giơ cao nắm đấm, hô to. Những cái này phó tướng nhóm đều là dũng mãnh thiện chiến nhiệt huyết chiến sĩ. Bọn hắn căn bản cũng không sợ chết. Càng hy vọng chết ở trên chiến trường. Từng cái là ngao ngao kêu chiến lang. Diệp Quân Lâm một mực rút lui, để bọn hắn nghẹn điên. Cảm thấy Diệp Quân Lâm quá bảo thủ, đánh cho quá khuất nhục, bởi vậy đối Diệp Quân Lâm lời oán giận càng lúc càng lớn. Mà Titan chiến thần thuộc về loại kia quyết đoán, trực tiếp làm loại hình. Mấy câu. Liền đem tất cả mọi người điều động. Từng cái đối Titan chiến thần tin phục không thôi. Đều bị mị lực của hắn cho tin phục. Đây mới là bọn hắn muốn thống soái. Vào thời khắc này mặc dù không có trực tiếp biện pháp giải quyết. Thế nhưng là hắn có thể quyết tử một trận chiến A. Thần quốc tuy rằng cường đại. Nhưng liên quân mạnh như vậy lực lượng. Ai sợ ai. Chúng ta lập tức đi chấp hành. Phó tướng nhóm từng cái tích cực đi chuẩn bị. Trước khi đi. Cũng đều nhìn thật sâu Diệp Quân Lâm liếc mắt. Không biết là dụng ý gì. Có lẽ bí mật mang theo một tia trào phúng, nhìn xem người ta, nhìn nhìn lại ngươi.
làm phó tướng nhóm đem quyết nhất tử chiến tin tức nói cho các chiến sĩ về sau. Các chiến sĩ cũng nhao nhao nổ tung. Từng cái nhiệt huyết sôi trào. Đi theo Diệp Quân Lâm bọn hắn đều nhanh nghẹn điên. Hiện tại chân chính có thể đao thật thương thật làm một cái. Cả đám đều tại hô to Titan chiến thần xưng hào. Cả đám đều như bị điên. Mệnh lệnh một chút. Liên quân các phương bắt đầu đem tinh nhuệ nhất chiến sĩ, các loại vũ khí trở phái đưa tới. Đại hạ cũng không ngoại lệ. Đem tốt nhất mạnh nhất toàn bộ đưa tới. Rất nhiều vũ khí đều không giữ lại chút nào đem ra. Dù sao liên quân thành lập một khắc này, tất cả mọi người lẫn nhau ước định qua, không còn che giấu. Trong lúc nhất thời, mười mấy cái quốc gia hết thảy đều tại hướng đạo thứ 11 phòng tuyến vận chuyển. Tư thế cũng thật đáng sợ. Titan chiến thần vẫn là thật sự có tài, thô bên trong mang mảnh. Một bên phân tích đối phương đội hình, một bên bố trí phía bên mình hỏa lực vân vân. Hắn còn để Diệp Quân Lâm ra một chút chú ý, ví dụ như cục vực chiến như thế nào đánh, như thế nào phòng thủ. Cho tới hôm nay, Diệp Quân Lâm cũng không có cách nào. Chỉ có thể phụ trợ Titan chiến thần. Hắn bố trí từng cái kế hoạch tác chiến, cũng đem Thánh Kinh tổ chức mã nhã công nghiệp chờ một chút phối trí xếp vào ở trong đó. Làm như vậy chính là có thể đề cao một điểm phần thắng, giảm nhỏ một điểm thương vong. Sau đó không lâu, Diệp Quân Lâm tính cả túi khôn đoàn cùng Titan chiến thần liền bố trí tốt kế hoạch tác chiến. Liên quân bên này tương ứng chiến sĩ hoặc là vũ khí vừa đến, liền toàn bộ xếp vào tại sớm dự bị tốt vị trí bên trên. Diệp Quân Lâm làm xong đây hết thảy về sau, hắn liền rời đi. Cứ việc thống soái vị trí không có. Nhưng là hắn còn muốn hành động a. Mặc dù không có làm thống soái thời điểm thuận tiện. Hắn muốn làm bước đầu tiên chính là tranh thủ thời gian về đại hạ, cùng Viêm Long vệ thiên sách phủ hỏi thăm đại hạ kia hai loại tồn tại trong truyền thuyết. Xác định tính chân thực. Chấm. Diệp Quân Lâm rời đi sau đó không lâu. Cái gì, đệ nhất quân sư không gặp rồi. Titan chiến thần rất nhanh biết được tin tức này. Ta xem là hắn sợ chết đi, mặc kệ tiếp tục tại một tuyến đợi. Có khả năng này. Không phải hắn làm thống soái thời điểm, vì sao lại hung hăng rút lui đâu. Đúng, ta sớm phát hiện, mỗi lần hắn chạy nhanh nhất, cho đến bây giờ, Diệp Quân Lâm căn bản không cùng chư thần phòng thí nghiệm chính diện đụng phải. Chấm. Đám người nhao nhao nói. Coi là Diệp Quân Lâm sợ chết, không dám đợi tại tuyến đầu tiên duyên cớ. Titan chiến thần cười lạnh một tiếng, không quan trọng, chẳng qua hắn tại tác chiến phương diện hoàn toàn chính xác có một bộ. Cho chúng ta an bài 4 bộ chiến thuật, quả thực là kinh diễm. Hắn tại chính là dựa vào chiến thuật của hắn, hiện tại chiến thuật có, hắn có hay không tại không quan trọng. Dù sao hắn không phải chỉ huy. Đúng, có ngài tọa chấn, chúng ta nhất định có thể thắng. Liên quân bên này tốc độ rất nhanh, các phe át chủ bài nhao nhao đi vào. Lại bị Titan chiến thần thu xếp tại tương ứng vị trí bên trên. Liền chờ đợi thần quốc đại quân đến, quyết nhất tử chiến. Ngay từ đầu, tất cả mọi người nghe nói thần quốc như thế nào cường đại. Một trận chiến này nếu là thất bại, kia toàn thế giới đều muốn luân hãm. Mỗi người kỳ thật đối thần quốc là có bóng tối. Dù sao quá mạnh quá mạnh. Diệp Quân Lâm bọn hắn cũng căn bản không có biện pháp gì. Đến chi viện đều đối thần quốc sợ hãi. Thế nhưng là đến sau này, mọi người phát hiện liên quân lực lượng quá cường đại. Làm mười mấy cái quốc gia đem tất cả át chủ bài đều lấy ra, kia là một kiện quá rung động sự tình. Chiến sĩ, các loại vũ khí các loại, các phương diện số lượng đều rất rất nhiều. Nhất là lần này, các phương càng là đánh bạc đến. Đem nên cầm hết thảy đều lấy ra. Các phương diện đoán chừng là đối diện gấp trăm lần trở lên. Khả năng ta chất lượng không bằng ngươi, nhưng ta có thể số lượng đến góp. Nhìn xem đạo thứ 11 phòng tuyến trọn vẹn ra cố mười mấy cái trận địa, mọi người trong lòng vô cùng yên tâm cùng an toàn. Lập tức đối thần quốc sợ hãi đều không có. Hết thảy sợ hãi bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Tình huống hiện tại chính là hỏa lực quá sung túc. Sung túc đến để người đáng sợ. Titan chiến thần đều kinh ngạc đến ngây người. Tám đời cũng không đánh qua dầu có như vậy cầm. Có được những cái này, hắn cái gì còn không sợ. Hắn hiện tại còn buồn bực liên quân thực lực cường đại như vậy, Diệp Quân Lâm đến cùng tại kiêng kỵ cái gì, vì cái gì không bày ra tư thế đánh một trận đâu. Liên quân thực lực không tụ tập không biết, cái này tụ lại tập, giật mình. Đem các phương đều hù đến. Chính mình cũng không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như thế.
rất nhanh chư thần phòng thí nghiệm liền tiếp vào tin tức. Cũng bị liên quân lực lượng giật nảy mình. Mấy cái này thế lực bình thường che giấu, vừa đến thời khắc nguy nan toàn bộ đem ra. Bây giờ đối phương liên quân chưa từng có cường đại. Nhất là thay đổi Diệp Quân Lâm chủ soái vị trí, đổi thành chiến hùng quốc Titan chiến thần. Chấm. Nhìn thấy liên quân thực lực đáng sợ như vậy, chư thần phòng thí nghiệm trên dưới đều là quá sợ hãi. Cái này so với bọn hắn dự đoán mạnh hơn rất nhiều a. Ha ha, chuyện tốt, thật sự là chuyện tốt. Tiên sinh đột nhiên cười. Diệp Quân Lâm thống soái bị đổi, thật sự là đại hảo sự a. Đừng nhìn Diệp Quân Lâm một mực đang rút lui, nhưng hắn nhỏ cỗ quấy rối đối với chúng ta tạo thành tổn thất vẫn là không nhỏ. Mấu chốt là chúng ta liền hắn mặt đều không thấy, liền tổn thất không nhỏ. Mà lại ta biết phía sau hắn còn có rất nhiều âm mưu quỷ kế đang chờ. Sợ rằng chúng ta cuối cùng có thể thắng, tại Diệp Quân Lâm trong lòng khẳng định ăn rất thiệt lớn. Thương vong không nhỏ. Hắn đôi mắt bên trong sáng lên, chúng ta liền sợ liên quân không cùng chúng ta đánh. Chúng ta hy vọng nhất các nàng tụ tập hết thảy lực lượng cùng chúng ta đánh. Nhưng chậm chạp không có thực hiện, thế nhưng là thời khắc mấu chốt, Diệp Quân Lâm thống soái lại bị đổi đi. Trời cũng giúp ta, Lạc Phu Tư cơ cái này nhân sinh đến liền hiếu chiến. Hắn tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng chúng ta đánh. Thật sự là quá tốt. Chấm. Biết thay đổi thống soái về sau, tất cả mọi người bắt đầu cười. Bọn hắn sợ chính là liên quân không dám cùng bọn hắn đánh. Hiện tại tốt. Lực lượng của chúng ta cũng tụ tập không sai biệt lắm đi. Tiên sinh hỏi. Đã toàn bộ tề tựu. Tốt, chờ đợi ta tiến công mệnh lệnh. Ta muốn hướng chủ thần ti báo cáo tình huống, thỉnh cầu quyết sách của bọn họ. Chấm. Đôi bên đều đã chuẩn bị hoàn tất. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Một trận chiến này chính là thế kỷ chi chiến. Hiếm thấy trên đời. Trừ chiến ưng quốc chút ít thế lực bên ngoài, trên cơ bản đều tham dự vào. Một bên khác, Diệp Quân Lâm nhanh chóng đi vào đại hạ, đem Viêm Long vệ tứ đại thủ lĩnh cùng Thiên Sách phủ thần soái bọn người tụ lại. Nhất tự Tịnh Kiên Vương ngươi không nên tại tuyến đầu làm quân sư sao? Nơi nào đều nhanh muốn đánh lên, ngươi làm sao còn có tâm tư chạy tới nơi này? Đám người tò mò hỏi. Phía trước đã không cần ta, để ta làm chính mình sự tình. Diệp Quân Lâm nói. Mọi người nghi hoặc không hiểu nhìn xem hắn. Diệp Quân Lâm vội vàng nói. Ta đem các ngươi tụ tập lại, là muốn hỏi một vấn đề. À, vấn đề gì? Ngươi mau nói, ta đều hiếu kỳ. Mọi người nhao nhao nhìn xem Diệp Quân Lâm, trên mặt tất cả đều là hiếu kỳ. Ta nghe nói đại hạ có hai loại tồn tại trong truyền thuyết. Là áp đảo cao hơn hết, siêu cấp cường đại đến để chư thần phòng thí nghiệm một mực kiêng kỵ. Diệp Quân Lâm nhìn xem chúng nhân nói, cho nên các ngươi biết cái này hai loại tồn tại trong truyền thuyết sao? Cái này, vừa nhắc tới cái này, Viêm Long vệ mấy lớn thủ lĩnh đều là một mặt mờ mịt. Hiển nhiên bọn hắn là không biết. Dù sao mấy vị này thủ lĩnh ai hiện đại hạ, cùng thời kỳ viễn cổ còn là không giống nhau. Không tận lực đi lật một chút hồ sơ tư liệu. Đối cái này hai loại tồn tại trong truyền thuyết, khẳng định là sẽ không biết. Chẳng qua Thiên Sách thần soái trên mặt mấy người ngược lại là hiện lên một tia nghiêm túc tới. Cái này hai loại tồn tại ta hẳn nghe nói qua một chút xíu. Chẳng qua không nhiều, giới hạn trong truyền thuyết. Tựa như là tiên tần luyện khí sĩ loại hình, bọn hắn luyện khí thuật luyện đến cực hạn không gì làm không được. Cùng thần tiên đồng dạng, chẳng qua đều là truyền thuyết, biết được cũng không nhiều. Nhưng tổng thể đến nói, hẳn là truyền thuyết, cũng không phải là thật. Không phải thời gian dài như vậy không có khả năng không lưu lại bất luận cái gì đầu mối. Thiên Sách thần soái tự lẩm bẩm. Đối với cái này truyền thuyết, Diệp Quân Lâm vẫn tin tưởng. Không phải sư phụ của mình giải thích thế nào. Hắn hẳn là mạnh hơn toàn thế giới một cái cấp độ đi. Thậm chí hắn là cái này hai loại tồn tại bên trong một loại. Có hay không khả năng này? Vẫn phải có. Chẳng qua thiên cơ các hẳn phải biết được nhiều một điểm. Chúng ta có thể đi thiên cơ các hỏi một chút. Thiên Sách thần soái nói. Đúng. Phương diện này. Thiên cơ các hẳn phải biết được nhiều. Đã trọng yếu, chúng ta cũng lập tức đọc qua phủ bụi hồ sơ, nhìn xem có cái gì manh mối. Viêm Long vệ mấy lớn thủ lĩnh cũng đồng ý giúp đỡ. Sau đó, Diệp Quân Lâm cùng Thiên Sách thần soái thẳng đến Thiên Sách phủ thiên cơ các. Đến hỏi thăm đại hạ cái này hai loại tồn tại. Thiên cơ các nghe được Diệp Quân Lâm hỏi thăm vấn đề, lập tức liền lâm vào trầm tư.
nửa ngày đều không có âm thanh. Cái này khiến Diệp Quân Lâm sững sờ. Hiển nhiên Thiên Cơ Các là biết đến. Nguyên lai bọn hắn tại kiêng kỵ cái này. Bọn hắn cũng là thần thông quảng đại, thậm chí ngay cả cái này đều biết. Một lúc sau, Thiên Cơ Các bên trong mới truyền ra thanh âm tới. Nói lên cái này truyền thuyết, còn cùng Bảo Long nhất tộc bảo vệ bí mật có quan hệ đâu. Nhưng là cũng vẻn vẹn truyền thuyết, thế nhưng là chúng ta điều tra, ở giữa cũng không liên hệ a. Thiên Sách Thần Soái kích động, a, cùng Bảo Long nhất tộc bảo vệ đại hạ bí mật có quan hệ sao? Bảo Long nhất tộc bảo vệ bí mật là tồn tại. Hoàn toàn chính xác phủ lên cái này hai loại tồn tại truyền thuyết. Chẳng qua trước mắt chúng ta không có điều tra ra có liên quan gì. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật, hoàn toàn chính xác tồn tại? Diệp Quân Lâm vội vàng hỏi. Bên trong thanh âm lại truyền tới, thật có lỗi, chúng ta cũng không biết. Chúng ta cũng tra không được, nhưng căn cứ thời gian dài như vậy xem xét, đại hạ tuyệt không có cái này hai loại vết tích xuất hiện qua. Chúng ta cho ra kết quả là cái này hai loại tồn tại, giới hạn trong truyền thuyết. Chân thực không còn. Hoặc là nói như vậy, lấy Thiên Cơ Các năng lực căn bản phán đoán không ra cái này hai loại tồn tại không phải truyền thuyết. Bởi vậy, chúng ta kết luận không tồn tại. Nghe đến đó, Thiên Sách Thần Soái một mặt thất vọng. Thiên Cơ Các đều nói như vậy. Kia hơn phân nửa là không có. Quả nhiên truyền thuyết chính là truyền thuyết. Còn có chư thần phòng thí nghiệm mình cũng không cách nào phán định có tồn tại hay không, như vậy hiện tại xem ra hơn phân nửa chính là không tồn tại. Thiên Cơ Các cùng chư thần phòng thí nghiệm đều không thể phán đoán, kia trên đời còn có người có thể phán đoán sao? Không có. Bọn hắn đều nói không có, đó chính là không có. Như vậy phải nhờ vào mình. Hắn có thể từ phương diện này bắt đầu, đến bước ra chủ thần ti. Diệp Quân Lâm đã đang suy nghĩ như thế nào nhằm vào chủ thần ti kế hoạch. Trước khi đi ta muốn hỏi một câu cái này hai loại tồn tại trong truyền thuyết đến cùng là cái gì? Đây có thể nói cho ta đi. Diệp Quân Lâm hỏi. Liền Thiên Sách Thần Soái cũng đều tò mò nhìn. Hắn chỉ nghe qua tiên tần luyện khí sĩ cái gì. Cụ thể là cái gì, hắn cũng không biết. Cái này hai loại tồn tại trong truyền thuyết, kỳ thật chúng ta cũng tìm kiếm qua. Một loại là Thiên Sư Phủ. Trong truyền thuyết là một đám thuật pháp thông thiên thiên sư. Một loại là Trấn Ma Ti, trong truyền thuyết đều là tiên tần luyện khí sĩ, cũng bị trở thành dị nhân. Diệp Quân Lâm cùng Thiên Sách Thần Soái nghe được rung động. Có hay không cụ thể một điểm tư liệu loại hình? Diệp Quân Lâm tiếp tục hỏi thăm. Chỉ thấy Thiên Cơ Các bên trong bay ra một bản cổ tịch tới. Diệp Quân Lâm lật ra, phía trên tất cả đều là truyền thuyết cố sự. Thiên Cơ Các tuyệt không lại nhiều sách. Hiển nhiên là truyền thuyết, tuyệt không khảo chứng qua, rất nhiều đều là thổi ra, truyền tới. Diệp Quân Lâm ghi lại về sau, chỉ có thể rời đi. Hắn cũng kỳ thật không tin. Mà lại các phương khảo chứng đều là truyền thuyết. Duy nhất điểm chính là sư phụ của hắn. Thần thông quảng đại sư phụ đến từ nơi đó đâu? Tiếp xuống người phải làm sao? Thiên Sách Thần Soái hỏi. Diệp Quân Lâm vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói, cho tới nay. Chủ thần ti kiêng kỵ chính là Thiên Sư Phủ cùng Trấn Ma Ti đến cùng có tồn tại hay không. Bọn hắn một mực đang ẩn nhẫn, bảo tồn thực lực. Thậm chí ta nghe nói trước kia chư thần phòng thí nghiệm tất cả lực lượng đều là đang chờ Thiên Sư Phủ cùng Trấn Ma Ti. Bọn hắn chỉ muốn Leviathan đến công kích đại hạ. Thiên Sách Thần Soái đại khái hiểu Diệp Quân Lâm ý tứ. Cho nên người sau đó phải lấy Thiên Sư Phủ cùng Trấn Ma Ti đến dẫn xuất chủ thần ti. Thiên Sách Thần Soái hỏi. Đúng. Không sai, cho nên ta đầu tiên muốn xác định trong truyền thuyết cái này hai loại tồn tại đến cùng là cái gì, dạng này khả năng làm ra đối sách tương ứng. Dù là nó là trong truyền thuyết, vậy chúng ta cũng phải đóng vai thành trong truyền thuyết bộ dáng, lúc này mới có thể hấp dẫn đến chủ thần ti. Diệp Quân Lâm nói, minh bạch, cho nên người cùng Thiên Cơ Các muốn cụ thể một điểm, dạng này khả năng trang phục bọn hắn. Có điều, Thiên Sách Thần Soái mặt lộ vẻ do dự. Chẳng qua muốn đóng vai truyền thuyết này bên trong Thiên Sư Phủ cùng Trấn Ma Ti, trừ ngoại hình các phương diện tương tự bên ngoài, chỉ sợ còn phải thực lực theo kịp a. Sợ rằng chúng ta hiện tại tập thể tăng cường, nhưng khoảng cách đạt tới yêu cầu này, còn kém xa lắm. Thiên Sách Thần Soái ý tứ rất đơn giản. Diệp Quân Lâm thủ hạ không có người có thực lực có thể đóng vai Thiên Sư Phủ cùng Trấn Ma Ti. Rất dễ dàng bị điều tra phá án. Diệp Quân Lâm cười cười, yên tâm tốt, không cần các ngươi ra tay. Ta tự có thu xếp. Biến chủng số 13 cùng tứ đại kim cương lúc này liền có thể phát huy được tác dụng.
còn có hỏa vân tà thần cũng có thể dùng tới.